Thần đạo đan tôn tập 101 và 102 Tiên khí Bản nguyên thần diễm thuyết minh tại kênh youtube di các phim Chúc các bạn xem video vui vẻ Ta chỉ là không thích nghe người khác nói như vậy Thiên phượng thần nữ nói Rất có mùi vị của tiểu nữ nhân Trong lòng lăng hàn không khỏi rung động nói Chúng ta chuyển sang nơi khác Để vi phu cẩn thận khen thưởng ngươi một phen Thiên phượng thần nữ lừa một cái Nói Ngươi dám Cẩn thận ta đánh ngươi Lăng Hàn cười khà khà nói. Ngươi không phải nói, đánh nhau cùng cấp, ngươi không phải đối thủ của ta sao? Đó là lừa người, ngươi dám động tay động chân với ta, ta một cái tát đánh bay ngươi. Thiên Phượng thần nữ cảnh cáo nói. Lăng Hàn cười ha ha, tập hợp ở bên tai của nàng nói. Ta nói thê tử, dĩ biệt tam nhật, phải nhìn với cặp mắt khác xưa, hiện tại ta thật có thể một chiêu chấn áp ngươi. Ngươi dám. Thiên Phượng thần nữ lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt quyến rũ đến cực điểm trong lòng lăng hàn không khỏi rung động vừa định có hành động tiếp theo chí ít cũng có thể hôn một cái thì đã thấy phía trước xuất hiện náo động một chiếc tinh thuyền từ trên trời giáng xuống để người phụ cận dồn dập tránh ra rất nhanh cửa tinh thuyền mở ra đi xuống một thanh niên không thậm chí phải nói là thiếu niên nhìn qua chỉ mười sáu mười bảy tuổi nhưng tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ đây là một vương giả trẻ tuổi một bước hạ xuống phảng phất trừ thiên tinh thần đều đang run rẩy khiến lòng người thuyết phục dương lâm có người gọi ra tên của người nọ âm thanh cũng run rẩy hắn chính là dương lâm không chỉ thiên phú võ đạo kinh người hơn nữa vận khí nghịch thiên được một thánh khí tàn tạ ngay cả tinh thần cảnh cấp thấp cũng có thể chấn áp dương lâm ta yêu người cùng ta sinh hầu tử đi có nữ nhân lớn mật la lên vô cùng điên cuồng dương lâm nhanh chân mà đi phía sau theo bốn nam nữ cũng là rồng phượng trong loài người, tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhưng nhìn tư thế của bọn họ, rõ ràng là khuất phục ở dưới dương lâm, thân phận hẳn là thị vệ. Rất kinh người, bốn nam nữ này tuyệt đối có thể xưng là thiên kiêu, nhưng lại sẵn sàng ở dưới dương lâm, từ một khía cạnh nào đó nói rõ dương lâm mạnh mẽ. Quả nhiên không giới vô diện. Lang Hàn gật đầu, đánh giá thiếu niên này. Đối phương khẳng định không thể thật trẻ tuổi như vậy, mà là ăn thần quả gì, dẫn đến nhìn rất non dương lâm đi qua tất cả mọi người tự động tránh đường đừng nói nhật người cảnh căn bản không dám tiếp xúc phong mang ngay cả cường già tinh thần cảnh xuất hiện cũng có thể bị thánh khí tàn tạ chấn áp lang hàn không khỏi cảm khái người ta có một cái thánh khí tàn tạ cũng trâu bò như vậy nhưng hắn nắm giữ tiên khí như hắc tháp lại chỉ có thể dùng để ẩn thân bảo mệnh thực sự là quá mất mặt thực xin lỗi tiểu tháp lạnh lùng nhổ nước bọt nói dương lâm đến một lát sau lại có một nhân vật trọng lượng xuất hiện đó là một nữ tử đẹp như thiên tiên không thua kém thiên phượng thần nữ khí chất xuất chúng như nữ vương cao quý ung dung vân nữ con gái của đại đế thiên phong đế triều cao quý xinh đẹp thiên phú kinh người ở bên cạnh nàng còn có một thanh niên phong thần tuấn lãng hai người sóng vai mà đi có vẻ vô cùng thân mật không biết để bao nhiêu nam nhân ước ao đến đỏ mắt đó là đệ tử của thiên phong đại đế tên tả toàn cũng là một thiên kiêu ghê gớm chỉ kém vân nữ mấy phần có điều hắn thắng ở thời gian tu luyện dài đã đặt chân tới tinh thần cảnh có người nói thiên phong đại đế có ý định gả ái nữ cho hắn mà nhìn dáng dấp của vân nữ tựa hồ cũng có hảo cảm với vị sư huynh này ai thật là củ cải trắng bị heo nhú sao không có người phát hiện tài năng của ta chứ người lăn qua một bên chơi đi vân nữ được tả toàn hộ tống mà đến tương tự ngồi trên một chiếc tinh thuyền vô cùng hoa lệ phía trên khắc đầy trận văn có thể chống đỡ hư không phong bạo Lăng Hàn nhìn mà mê tít mắt, bởi vì chiếc tinh thuyền này do lượng lớn thần thiết cấp cao tạo thành, nếu như có thể thu, tiền ma kiếm không nói tăng lên tới cấp 8, nhưng đi về phía trước nửa bước hẳn là hoàn toàn có thể. Thiên phượng thần nữ nổi máu ghen, không nhịn được nháo hồng hán một cái. Theo từng thiên tài xuất hiện, cường giả chân chính của hai giới cũng đến ở lân cận, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Ai biết đối phương có thể mượn cơ hội này một lưới bắt hết vương giả trẻ tuổi của bản giới hay không? bởi vậy song phương đều sẽ điều động cường giả siêu cấp tọa chấn như thần giới là quanh hành tăng vương ba ngàn la hán quân đóng ở cách đó không xa minh giới thì không rõ ràng nhưng tin tưởng khẳng định sẽ sai biệt không nhiều hai giới phân biệt rõ ràng một phương ở bên trái lối vào sơn hà lâm phe kia ở bên phải cái này ở vũ số năm đã hình thành thông lệ ai cũng sẽ không đi địa bàn của đối phương mấy ngày sau vô diện đến hắn hiển nhiên rất biết điều cũng không có người nhận ra hắn sau khi tìm tới Lăng Hàn, hắn lấy ra rượu ngon, cùng Lăng Hàn chè chén, nhưng hoàn toàn không để Thiên Phượng thần nữ ở trong mắt, tính cách có chút lạ. Khi quy tắc thiên địa bao phủ sơn hà lâm đột nhiên tiêu tan, tất cả mọi người biết, lần này thiên kiêu hội của hai giới bắt đầu rồi. Người có chí lưu danh ở trên sử sách, dồn dập xuất phát về phía hẻm núi. Không nói cái khác, chỉ cần thông qua hẻm núi này, liền có thể chứng minh mình có thể được xưng một tiếng thiên tài, nắm giữ tư cách cạnh tranh với người mạnh nhất đương đại nhưng người như vậy rất ít rất nhiều người vẻn vẹn chỉ đi ra một phần mười liền lui trở về có mấy người cậy mạnh đi tới hai phần mười sau khi trở về lập tức thổ huyết mà càng nhiều người là đi về phía trước một bước liền lui trở về đây là sân khấu thuộc về thiên kiêu phàm phu tục tử chỉ có thể đứng nhìn mà thôi ba người lang hàn cũng không vội ngược lại thiên kiêu hội kéo dài tới nửa tháng lận dương lâm là nhân vật cấp vương giả đầu tiên tiến vào hẻm núi hắn dễ dàng một đường căn bản không có đình trệ cứ như vậy đi tới cuối, mà bốn thị vệ của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, mặc dù có chút gập gành trắc trở, nhưng đều không ngoại lệ, thông qua hẻm núi. Điều này làm cho rất nhiều người không nói gì, người ta không chỉ bản thân châu bò, thậm chí ngay cả thủ hạ cũng mạnh đến nỗi nghịch thiên. Vân nữ cũng đi vào hẻm núi, biểu hiện ung dung, dịu dàng như tiên. Ngược lại là tả toàn có chút vất vả, hiển nhiên, từ hẻm núi này bắt đầu, cảnh giới vượt qua Nhật Nguyệt Cảnh liền không có ý nghĩa nhìn chỉ là ở sơn hạ cảnh tu luyện như thế nào có đạt đến cực cảnh hay không lại ở cực cảnh đi được bao xa tả tòa là tinh thần cảnh không sai nhưng có bước vào cực cảnh hay không là một vấn đề coi như bước vào phòng chừng cũng chỉ tu đến tiền kỳ nếu không cũng không đến nỗi kém vân nữ nhiều như vậy bên minh giới đương nhiên cũng có thiên tài cấp bậc vương giả lăng hàn liền nhìn thấy một nam tử trên đỉnh đầu có một vòng mặt trời đỏ tỏa ra khí thế đáng sợ một bức hạ xuống phảng phất càn khôn đổ nát chỉ nhìn hắn vài lần mà thôi liền để người muốn thổ huyết lăng hàn nhìn về phía vô diện tuy vô diện không có mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn lộ ra kiên kỵ mãnh liệt người này không chỉ bước vào tinh thần cảnh hơn nữa các cảnh giới trước tất nhiên đều tu đến hoàn mỹ thậm chí còn có năng lực khác đánh nhau cùng cấp là đối thủ vô cùng tốt nhưng vô diện lập tức trở nên hưng phấn xích hoang cực xích hoang cực xích hoang cực trong đoàn người của minh giới vang lên tiếng gào kinh thiên động địa đang gọi tên của một người lăng hàn không khỏi kinh ngạc người này chính là xích hoang cực cũng đúng trên đời này có thể có mấy tinh thần cảnh trẻ tuổi như vậy chỉ lấy khí thế mà nói lăng hàn cảm thấy bất kể là vân nữ dương lâm hay vô diện đều không thể sánh ngang xích hoang cực mọi người đều là vương giả nhưng xích hoang cực là vương giả trong vương giả đế vương trong đế vương hơn nữa xích hoang cực hẳn là người số một của minh giới chí ít là ở trong tinh vực đối ứng này. Thần Minh hai giới quá to lớn, cái gọi là thiên kiêu hội của hai giới. Thần giới cũng chỉ có thiên kiêu ở trường quang tinh vực tham dự. Nhưng bên thần giới, bất kể là vân nữ, dương lâm, nguyệt ảnh, lại không có người nào có thể thu được ưu thế áp đảo. Như thế so sánh, lang hàn liền không quá xem trọng bên thần giới. Đương nhiên, đây là không có tính hắn vào. Âm ầm ầm trời kinh địa chấn, chỉ thấy phương xa chuyển đến chấn động mạnh, phảng phất thiên quân vạn mã đang chạy tới nhất thời làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ đề phòng chiến tranh hai giây mới kết thúc chỉ hai năm ai cũng lòng vẫn còn sợ hãi lo lắng sẽ bạo phát một đại chiến kinh khủng như vậy nữa mà khi mọi người thấy rõ chi quân đội này thì sắc mặt không khỏi quái lạ đây chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi một chiếc xe ngựa lại hình thành tư thế thiên quân vạn mã quái lạ mà càng thêm quái lạ là chiếc xe ngựa này nhỏ đến đáng thương chỉ to bằng bàn tay kéo xe là một con trâu màu tử kim nhìn kỹ liền có thể rõ ràng phát hiện con trâu hoang này là kim loại làm thành Hồi lỗi sao nhưng mọi người tỉ mỉ lại nhìn nhưng là dồn dập kinh hãi không hiểu chỗ chiếc xe ngựa này chạy qua không gian đổ nát đại đạo giống như bị đè ép hình thành từng vòng xoáy hư không quá kinh người chiếc xe ngựa này có lai lịch gì kia là phượng huyết chân kim ma có một lão giả run giọng nói tu vi của hắn không cao nhưng kiến thức không tệ Phượng huyết chân kim gì? Rất nhiều người không hiểu hỏi. Vật liệu thánh cấp. Lão già chỉ nói hai chữ như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc. Vật liệu thánh cấp, vậy chí ít là vật liệu cấp 17, có thể chế tác thánh khí. Cái này cũng không nhất định là kim loại, có thể là đá, cũng có thể là mộc. Con tử kim ngưu kia là do phượng huyết chân kim làm thành, có ít nhất một nửa thông linh, nắm giữ sinh mệnh. Lão già lại run giọng nói, trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng hưng phấn thùng xe là mộng hồi mộc chế thành tương tự là vật liệu thánh cấp đời này có thể tận mắt nhìn thấy vật liệu thánh cấp chết cũng không tiếc chết cũng không tiếc dựa vào lại còn không chỉ một khối vật liệu thánh cấp mà là hai khối tất cả mọi người kinh đến tê cả ra đầu vậy ngồi trong chiếc xe ngựa này là ai lai lịch cũng quá đáng sợ đi xe ngựa dừng lại vừa vặn đối diện lối vào hẻm núi đừng nhìn quy tắc thiên địa không bao phủ nhưng không có nghĩa là biến mất mà chỉ không nhằm người tiến vào mà thôi người muốn đi vào, cảnh giới vẫn bị áp chế, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đừng nói bên thần giới kinh hãi, ngay cả bên minh giới cũng lộ ra vẻ chú ý, trong bọn họ đương nhiên cũng có người biết hàng, nhận ra hai loại vật liệu thánh cấp kia. Cửa xe ngựa mở ra, ở dưới muôn người chú ý, nhảy ra một tiểu nhân. Thực sự là một tiểu nhân, chỉ cao ba tấc, trên người khoác một áo choàng màu tử kim, tỏa ra khí thế trấn áp chư thiên. Đó là phượng huyết chân kim đánh ra tơ dệt thành trời của ta lại có thể đánh vật liệu thánh cấp thành tơ dệt thành quần áo đây là thủ đoạn gì tất cả mọi người run rẩy phô trương như vậy cũng quá mức đi hoàn toàn vượt qua cấp bậc của trường quang tinh vực tiểu nhân hơi lay động thân thể hóa thành to nhỏ gần như người thường đây là một nam tử khuôn mặt anh tuấn da rẻ như ngọc cái này không phải tỷ dụ mà là thật như một khối ngọc chế tạo thành vật liệu thánh cấp đương nhiên thần kỳ áo tròng màu tử kim cũng lớn lên theo cực kỳ vừa vặn bắc hoàng người còn chưa tới sao nam tử này nhìn bầu trời kêu lên ha ha người cũng chỉ mới đến đừng làm như đợi rất lâu rồi xa xa một thanh âm chuyển tới nhưng như ở bên tai khẽ nói cực kỳ rõ ràng mỹ nam tử giống như ngọc thạch nở nụ cười sớm một bức vậy cũng là sớm người không phục sao ha ha trong một tiếng cười khẽ bên nam tử giống như ngọc thạch này lại nhiều hơn một người cực kỳ đẹp trai khí thế ngập trời có phong thái vương giả lại tới một nhân vật không tầm thường nữa. Thiên phượng thần nữ không khỏi hoàng sợ, mặc dù nàng tràn ngập tự tin với Lăng Hàn. Hai người này bao quát xích hoang cực trước kia, đều vượt qua cấp bậc vương giả trẻ tuổi, khiến người ta ngay cả ngước nhìn cũng không thể, chỉ có thể quỳ xuống chiêm ngưỡng. Hai người này đều là tinh thần cảnh, hơn nữa trẻ đến đáng sợ, ngọn lửa sinh mệnh như liệt diễm, thấy thế nào cũng sẽ không vượt qua 10.000 tuổi. Đó là tiên thiên thạch linh sao? Có người kiến thức uyên bác hỏi t ta biết hai người bọn họ là ai có người đột nhiên kêu lên vô cùng kích động bọn họ đến cùng là lai lịch gì người khác dồn dập hỏi ở phong hải tinh vực xa xôi có một vị thanh hải thánh nhân hắn chỉ có một đệ tử được xưng bắc hoàng mà phổ đạo tinh vực sát bên phong hải tinh vực lại có một tiên thiên kỳ thạch hóa linh tu thành thánh nhân là vân thạch thánh nhân hắn cùng nhân tộc kết hợp sinh ra đời sau kế thừa một bộ phận huyết mạch của hắn cực kỳ mạnh mẽ được gọi là Thạch Hoàng. Mọi người cùng nhau líu lưỡi, thánh nhân, ở trong tinh vực bọn hắn, lại xuất hiện thánh nhân. So sánh với đó, Dương Lâm chỉ đạt được một thánh khí không trọn vẹn quả thực chính là nghèo rớt mồng tơi a. À. Ngươi nhìn, Thạch Hoàng xuất hành, vượng huyết chân kim làm vật cưỡi, bộng hồi mộc làm xe, tuy tùy tiện tiện là hai vật liệu thánh cấp. Có điều, Thạch Hoàng này cũng thực kiêu căng, so sánh với đó, bác Hoàng liền keo kiệt hơn nhiều, đừng nói không có xe kéo thậm chí ngay cả một tên tùy tùng cũng không có. Bọn họ cũng là tới tham gia thiên kiêu hội của hai giới sao? Lăng Hàn âm thầm gật đầu, bên thần giới rốt cục có nhân vật có thể tương đương Xích Viêm Cực, mà hai người này cũng sắp trở thành kình địch của hắn. Công bằng chiến một trận, hắn đương nhiên đánh không lại Tinh Thần Cảnh, nhưng vào Sơn Hà Lâm, cảnh giới đều bị cắt đến Sơn Hà Cảnh, vậy đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn tuyệt không cho là mình không thua bất cứ người nào. Vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, đây chính là bí pháp của tiên giới thạch hoàng cùng bắc hoàng không để bất luận người nào ở đây vào mắt hai người nhanh chân mà đi tiến vào hẻm núi rất nhanh thì biến mất ở phần cuối mà chiếc xe kéo kia của thạch hoàng vẫn nằm đó nhưng không ai dám tới trộm đùa giỡn kia là vật liệu thánh cấp thậm chí con trâu kia cũng đã có linh trí một khi phát uy ngay cả hàng hà cảnh đến gần cũng có thể vỡ diệt ai dám mơ ước hai vương trong vương xuất hiện để minh giới cũng thất thanh ai có thể nghĩ tới bên thần giới lại đột nhiên đến hai tuyệt đỉnh thiên kiêu của ngoại tinh vực chứ. Trên thực tế, thêm lăng hàn chính là ba cái. Quả nhiên không có đến nhầm, đáng giá. Hai mắt của vô diện tỏa ánh sáng, dù cách một tầng vài cũng có thể nhìn thấy. Đối với vương giả trẻ tuổi mà nói, cả phải đối thủ mạnh hơn cũng sẽ không khiếp nhược, dù cho tạm thời đánh không lại, cũng sẽ xem là mục tiêu phấn đấu, đi vượt qua, vô địch ngược lại sẽ cô quạnh, không có động lực đi tới. Lăng huynh, chúng ta cũng lên đường đi. Vô Diện nói, liên tiếp nhìn thấy nhiều thiên tài cấp vương giả như vậy, để chiến ý của hắn trái hừng hực, cấp thiết muốn chiến một trận. Được, Lăng Hàn gật đầu. Tiểu Thanh ở lại bên ngoài, tu vi của nó quá yếu, căn bản không thể thông qua hẻm núi, mà Lăng Hàn lại không muốn lộ ra bí mật của Hắc Tháp, vậy tự nhiên không thể thu tiểu Thanh vào. Nó vốn thuộc về bầu trời, liền đến nó bay lượn cửu thiên đi, từ khi sinh ra đến hiện tại, tiểu tử này vẫn không có chân chính độc lập qua mấy ngày lão nhân sâm cùng con thỏ thì đừng hy vọng thứ nhất bọn họ chưa chắc có tư cách tiến vào hẻm núi thứ hai bọn họ không có hứng thú trở thành vương giả ba người lăng hàn đi vào hẻm núi chỉ đặt chân một bước mà thôi bọn họ lập tức cảm giác được áp lực mạnh mẽ kéo tới để bọn họ có kích động mau chóng rời đi trong ba người có hai người là vương giả đương đại tuy thiên phượng thần nữ kém một chút nhưng cũng là thiên tài tứ tinh làm sao có khả năng bị dọa ngã bọn họ vận chuyển nguyên lực liền nhanh chân mà đi bước tiến không chịu ảnh hưởng có điều đi gần như một nửa thiên phượng thần nữ liền lộ ra vẻ vất vả không thể duy trì tư thế thong dong mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống trái lại lăng hàn cùng vô diện cực kỳ dễ dàng một chút biến hóa cũng không có hiển nhiên thiên tài tứ tinh là có tư cách thông qua nơi này nhưng áp lực vẫn không nhỏ chỉ có năng lực không đủ còn phải nắm giữ nghị lực nhất định nhìn thấy thiên phượng thần nữ đi vất vả như thế lăng hàn đơn giản duỗi tay ông nàng đến à ngươi làm gì thiên phượng thần nữ đột nhiên không kịp chuẩn bị không khỏi kinh ngạc thốt lên vội vã đẩy lang hàn ra thê tử nhìn ngươi giàu dĩ như thế không bằng ta ôm ngươi đi lang hàn cười nói thiên phượng thần nữ ngượng ngùng nếu như chỉ có hai người bọn họ nàng cũng không chú ý cùng lang hàn thân cận một ít có người nhìn đấy vô diện lạnh lùng nói lang huynh chúng ta là người theo đuổi võ đạo đỉnh cao không nên phân tâm ở nữ sắc Hắn đảo qua Thiên Phượng thần nữ một chút, mang theo một tia sát khí, tựa hồ muốn thay Lăng Hàn giải quyết một mầm họa. Nhất thời hảo cảm của Thiên Phượng thần nữ đối với người này rơi xuống đáy vực, lại muốn chia rẽ nàng cùng Lăng Hàn, hơn nữa thủ đoạn thô bạo tới cực điểm. Gia hỏa không có mặt mũi, đáng đời hắn không tìm được thê tử. Lăng Hàn cười ha ha nói: "Vô Diện huynh, Người cũng có thể thử tìm một hồng nhan tri kỷ, tin tưởng ta, có hồng nhan chắc chắn sẽ không liên lụy võ đạo tiến cảnh của ngươi, ngược lại" người sẽ có động lực càng to lớn hơn để đi leo võ đạo đỉnh cao, bảo vệ người bên cạnh. Đây chính là một niềm tin rất mạnh mẽ. Vô diện lắc đầu, tâm hắn cực kỳ thuần túy, chỉ có võ đạo một đường, nào cần phân tâm đến chỗ khác. Có lăng hàn ôm, thiên phượng thần nữ, tự nhiên vô cùng dễ dàng, ba người thông qua hẻm núi rất nhanh, nhất thời, áp lực đáng sợ biến mất, như một luồng lực lượng thần bí khác tác dụng lên thân ba người, các tu vi của bọn họ đến sơn hà cảnh. Không không không, cái này không phải lực lượng, mà là một loại quy tắc, không chỉ cắt lực lượng của tất cả mọi người đến Sơn Hà Cảnh, thậm chí ngay cả quy tắc thiên địa có thể thuyên chuyển cũng như thế, thật giống như ở thế giới này Sơn Hà Cảnh là cao nhất, bởi vậy, mặc ngươi lại châu bò, lại thiên tài cũng vô dụng, nhân lực há có thể thắng trời. Quả nhiên, Sơn Hà Cảnh. Lăng Hàn cảm ứng lực lượng trong cơ thể, bốn vòng nhật nguyệt cảnh trong cơ thể hắn biến mất, thậm chí cường độ thể phách của hắn cũng giảm mạnh một đoạn dài chỉ có cường độ của thần thiết cấp 5. Có điều, thần thiết cấp 5 vẫn bước vào cấp độ của nhật nguyệt cảnh, không có cắt đến cùng. Ngoại trừ có hạn mấy vương trong vương ở sơn, hạ cực cảnh tu đến hoàn mỹ, hiện tại vương giả phổ thông ngay cả tư cách đánh tan phòng ngự của lang hàn cũng không có. Bất diệt thiên kinh là tiên pháp, không phải thổi ra. Hiện tại, đây này mặc kệ là nhật nguyệt cảnh hay tinh thần cảnh, đều bị cắt đến sơn hà cảnh, ngay cả nắm giữ thánh khí cũng vô dụng, đồng dạng chỉ có thể phát huy ra huy năng của sơn hạ cảnh, nhưng cụ thể là sơn hà cảnh đại viên mãn hay cực cảnh, vậy liền phải xem trình độ luyện hóa. Đoàn người cũng không có vội vã tiến vào sơn hà lâm, mà ở đợi lối vào hẻm núi. Có mấy người khả năng là lần thứ nhất tiến vào sơn hà lâm, nhưng sơn hà lâm không phải là lần đầu mở ra, bởi vậy, dù cho chưa có tới cũng nghe qua một ít truyền thuyết về sơn hà lâm. Bước thứ nhất, tuyển ra cửu vương. Sơn hà lâm là do quy tắc thiên địa va chạm hình thành, rồi lại phảng phất như thiên địa có linh, chia thiên tài đấu võ thành hai bước. Lăng Hàn nhìn tới, trước một cánh rừng to lớn, có chín bình đài to to nhỏ nhỏ. Bước đầu tiên chính là tiến hành ở trên bình đài, sau ba ngày, người còn có thể đứng ở trên bình đài sẽ nhận được thiên địa phúc vận gia thân, mà sau ba ngày, chín người này sẽ được đưa vào trong rừng tiến hành vòng cạnh tranh thứ hai, được phong vương trong vương. Trên một bình đài chỉ có một người có thể thắng, nếu như đến thời điểm vượt qua số này, vậy mặc kệ phía trên có bao nhiêu người, toàn bộ đào thải cửu vương chiến đến cuối cùng sẽ được thiên địa ban phúc tôi luyện bản thân làm cho thể chất xuất hiện tăng lên to lớn còn có thể cùng thiên địa giao cảm tính ngộ huyền pháp ảo diệu ngộ tính tăng lên phúc duyên dùng vô số năm chính bởi vì chỗ tốt như vậy từng đời thiên tài mới sẽ không xa vạn dạm chạy tới nếu chỉ có cao tầng hai giới lấy ra bảo vật là không đủ vì vinh dự mà chiến cũng không đủ nhưng không phải mỗi chiến trường hai giới đều có sơn hà lâm nhật nguyệt cốc vì lẽ đó hai vị vương trong vương bắc hoàng thạch hoàng xuất hiện cũng có thể lý giải bọn họ chính là vì cái này mà đến mặt khác cuối cùng cửu vương đấu võ thu được thứ nhất có thể được một lần phúc phận gia thân có điều mỗi người nhiều nhất chỉ có thể được hai lần phúc phận gia thân hơn nữa còn là tách gia tính vào một lần trở thành một trong cửu vương một lần khác là trở thành vương trong vương người hai lần đều là một trong cửu vương vậy lần thứ hai liền không có tư cách chỉ có thể đi liều lách vào vương trong vương bởi vậy nếu người nào có thể trở thành vương trong vương bình thường sẽ không tới nơi này nữa chỉ lãng phí cơ duyên hiện tại chín bình đài còn chưa mở ra mọi người cũng chỉ có thể ở dưới đài chờ đến lúc này ngay cả vương giả trẻ tuổi như dương lâm vân nữ cũng không dám đi tùy tiện vạn nhất hai đại vương giả lựa chọn bình đài giống nhau vậy có một phương chịu thoái nhượng còn tốt vạn nhất rằng co có khả năng hai người đều sẽ bị đào thải tuy nhật nguyệt cốc cũng đấu võ tương tự như vậy hơn nữa không thể trồng chất với phúc vận ở Sơn Hà Lâm, tương đương với mỗi cách 77.777 năm có hai cơ hội, nhưng cơ duyên như vậy ai không muốn nhanh chóng lấy được. Bởi vậy, các vương giả cũng sẽ tận lực phân tán, tránh sớm giao chiến, lưu đến lúc vương trong vương mới triển khai huyết chiến. Ánh mắt của Lăng Hàn đào qua, vạn lấy ngón tay bắt đầu tính toán. Bên thần giới, khẳng định tu ra cực cảnh có Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh, Vô Diện, Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, lại thêm hắn, vậy là bảy cái bên minh giới hắn nhìn thấy thì có hai người xích hoang cực cùng ngao tử vân như vậy muốn để thiên vượng thần nữ có thể chiếm được một tiêu chuẩn cửu vương nhất định phải đánh bại một cái trong chín người này lang hàn đưa mắt nhìn chằm chằm ngao tử vân sau khi bình đài mở ra chiến đấu kéo dài ba ngày trong lúc bất luận người nào cũng có thể lên đài giao thủ nhưng một khi bị thua sẽ có đại khái nửa nén hương thời gian không cách nào lại lên đài hơn nữa sau khi thất bại ba lần liền hoàn toàn mất đi tư cách khiêu chiến. Đây là quy tắc có thể lợi dụng. Hắn có thể trước thủ võ đài, thủ đến ngày thứ ba sắp kết thúc, lại để thiên phượng thần nữ tới khiêu chiến mình. Hắn cố ý bị thua, vậy nửa nén hương sau, hắn có thể đi chiến Ngao Tử Vân, quét đối phương xuống đài. Chỉ cần canh đúng giờ, Ngao Tử Vân là không đủ thời gian lên đài khiêu chiến thiên phượng thần nữ. Có điều, minh giới thật chỉ có hai vị vương giả tu ra cực cảnh sao. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như trừ thạch hoàng, bắc hoàng cùng hắn là người ngoại tinh vực tới thần giới có bốn vương giả mà minh giới lại không thể thua thần giới như thế số lượng vương giả trẻ tuổi cũng sẽ không ít hắn tìm kiếm vương giả như vậy còn chưa tới không cần phải để ý đến ta thiên phượng thần nữ nói nàng cùng lang hàn tâm ý tương thông đã đoán ra ý nghĩ của đối phương lang hàn nở nụ cười nói nếu như có thể được phúc vận gia thân nói không chắc người có thể bước vào cực cảnh thiên phượng thần nữ lắc đầu nói nói nghe thì dễ. Nàng có tự mình biết mình, không tu ra cực cảnh căn bản không thể có tư cách đấu với vương giả chân chính. Dựa vào lực lượng huyết thống, nàng có thể chiến đối thủ cực cảnh sơ kỳ, nhưng này thật cần vận khí. Thê tử, đừng nóng vội, ngược lại có ba ngày thời gian có thể quan sát. Lăng Hàn an ủi nàng nói. Có điều, rất nhanh Lăng Hàn liền nhíu mày. Bởi vì bên minh giới lại tới hai vị vương giả nữa, một cái mọc ra đầu sư tử, một cái khác giống như yên vụ tạo thành, không có hình thái cố định biến hóa liên tục tự nhiên không có tướng mạo có thể nói vương giả hoàng kim sư gọi thác bạt đông trạng thái yên vụ gọi đàm cát bọn họ vừa xuất hiện liền để đám thiên kiêu minh giới lắc đầu tự nhiên là bởi vì nhận ra thân phận của hai người này phát hiện muốn đoạt lấy vị trí cửu vương quá khó khăn lăng hàn quyết định vẫn chiếu kế hoạch làm việc chỉ cần hắn có thể bảo vệ ba ngày là được mà hắn tự giác chỉ cần không đụng với bắc hoàng thạch hoàng cùng xích hoang cực thì đây là chuyện rất đơn giản thiên vượng thần nữ nói không lại hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng tràn ngập tự hào tình làng phách khí uy vũ như thế làm cho tâm nàng tê dại lục tục còn có người đi vào nhưng cấp bậc vương giả đã không có tất cả mọi người ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành điều chỉnh cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ mở ra con đường tranh bá vương giả sau một ngày hẻm núi đột nhiên trở nên ảm đạm từ trong tầm nhìn biến mất thật xấu như xưa nay không có tồn tại qua hẻm núi như thế Người lần đầu tiên tới đều kinh hãi, nhưng người đã tới lại cực kỳ bình tĩnh, đây là Sơn Hà Lâm tự khóa, sẽ không cho người tiến vào nữa. Cùng lúc đó, sương mù bao phủ trên chín bình đài cũng dồn dập tiêu tan, chuyện này ý nghĩa, cửu vương chi tranh chính thức bắt đầu. Ha ha, Thạch Hoàng là người thứ nhất nhảy ra, chiếm cứ một bình đài, hắn lại khôi phục dáng dấp cao ba tấc, xem ra, đây mới là chân thân của hắn, to nhỏ như người thường, là dùng nguyên lực đẩy lên, như Lăng Hàn hiện tại vậy. Bắc Hoàng thứ hai, hắn không có tranh giành với Thạch Hoàng, mà rơi vào một bình đài khác, ngồi ngay ngắn trên đùi bày một cây đao, chuyên tâm nhìn chăm chú. Thật giống như cây đao này chính là Thiên Địa Đại Đạo. Trong ánh mắt của Sích Hoàng cực nhảy qua chiến ý kinh người, mà trời đỏ trên đỉnh đầu tỏa ra thần quang, khiến con mắt người ta không mở ra được. Hắn nhìn chăm chăm Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng một hồi, lựa chọn leo lên bình đài thứ ba. Hiện tại còn không phải lúc khai chiến với hai tên kình địch này. Ba vị vương trong vương trước tiên chọn lựa bình đài, điều này làm cho vương giả khác lựa chọn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tách ra, ba người này liền được. Lăng huynh, ta đi trước một bước." Hồ Diện nói, trong một tiếng hét dài, hắn leo lên một bình đài. Các vương giả dồn dập nhảy ra, tốc độ rất nhanh. Số lượng vương giả nơi này vượt qua 9, bởi vậy khẳng định có thiên tài cấp bậc vương giả phải sớm phát sinh va chạm, đây là rất nhiều thiên tài muốn tránh khỏi, bởi vậy bọn họ đều muốn nhanh chiếm cứ một cái bình đài hiển lộ ra vũ lực để vương giả khác không dám tới khiêu chiến mình ngược lại nếu ra tay chậm vậy cũng chỉ có thể chọn một vương giả tiến hành chiến đấu rất bị động đương nhiên chậm ra tay cũng có lợi chính là có thể chọn quả hồng mềm nắm thậm chí có thể cùng những người khác liên thủ có điều vương giả đều xem thường làm như vậy bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Lăng Hàn không vội, trước tiên quan sát. Hiện nay cửu vương xuất hiện. Thần giới là Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, Vô Diện, Dương Lâm, Vân Nữ, Minh giới là Xích Hoang Cực, Thác Bạt Đông, Đàm Cát, Nga Tử Vân. Ở trên bình đài chiến đấu cũng không có quy định một trọi một, hoàn toàn có thể chen hết lên. Bởi vậy, sau vắng lặng ngắn ngủi, liền có mấy chục tên thiên tài thần giới cùng nhau lên đài liên thủ khiêu chiến tháp bạt đông đàm cát ngao tử vân mà bên thần giới ngoại trừ bắc hoàng cùng thạch hoàng ba người kia cũng đồng dạng gặp phải rất nhiều thiên tài minh giới liên thủ oanh kích mỗi người đều chỉ có ba cơ hội thất bại bởi vậy chỉ cần có thể liên thủ giết chết một tên vương giả ba lần vậy liền có thể đào thải vương giả này đi luôn có một ít người may mắn có thể nhặt được tiện nghi nhận được phúc phận gia thân nói không chắc cũng có thể để mình tu ra cực cảnh bước vào cấp bậc vương giả lần sau thời điểm tiến vào nhật nguyệt cốc mình liền có thể đi khiêu chiến vương trong vương một hồi. Chỉ là cái gì gọi là vương giả? Cùng cấp vô địch mới có tư cách xưng vương giả, huống chi chín người trên đài người nào không tu ra cực cảnh, ở dưới tình huống cảnh giới chiếm ưu thế, nhân số căn bản không thể bù đắp được chênh lệch như vậy. Đám người vô diện, Dương Lâm, Thác Bạt Đông đều dùng thần uy, oanh oành oành, trên đài tựa như thiên nữ tán hoa, nhiều thiên tài bị đánh rơi xuống. Sắc mặt của những thiên tài này cũng rất khó coi. Trước khi gặp phải vương giả, bọn họ cũng xưng bá một phương, ở trong đồng đại không có đối thủ, thậm chí cao thủ thế hệ trước cũng bị bọn họ nghiền ép. Nhưng đi tới nơi này, lại đến phiên bọn họ nuốt quả đắng cung cấp không địch lại. Ở đây, rất công bằng, mọi người là Sơn Hà cảnh người không tu ra cực cảnh đó là người quá phế vật. Nhận thức như vậy để rất nhiều thiên tài chán trường, nhưng cũng có chút thiên tài phấn khởi, thể muốn ở đại cảnh giới tu ra cực cảnh. Cảnh giới càng cao, cực cảnh càng khó tu, bởi vậy, nếu như đều chỉ tu ra một lần cực cảnh, vậy coi như cảnh giới tương đồng tu gia nhật nguyệt cực cảnh khẳng định trơ bò hơn sơn hạc cực cảnh tinh thần cực cảnh vượt xa nhật nguyệt cực cảnh con đường tương lai còn dài lắm thiên phú là một mặt nhưng tính dai đồng dạng là võ giả không thể thiếu mà thiên tài thiếu trái lại chính là tính dai, bởi vì thiên phú cao từ nhỏ khởi đầu quá thuận không có bị đả kích cùng ngăn trở một khi gặp phải thất lạc lớn liền có thể thất bại hoàn toàn một lát sau nguyệt ảnh ở phương thần giới rốt cục ra tay khiêu chiến minh giới ngao tử vân nguyệt ảnh người cũng như tên như một vầng minh nguyệt trong sáng mỹ lệ thanh nhã không dính một tia bụi trần nàng mọc một quần dài màu xanh nhạt một bước đi lại dịu dàng như tiên khiến người ta tim đập thình thịch rồi lại không dám khinh nhờn đây là một vị nguyệt thần chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn ngao tử vân không hề có vẻ động tâm hắn dung trường thương nói nghe tiếng lam vân đế triều có một vị khoáng thế kỳ tài đã lâu nhưng chưa bao giờ chiến một trận ngày hôm nay rốt cuộc tọa nguyện bởi vì quy tắc hai giới không giống, thần giới thấy người của minh giới đều bao phủ, trong khi tức tà ác mà bên kia cũng không khác bao nhiêu, bởi vậy, Nguyệt Ảnh ở trong mắt sinh linh minh giới, bị lực giảm một đoạn dài. Mà Ngao Tử Vân thân là vương giả, tự chủ há có thể kém, muốn lấy sắc đẹp mê hoặc hắn. Này cho dù là Nguyệt Ảnh cũng không làm được, phải là loạn tinh nữ hoàng, mị lực kia không phân thần minh, giả trẻ thông sát. Nguyệt Ảnh rút kiếm, thân kiếm cũng như minh nguyệt, phối hợp với nàng tràn ngập vẻ đẹp kinh người. Giết! Ngao Tử Vân không động tâm chút nào, vùng ám diệt hắc long thương, kéo lên hỏa vân màu đen đáng sợ, trong nháy mắt tăng nhiệt độ lên vô hạn, e là ngay cả thần thiết cấp 4 cũng có thể hòa tan rất nhanh. Nguyệt ảnh dung trường kiếm, nhất thời, hàn quang lạnh lẽo, ánh trăng âm lãnh, công pháp nàng tu hẳn là thiên hướng hàn băng hệ, vừa vạn khắc chế Ngao Tử Vân. Hai người đại chiến, mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngay cả tám đại vương giả ở bình đài khác cũng biểu hiện chăm chú tuy thạch hoàng bắc hoàng xích hoàng cực ở mặt chiến lược có khả năng hơn một bậc nhưng mạnh cũng có hạn không dám chân chính khinh thường vương giả khác dù sao tu vi của bọn họ đều bị cắt đến sơn hà cành sức chiến đấu của mọi người có khoảng cách nhưng chắc chắn sẽ không cách biệt quá nhiều lăng hàn cũng nhìn say sưa ngon lành hắn từng giao thủ với ngao tử vân đối với thực lực của người này vẫn tương đối khẳng định chỉ là long uy của đối phương gặp phải thiên uy của hắn liền không có đất dụng võ mà ám diệt hắc long thương càng bị tiên ma kiếm khắc chế cuối cùng chỉ có thể âm u rời đi nhưng nguyệt ảnh không có hai ưu thế này nàng chỉ có vương giả chi uy mà không có thiên địa chi uy thần kiếm của nàng rất mạnh nhưng hiện tại cũng bị cắt rơi đến cấp 4, cấp 5. ngao tử vân cười ha ha chấn động trường thương vận chuyển long uy một chân long màu đen hiện lên ở sau người hắn phẫn nộ múa lấy nanh vuốt nguyệt ảnh nhất thời bị ảnh hưởng sức chiến đấu sụt giá một đoạn vương giả thần giới chỉ như thế ngao tử vân ngạo nhiên nói một thương quét ngang như hắc long diệt thế muốn thiêu sạch muôn dân nguyệt ảnh hét dài một tiếng một ánh trăng từ trong miệng nàng bắn ra ở trên đỉnh đầu hóa thành một vòng trăng sáng giải xuống ánh trăng lạnh lẽo ngăn long uy ở bên ngoài sức chiến đấu của nàng nhất thời khôi phục bình thường thần kiếm phát sáng cùng trường thương của ngao tử vân không ngừng va chạm lang hàn gật đầu vương giả nào có đơn giản bị thua như thế, ai không có vài lá bài tẩy. Thiên phượng thần nữ lắc đầu nói. Quên đi, ta xác thực không bằng mấy người kia, dùng mưu kế cướp đoạt một vị trí, lòng ta khó yên. Nói nhang gì đó. Lăng Hàn ôm eo nhỏ của nàng, tập hợp ở bên tai của nàng nói. Người là thê tử của ta, ta nói người có tư cách, người liền nhất định có tư cách, huống hồ, chúng ta cướp là tiêu chuẩn của minh giới, kia là làm vẻ vang thay thần giới, nào cần bất an trong lòng thiên phượng thần nữ không khỏi bị hắn dụ dỗ cười nói nói giống như ngươi đã năm được hai tiêu chuẩn vậy lăng hàn nhoèn miệng cười nói ngươi đây là coi thường nam nhân của ngươi sao lắm lời thiên phượng thần nữ thẹn thùng đôi mắt đẹp lưu truyền sáng rực rỡ đến không gì tàn nổi lăng hàn lòng ngớ ngáy đáng tiếc đáng tiếc hiện tại thân thể hắn mới khôi phục lại cơ năng năm sáu tuổi vẫn như cũ không có năng lực đẩy ngã đùng hắn dùng sức vỗ một cái lên đùi thật hận a à. Ngươi làm gì thế? Thiên Phượng Thần Nữ không biết đối phương đầy đầu là ý nghĩ muốn đẩy ngã mình, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không hỏi, mà là một cái tát quất tới. Có mũi. Lang Hàn nghe răng nói, cuộc chiến của Ngao Tử Vân cùng Nguyệt Ảnh rốt cục hạ màn, lấy Ngao Tử Vân thắng hiểm kết thúc. Theo Lang Hàn xem ra, đây cũng không phải thực lực của Nguyệt Ảnh thua đối phương, mà là ở trên thần khí, huyết mạch bị Ngao Tử Vân khắc chế. Luận thần khí, Ngao Tử Vân dùng chính là xương sống lưng của lão Long trong tộc cùng huyết mạch bản thân tương thông có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất mà luận lực lượng huyết thống hắc long huyết mạch của ngao tử vân mạnh hơn nguyệt ảnh bởi vậy ở dưới tình huống cảnh giới tương đồng một khi huyết mạch thần khí chiếm ưu thế cái này đủ để quyết định chiến cuộc loại cưỡng chế cảnh giới chiến đấu này nhìn như công bằng thực tế đó là không công bằng nhất dựa vào cái gì cảnh giới của ta cao hơn người lại phải áp chế xuống cấp độ giống người đánh chứ nhưng nếu quy tắc nơi đây là như thế như vậy thất bại chính là thất bại, không có gì để nói nhiều. Nguyệt Ảnh ngồi khoanh chân, khôi phục nguyên lực, nàng còn có hai cơ hội khiêu chiến. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, xem ra thiên tài cùng vương, giả tranh lệch vẫn rất lớn, ngoại trừ hắn và Nguyệt Ảnh, những người khác đều không thể dao động vị trí cửu vương trên đài. Đã như vậy, hắn tiến lên. Lăng Hàn nhảy lên một cái, sau đó rơi vào trên một bình đài. Hắn đối mặt chính là cường giả minh giới, tháp bạt đông. Có người khiêu chiến cửu vương. Toàn người nhất thời xôi chào đến, mọi người đều cảm thấy lần này rất xui xẻo, năm rồi coi như có vương giả cũng sẽ không nhiều như vậy, những người khác luôn có thể vồ lấy 2 đến 3 vị trí, nào giống lần này, ngay cả vương giả cũng bị dồn xuống một cái. Cái tên này, là ai vậy? Không quen biết. Khà khà, Amil A cầu gì cũng dám khiêu chiến vương giả sao? Có mấy người hiếu kỳ, có mấy người xem thường, có mấy người chờ mong, nhanh như vậy liền quyết định cửu vương, cũng quá vô vị. Ngao Tử Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lăng Hàn khiêu chiến mình, hắn thất bại. Hết cách rồi, lúc trước hắn có ưu thế hai tiểu cảnh giới nhỏ, còn không phải thua ở trong tay Lăng Hàn, toàn phương vị bị, bị đối phương áp chế. Hiện tại tu vi mọi người đều bị cắt đến sơn hà cảnh, thế yếu của hắn khẳng định càng lớn hơn. Thác bạt đông nhìn Lăng Hàn đánh giá một hồi, ánh mắt thận trọng, hắn nhìn ra Lăng Hàn mạnh mẽ. Ngươi là kinh địch. Hắn nghiêm nghị nói, lông bờm không gió mà bay, tỏa ra uy thế của bách thú chi vương. Lăng Hàn lắc đầu nói. Đáng tiếc, ngươi còn không xưng được kinh địch của ta. Hắn nhìn về phía Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, Xích Hoàng cực, đây mới là người có thể làm kinh địch của hắn. Thật cuồng. Thác Bạt Đông Hử nói, vung trưởng vỗ tới Lăng Hàn. Oanh, nguyên lực khuấy động, hóa thành một sư trưởng to lớn, quét ngang về phía Lăng Hàn. Cái này không dùng kỹ pháp gì, chính là lấy lực thủ thắng. Lăng Hàn vung chỉ vạch một cái, phốc, sư trưởng lập tức chia ra làm hai, từ hai bên trái phải của hắn xẹt qua kinh phong khuấy động nhưng ngay cả góc áo của hắn cũng không thể động hí cao thủ vừa ra tay đã biết có môn đạo hay không phía dưới nhất thời kinh hô tuy thác bạt đông không nghề sử dụng toàn lực nhưng lăng hàn hóa giải cũng quá ung dung đi tiện tay mà làm thật giống như đối thủ không phải vương giả trẻ tuổi đương đại mà chỉ là một sơn hà cảnh phổ thông vô diện cảm thán lúc trước hắn áp chế tu vi có quy tắc thiên địa cao hơn giúp đỡ cũng không thể thắng lăng hàn cái tên này quả thực sâu không lường được bắc hoàng thạch hoàng cùng xích hoang cực thì lộ ra vẻ tò mò luận sức chiến đấu chân thực bọn họ là tinh thần cảnh giơ tay liền có thể chấn áp lăng hàn nhưng ở đây tu vi bị ép đến sơn hà cảnh vậy liều là ở trong trình độ cực cảnh mặt khác huyết mạch võ kỹ kỹ xảo chiến đấu cũng tuyệt đối không thể lơ là sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu rất lớn có chút bản lĩnh chẳng trách dám cuồng như thế thác bạt đông lạnh lùng nói tuy một đòn không có kết quả nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin vì kia chỉ là tiện tay một kích mà thôi trong vòng mười chiêu bại người lăng hàn từ tốn nói kỳ thực hắn có nắm chất càng lớn hơn nhưng vẫn cảm thấy khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng thác bạt đông suýt chút nữa tức chết hắn đường đường vương giả nhưng đánh nhau cùng cấp lại bị người nói mời chiêu anh bại hắn giận dữ mà cười nói tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao ở trong vòng mười chiêu bại ta lăng hàn nở nụ cười Tiện tay đấm ra một quyền, phù, thần văn màu xanh lam trên tay hắn hiện lên, phóng ra tia sáng chói mắt, nhất thời, một tia chớp phun trào, hóa thành chớp giật đánh tới thác Bạt Đông. Cái gì? Trong nháy mắt, bất kể là ai cũng kinh hô, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ở đây, ai không vượt qua thiên kiếp, tự nhiên thanh thanh sở sở thiên kiếp hóa thành lôi đình đáng sợ giường nào, có thể nói, trong các đồ vật nguy hiểm nhất trên đời này, thiên kiếp tuyệt đối có tên, hơn nữa xếp hạng cực cao nhưng lực lượng thiên kiếp thuộc về thiên đạo đây là lực lượng ngay cả thần linh cũng không cách nào nắm giữ dù cho võ giả hệ lôi cũng chỉ có thể vận chuyển lực lượng lôi đình cùng thiên lôi là hoàn toàn khác nhau nhưng ở trong tay lăng hàn là nổ ra thiên kiếp hắn con mẹ nó quái đản người khác cũng chỉ khiếp sợ nhưng thác bạt đông là lông tơ cả người dựng đứng bắp thịt không khỏi căng ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm có thể sẽ chết ở chỗ này không Thác Bạt Đông dù sao cũng là vương giả đương đại, hắn hét lớn một tiếng, phốc phốc phốc, bắp thịt cả người cổ trương, càng nứt quần áo, hóa thành một hùng sư màu vàng, cao tới mười trượng, bộ lông cả người như thần thiết tạo nên, từng chiếc như mũi tên. Phá! Hắn đấm ra một quyền, đón đánh lôi đình, trên nắm tay hiện ra 99 thần văn, kim quang như rực cháy. Cực hạn của Sơn Hà Cảnh chính là 99 thần văn, ngay cả cực cảnh đỉnh cao cũng không thể vượt qua. ầm! Một tiếng nặng hưởng, thân hình của Thác Bạt đông lùi lại, đến biên giới bình đài mới miễn cưỡng ngừng lại. Wow! hắn phun một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập ngơ ngác. Này không phải giống Thiên Kiếp Lôi Đình, mà vốn chính là nó. Lực phá hoại thật đáng sợ, rõ ràng lực lượng của hai người giống nhau, nhưng hắn lại bị một đòn oanh lùi, bắp thịt cả người run rẩy. Hỏi Thiên Hạ, ai có thể chống đỡ được uy lực của Thiên Kiếp? Độ Kiếp cũng chỉ là vượt qua liền được thần linh vẫn bị động chịu đòn thiên địa đánh ngươi đến vỡ đầu chảy máu rừng gãy nát ra nó thỏa mãn liền thừa nhận ngươi nắm giữ tư cách tiếp tục đi tới trước bằng không chỉ có một con đường chết hiện tại thời điểm đang đối mặt một người lại phải chịu đựng thiên phạt tra tấn cái này ai nhận được tất cả mọi người biến sắc mà nhiều vương giả cũng vẻ mặt thận trọng dù cho lăng hàn không có khiêu chiến bọn họ nhưng sau khi quyết ra chín đại vương giả vậy còn phải đánh bại tám vương khác mới có thể trèo đình lăng hàn là ngăn trở không thể né tránh chỉ có thạch hoàng bắc hoàng xích hoàng cực lộ ra chiến ý hừng hực đối thủ như vậy mới là bọn họ tha thiết ước mơ lăng hàn ra quyền từng đạo từng đạo lôi đình hóa thành nộ long cuồng oanh loạn tạc để thác bạt đông mệt mỏi phòng thủ nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ hoàn toàn không có sức lực chống lại mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh tháp bạt đông đã là cấp bậc vương già nhưng ở trước mặt lăng hàn lại chỉ có phần bị đánh đây chính là thực lực của vương giả đỉnh cấp sao đây là đánh sao vốn là ngược cảm khái nhất kỳ thực là thiên phượng thần nữ lúc trước cảnh giới tương đồng nàng có thể tùy ý trà đạp lăng hàn cuối cùng để lăng hàn không thể không bước lên con đường tìm kiếm di tích cổ muốn tăng lên thực lực của mình nhưng hiện tại lăng hàn không chỉ thành thiên tài cấp bậc vương giả thậm chí còn là vương trung chi vương có chồng như vậy còn cầu gì nữa nàng lộ ra nụ cười sán lạn chỉ cảm thấy sau này mình có thể không cần cậy mạnh như vậy có một cánh tay mạnh mẽ dựa vào thật tốt ta chịu thua thác bạc đông cũng không phải người cầm lên được thì không bỏ xuống được làm một vương giả hắn càng có thể nhìn rõ ràng mình cùng đối thủ chênh lệch cũng chỉ có thấy rõ chênh lệch hắn mới có thể không ngừng tiến bộ bằng không coi như là vương giả cũng sẽ chậm rãi lưu lạc thành thiên tài đỉnh cấp lại biến thành thiên tài phổ thông thậm chí hóa thành phế vật lang hàn không khỏi nở nụ cười nói ồ thật giống như qua mười chiều rồi Hắn không chỉ ra mười quyền à Thác bạt đông cười khổ Tuy lăng hàn không chỉ ra mười quyền Nhưng mỗi một quyền đều tiện tay mà làm Căn bản không hề sử dụng toàn lực Trái lại hắn Là sức chiến đấu mở hết Chỉ kém mấy đại chưa chưa ra Bởi vì hắn biết phát ra cũng vô dụng Ngược lại sẽ làm sức chiến đấu của hắn sụt giá Ngược lại hắn cũng chỉ thất bại một lần Còn có hai cơ hội khiêu chiến Tội gì cắn chết ở trên người lăng hàn Hắn nhảy xuống bình đài Đi điều tức một hồi sống nguyệt ảnh muốn tìm một quà hồng mềm nắm lang hàn khoanh chân ngồi xuống chờ những người khác khiêu chiến tuy đây cơ hồ là chuyện không thể nào người phía dưới cũng nghỉ ngơi một lúc sau đó bắt đầu một vòng mới khiêu chiến lần này càng thêm khuếch đại hơn trăm thiên tài cùng leo lên một bình đài sắp chen đến bình đài nước chảy không lọt mà bị khiêu chiến thì phân biệt là vân nữ cùng ngao tử vân người tới nơi này chí ít cũng là thiên tài tam tinh nhiều người cùng tiến lên như vậy đây thực sự là cực kỳ khủng bố nhưng vân nữ cùng ngao tử vân đã tu cực cảnh đến hoàn mỹ chí ít nắm giữ tứ tinh ưu thế cái này không phải là hơn trăm người có thể bù đắp thông thường mà nói mười người có thể bù đắp chênh lệch một tinh vậy tứ tinh cần bao nhiêu một vạn người hơn nữa cần một vạn người có thể đồng thời công kích vậy tất nhiên cần nhờ trận pháp cái này còn phải phối hợp càng khó từng làn từng làn tiến công nhưng đều tuyên cáo vô hiệu vương giả chính là vương giả không phải dựa vào số lượng có thể lấp bằng thác bạt đông cùng nguyệt ảnh nghỉ ngơi xong bắt đầu khiêu chiến một cái chọn dương lâm một cái khác chọn đàm cát cái này là hai trận chiến đấu kịch liệt lại đặc sắc chiến hơn nửa ngày mới miễn cưỡng phân ra thắng bại nguyệt ảnh thắng mà thác bạt đông lại thua ở trong tay dương lâm lần này trong chín đại vương giả thần giới chiếm bảy tiêu chuẩn mà nhân lúc nguyệt ảnh dương lâm đánh lâu mệt mỏi những người khác cũng dồn dập tổ đoàn tái chiến nhưng mãnh hổ bị thương vẫn như cũ là hổ tuyệt đối không phải mấy con chó tổ đội liền có khả năng đánh ngã chiến đấu tiếp tục ngoại trừ bốn tên vương trong vương như lăng hàn xích hoang cực gia chiến đấu trên năm bình đài khác cực kỳ kịch liệt vì kiếm cho mình một tiêu chuẩn dồn dập lấy ra tuyệt chiêu để người ta mở mang tầm mắt hai ngày trôi qua rất nhanh đàm các thành người thứ nhất hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh vương giả mấy canh giờ sau nguyệt ảnh thành cái thứ hai lần này bụi bậm lắng xuống ứng cử viên của chín đại vương giả đã xác định không thể nghi ngờ không thể lại có người có thể giao động vị trí của chín người này ngay cả tinh thần cảnh như tả toàn ở đây cũng chỉ có thể cúi đầu tu vi cắt đến sơn hà cảnh hắn hoàn toàn không phải đối thủ của vương giả thế hệ trẻ tuổi thật như vậy sao lang hàn mỉm cười hắn còn đang tính toán thời điểm chỉ còn dư lại nửa canh giờ hắn nhìn về phía thiên phượng thần nữ gật gù thiên phượng thần nữ hiểu ý bay lượn lên bình đài tình huống thế nào tất cả mọi người kinh hãi lại còn có người dám đi lên khiêu chiến hơn nữa khiêu chiến lại còn là lăng hàn kia là vương trong vương a thiên phượng thần nữ ra tay hai mảnh phượng rực mở ra lửa nóng hừng hực đan dệt a à, lăng hàn phát ra tiếng kêu thảm nhất thời từ trên bình đài rơi xuống ta đệt thế cảnh này tất cả mọi người không khỏi chảy mồ hôi lạnh đây căn bản vẫn không có đụng tới ngươi ngươi liền kêu thảm thiết đây cũng quá giả đi rõ ràng chính là cố ý nơi này có ai đần độn lập tức đoán được lăng hàn là cố ý thua thiên phượng thần nữ mà lúc này ba ngày kỳ hạn sắp đầy vậy dụng ý của lăng hàn liền cực kỳ sáng tỏ hắn muốn cho nữ nhân của mình một vị trí vương giả có điều cơ hội a à. nhìn thấy thiên phượng thần nữ thay vào đó tất cả mọi người kích động nhưng vấn đề là tuyệt đại bộ phận người đã dùng hết ba cơ hội xuất thủ hiện tại chỉ có thể nhìn mà thôi cũng có mấy người chưa dùng hết nhưng thực lực của bọn họ rõ ràng yếu hơn một bậc mới cam tâm ở một bên làm khán giả tới nơi này chủ yếu là vì quan sát thiên tài giao thủ thu được cảm ngộ cùng dẫn dắt. Bọn họ lên đài khiêu chiến, nhưng thiên phượng thần nữ cũng không phải hàng lờm A, à. tuy không tu ra cực cảnh, nhưng kích hoạt vân phượng huyết mạch, nàng miễn cưỡng, cũng có sức chiến đấu của cực cảnh sơ kỳ, tương đối cường hãn. Nàng vững vàng chiếm cứ bình đài có được không dễ này. Nhưng lăng hàn là ở dưới đài đứng, hắn đang đợi thời gian trôi qua, có thể khiêu chiến lần nữa. Từ trên bình đài hạ xuống, hắn phát hiện trên tay có một dấu ấn màu đen, còn có một luồng khí vụ màu đen bao phủ hắn để hắn không thể động đậy. Nửa nén hương sau, khí tức màu đen biến mất. Hiển nhiên, khí tức màu đen là ép buộc hắn ở nửa nén hương sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến, mà hắc ấn thì đại biểu hắn thất bại một lần, nếu xuất hiện ba dấu, hắn liền không cách nào lên đài xuất chiến. Lăng Hàn nhìn về phía Ngao Tử Vân, nhoẻn miệng cười. Ta, đệt. Ngao Tử Vân thầm mắng một tiếng, buồn niệm chưa tất, chỉ thấy Lăng Hàn đã phi thân lên, đứng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, Diện tích bóng ma trong lòng ngao tử vân lớn Đến không cách nào hình dung Hắn thật vất vả thủ đến hiện tại Chỉ chút nữa là đại công cáo thành Lại đột nhiên gặp phải sát thần như Lăng Hàn Người cũng quá hỏng đi Cố ý bại nữ nhân của mình Chiếm nhiều một tiêu chuẩn Nhưng Lăng Hàn có thực lực như vậy à Đệt, đệt, đệt Trong đầu hắn thay đổi thật nhanh Muốn nhảy xuống bình đài Bây giờ cách ba ngày còn có hơn nửa nén hương thời gian Mà hắn mới bại một lần mà thôi Như vậy lập tức chịu thua chờ nửa nén hương sau hắn liền có thể ra tay với thiên phượng thần nữ một lần nữa đoạt lại tiêu chuẩn ha ha gấp như thế làm gì lăng hàn ra tay đùng lập tức đánh hắn bay trở lại ta sát khoái miệng của ngao tử vân co giật người cũng quá ác đi ta không đánh cũng không được sao hắn lớn tiếng nói ta chịu thua vì phúc phận gia thân hắn không ngại cắt một ít mặt mũi ăn thua gì đến ta nhưng lăng hàn lắc đầu một đấm đập tới ngao tử vân ta muốn đánh ngươi liền đánh oanh 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 ngao tử vân không thể không chống đỡ căn bản không có cơ hội hạ xuống bình đài cái này muốn thua còn thua không được mọi người nhìn không khỏi vui vẻ chỉ cảm thấy thiên kiêu hội của hai giới lần này cuối cùng chơi ra ý mới ngao tử vân muốn thua muốn lao xuống bình đài nhưng lang hàn không ngừng ngăn cản thực lực của hắn mạnh hơn quá nhiều đủ để chặn đối phương không nên chơi người như vậy à ngao tử vân sắp muốn khóc ngươi nói đây là kiểu gì oán gì chứ ta tặng vị trí cho ngươi còn không được sao. Hả? Ngươi muốn xuống như thế, ta cũng không phải người không có tình người, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Hàn đột nhiên đá ra một cước, đá vào cái mông của Ngao Tử Vân, oành, tên này nhất thời ngã xuống bình đài. Ngao Tử Vân đầu tiên là sững sờ, lúc này mới phản ứng được Lăng Hàn chịu thả mình, hắn không khỏi đại hỉ, nhưng trong nháy mắt sau, sắc mặt hắn lại kịch biến. Ba ngày kỳ hạn, chỉ còn gần nửa nén hương thời gian. Nói cách khác, không chờ hắn khiêu chiến ba ngày kỳ hạn lên đến lăng hàn ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập hắn giận dữ hét thực sự là hận đến cực hạn lỗ tai của ta rất tốt không cần gọi lớn tiếng như vậy lăng hàn phẩy phẩy tay đương nhiên sẽ không để uy hiếp của đối phương ở trong lòng ngao tử vân lập tức rút trường thương hận không thể xông lên đài cùng lăng hàn chiến ba trăm hiệp lần này hắn thể sẽ dùng hết thải tuyệt chiêu dù cho cấm chiêu cũng sẽ dùng ở trên người lăng hàn bằng không cơn giận này tuyệt đối nuốt không trôi nhưng một luồng lực lượng thần bí cầm cố hắn để hắn chỉ có thể như thế đứng căn bản không thể bước ra một bước vù không lâu sau đó trên chín bình đài cùng nhau xuất hiện bạch quang hoàn toàn bao phủ bình đài chuyện này ý nghĩa là người bên ngoài không thể lên được nữa ba ngày đã đến giờ a à, ngao tử vân ngửa mặt lên trời gào thét nhưng căn bản vô dụng ầm trên bình đài từng đạo từng đạo khí tức buông xuống màu nhũ bạch khiến tâm thần người ta thoải mái đây là tiên khí tiểu tháp đột nhiên nói cái gì lăng hàn kinh ngạc thốt lên tuy ở tiên giới không tính cái gì nhưng ở thần giới người có thể bù đắp một bộ phận quy tắc thiếu hụt tăng sức chiến đấu lên trên diện rộng tiểu tháp nói trong lòng lăng hàn hơi động muốn tiến vào tiên vực cần đồng thời nắm giữ lực lượng sáng thế cùng diệt thế mà bất kể là thần giới hay minh giới từ điểm này mà nói cũng không hoàn chỉnh đều chỉ nắm giữ một bộ phận quy tắc. Hiện tại tiên khí này bù đắp, chính là quy tắc minh giới hắn thiếu hụt sao. Nếu là như vậy, vậy tiên khí này ở tiên vực mà nói thực không quý giá một chút nào, nhưng đối với sinh linh ở thần, minh hai giới mà nói. Cái này là trí bảo, để bọn họ có thể hoàn thiện quy tắc, chân chính tu luyện đến hoàn mỹ. Hai giới va chạm, thậm chí dung hợp với nhau, mới là thế giới hoàn mỹ. Trong lòng của Lăng Hàn lướt qua vô số ý nghĩ, nhưng hiện tại hắn để hết thảy qua một bên, bắt đầu hấp thụ những tiền khí này, hoàn thiện bản thân. Nắm giữ ma chủ tinh nguyên, hắn chỉ có thể có được khí tức của minh giới, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nắm giữ quy tắc của minh giới. Bởi vậy, hắn phải mượn cơ hội này không ngừng hoàn thiện mình, về phía mười phân vẹn mười tiến quân. Tiểu tháp không tiếp tục nói nữa, miễn cho quấy rối lăng hàn. Lỗ chân lông cả người lăng hàn mở ra, hấp thu ngay cái gọi là tiên khí này. Dưới quy tắc bù đắp, tu vi của hắn cũng có tăng lên không nhỏ, từ đại viên mãn đỉnh cao tăng lên tới hoàn mỹ. Đến một bước này, nếu hắn không đột phá cực cảnh, tu vi là không thể tăng thêm, nhưng theo quy tắc của hai giới hoàn thiện, sức chiến đấu của hắn còn đang không ngừng cất cao. Vận dụng quy tắc vốn thuộc về một bộ phận của sức chiến đấu, hơn nữa theo tu vi tăng lên, tầm quan trọng của quy tắc cũng càng lúc càng lớn. Như lực lượng của Lang Hàn có thể vượt qua lục tinh, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ vượt qua lục tinh trái phải, chính là bởi vì quy tắc hắn nắm giữ vẫn không có đuổi tới. Thời gian có hạn, hắn không thể trùng tu mỗi một cảnh giới đến hoàn mỹ chỉ cố gắng dành thời gian chỉ có ba ngày mà thôi tất cả mọi người ngồi xếp bằng cũng không phải mỗi người đều biết tiên khí ý vị như thế nào nhưng hiển nhiên biết nó đối với mình vô cùng hữu ích cố gắng hấp thu thời gian đi qua thật nhanh lăng hàn chỉ cảm thấy gần cốt huyết nhục của mình đều có biến hóa không thể nói được cụ thể là cái gì nhưng hắn rõ ràng đây là tiến quân về phương hướng càng tốt hơn thậm chí ở lĩnh vực dục hòa trùng sinh của bất diệt thiên kinh lăng hàn cũng có cảm ngộ mới hắn chắc chắn nếu có thể tắm rửa ở trong tiên khí thời gian lĩnh ngộ dục hòa trùng sinh có thể rút ngắn gấp đôi đáng tiếc cái này quá quý giá chỉ có ba ngày mà thôi thần cốt của hắn càng ngày càng óng ánh rõ ràng như hoàng kim tạo nên nhưng cẩn thận xem đó là nửa trong suốt như thủy tinh long lanh lóe ra lưu quang phía trên có thần van lít nhà lít nhít đó là bất diệt thiên kinh cụ hóa chỉ là ngoại trừ lăng hàn ai cũng xem không hiểu bộ kia thể đại diện cho cái gì đồng thời nắm giữ quy tắc của hai giới ngay cả bất diệt thiên kinh cũng trở nên mạnh mẽ hơn một đoạn vù ánh sáng bao phủ bình đài biến mất ba ngày kỳ hạn đã đến bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé lăng hàn chưa hết thòm thèm ba ngày còn thiếu rất nhiều hắn không thể trùng tu hết thể cảnh giới đến hoàn mỹ đáng tiếc không thể tiếp tục nữa muốn lần nữa thu được phúc vận gia thân chỉ có ở trong cửu vương giết ra trở thành vương trung chi vương thời khắc này hắn tràn ngập động lực niềm tin vô cùng kiên định xèo 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 chín người trên bình đài bị quăng vào trong rừng vòng chiến đấu thứ hai bắt đầu lăng hàn trước tiên tìm đến thiên phượng thần nữ tuy nàng cũng là thiên tài hàng đầu nhưng ở trong chín đại vương giả là thuộc về không đủ tư cách bị tùy tiện cái nào nhìn chằm chằm cũng có phiền toái lớn hai người hội hợp mới nhìn lại trên đỉnh núi muốn trở thành vương trong vương cuối cùng rất đơn giản trên đỉnh ngọn núi còn có một bình đài sau ba ngày người đứng ở phía trên chính là người thắng ta liền không tham gia ở chỗ này chờ ngươi thiên phượng thần nữ nói nàng biết nếu mình lại theo lăng hàn khó tránh khỏi sẽ làm lăng hàn phân tâm lăng hàn suy nghĩ một chút gật đầu nói được thiên phượng thần nữ kéo hắn cho hắn một cái ôm ấp nhẹ nhàng. Cẩn thận! Nàng cảm khái ngàn vạn, ở trong nhận thức của nàng, quan hệ của hai người Hàn là nàng bảo vệ Lăng Hàn mới đúng, hiện tại được Lăng Hàn trông nom, làm cho nàng vừa xa lạ lại ngọt ngào. Lăng Hàn nhân cơ hội ôm eo nhỏ nhán của nàng, cho nàng một cái hôn, nhất thời để hung bà nương này thất kinh, lúc đầu còn muốn chống lại, nhưng rất nhanh bị hôn đến đầu óc choáng váng, thân thể mềm mại cũng hóa thành xuân thủy, ngồi phịch ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Quyến rũ như nước, phong tình vạn trùng trong lòng lăng hàn khuấy động nhưng thân thể non nớt lại không có nửa điểm phản ứng tức giận đến hắn nghe răng dục hỏa trùng sinh hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất tu thành lăng hàn nhanh chân mà đi thiên phượng thần nữ ở phía sau nhìn theo ánh mắt mê ly sơn hà lâm cũng không lớn cao chỉ ngàn trượng ngay cả người bình thường bò lên đỉnh ngọn núi cũng không cần thời gian quá lâu huống chi là thần linh rất nhanh lăng hàn liền đến trên đỉnh núi lúc này bảy người khác đã toàn bộ đúng chỗ nhưng không có khai chiến rốt cục đến rồi ánh mắt của xích hoang cực sáng ngời mặt trời đỏ trên đỉnh đầu đột nhiên bành trướng vì thế tăng lên trăm lần hắn cười to nói các ngươi cùng lên đi thạch hoàng cùng bắc hoàng không hề bị lay động chỉ xì một tiếng bọn họ cũng là vương trung chi vương từ trước đến giờ chỉ có bọn họ bảo người khác cùng tiến lên đâu thể nào tham dự vây công đám cạn bã trước cút đi xích hoàng cực quát khẽ đấm ra một quyền hóa thành bốn đạo hỏa diễm bắn về phía vô diện dương lâm vân nữ cùng thác bạt đông ngay cả đồng bạn minh giới cũng thành đối tượng công kích của hắn một quyền đấm ra bốn người vô diện không dám khinh thường hoặc né tránh hoặc chống đỡ nói chung không thể bỏ qua xích hoang cực cười ha ha một quyền lại một quyền mặt trời đỏ lóng lánh như thái dương thần bốn người vô diện cũng giống to nhưng xích hoang cực quá mạnh mẽ bốn người bị ép liên thủ rất có ý tứ trong bốn người bọn họ có ba cái là sinh linh thần giới một cái là sinh linh minh giới nhưng liên thủ với công một cường giả minh giới hình ảnh thấy thế nào cũng không hài hòa nhưng bọn họ không liên thủ không được xích hoang cực quá mạnh mẽ đã vượt qua vương giả phổ thông đạt đến vương trong vương nếu như ở bên ngoài vậy còn có thể dựa dẫm cảnh giới thủ thắng nhưng ở đây cùng cảnh giới giao thủ vậy chỉ có thể dựa vào số lượng nếu như thật ở bên ngoài xích hoang cực đã bước vào tinh thần cảnh có thể cùng hắn ngang hàng chỉ có thạch hoàng cùng bắc hoàng mà thôi ha 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 tóc đen của xích hoàng cực rối tung trong đôi mắt lưu truyền dị tượng chư thiên tinh thần đỉnh đầu có mặt trời đỏ đấm ra một quyền ngay cả tứ đại vương giả cũng không dám đón đỡ chỉ có thể không ngừng né tránh lại nhân cơ hội phản kích vô dụng xích hoàng cực khinh thường nói ở trong mắt hắn chỉ có lăng hàn bắc hoàng thạch hoàng mới có thể làm đối thủ của hắn sư tử tầm thường chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa mà thôi bốn người vô diện nào cam tâm chịu thua dồn dập triển khai tuyệt kỹ ác chiến với xích hoang cực thiên phong xuất chân long vân nữ nũng nịu một tiếng dẫn đầu phát động đại chiêu hai tay trương động từng đạo thanh phong hiện lên lượn lờ mây tía mà ở trong núi này có tiếng rồng ngâm tựa hồ phủ phục một chân long chân long đằng ở cửu thiên uy hiếp thiên hạ phù một luồng áp lực đáng sợ nhất thời bao phủ tứ phương phảng phất cô gái này chính là thiên hạ tôn sư tất cả mọi người chỉ có thể kính bái. Lưu thủy khúc thương, thiên âm chu tuyệt, vô diện gầy dây đàn, âm thanh nhanh như chống trận, khiến nhịp tim của người ta không khỏi tăng nhanh, thật giống như muốn nổ tung. Mà từng đạo sóng âm hóa thành nước chảy, nhìn như vô ngân, nhưng tràn ngập sát cơ, chảy tới xích hoang cực. Dương Lâm lấy ra một cái ô, ổ kính, có nửa bên đã tổn hại nghiêm trọng, phá hoại vẻ đẹp, nhưng hắn đẩy ra, cả người lại giống như thành trung tâm của vũ trụ, cực kỳ lóa mắt vạn cổ thanh thiên, ta tức vĩnh hằng. Hắn nói, cổ tán phát quang, hóa thành một vị cổ Phật, kim quang vạn trượng, phách trưởng về phía xích hoang cực. Đây là thanh khí không trọn vẹn hắn được, ở bên ngoài có thể chấn tinh thần cảnh. Thác bạt đông cắn răng một cái, đấm lên ngực, phun ra một dòng máu màu vàng óng. Sư vương khiếu, thiên hạ phục. Hắn gầm một tiếng, đùng đùng đùng, không khí bị đánh nứt, xung kích về phía xích hoang cực. Tứ đại vương giả, đều ra đại chiêu. Lúc này, ngay cả xích hoang cực cũng không dám khinh thường một trọi một hắn có thể ung dung hạ bất cứ ai trong bốn người này nhưng bị bốn người vây công ưu thế của hắn đã rất nhỏ mà hiện tại bị đại chiêu liên kích áp lực của hắn tự nhiên càng to lớn hơn chỉ cần một sai lầm ngay cả hắn cũng phải nuốt hận không tệ lúc này mới có chút ý nghĩa xích hoang cực cười to chiến ý trùng thiên ở bình thường muốn giao thủ với bốn tên vương giả là chuyện không thể nào điều này làm cho hắn cũng trở nên hưng phấn nhưng ở trước mặt ta cái này còn thiếu rất nhiều hắn đấm ra một quyền đơn giản thô bạo trực tiếp oanh đây cũng không phải là một quyền phổ thông mà hóa thành biển lửa vô tận trong thanh sơn của vân nữ lao ra một con thanh long đổ áp sát biển lửa nhưng trong quá trình trùng kích thân rồng bị đốt đi chỉ miễn cưỡng vọt tới trước người xích hoang cực ba thước liền biến mất thanh thủy của vô diện cũng bị liệt diễm đốt cháy ở cách hai thước biến mất dương lâm thì mạnh hơn dù sao cổ tán trong tay hắn chính là thánh khí cổ phật phá tan biển lửa một trưởng bổ tới trước mặt xích hoang cực nhưng vừa vạn nghênh tiếp nắm đấm của xích hoang cực nổ ra nhất thời tan nát sư vương khiếu của thác bạt đông đánh nứt không khí miễn cưỡng tới cách thác bạt đông ba thước liền không cách nào tiến vào mảy may tứ đại vương giả liên thủ lại tuyên cáo vô công cặn bã nên cút xích hoang cực bù thêm một quyền hóa thành bốn diễm hổ đánh tới bốn người oanh 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 sau khi phát ra đại chiêu bốn người đang đứng ở kỳ suy yếu nơi nào có thể đối kháng xích hoang cực phản kích nhất thời bị đánh bay cũng may bọn họ là vương giả đòn đánh này chỉ đánh bay bọn họ tạo thành một chút tổn thương nhưng không có cách nào trọng thương bọn họ vải áo ở cánh tay phải của vân nữ bị đánh tan lộ ra một đoạn cánh tay trắng sáng như tuyết bóng loáng như ngọc cảm động đến cực điểm dương lâm thì lui ba trượng sắc mặt trắng nhợt còn may chưa có phun ra máu thác bạt đông hừng hực đằng lùi lại mười bảy bước ở trên đường lưu lại một loạt dấu chân thật sâu, kìm mau múa tung, đùng khăn che mặt của vô diện phá nát hiện ra một khuôn mặt không có ngũ quan. Hí, nhìn thấy bộ mặt thật của vô diện, dù người nơi này đều là vương giả trẻ tuổi cũng hít vào một hơi. Đây là người nào? gương mặt hoàn toàn không có ngũ quan, thậm chí ngay cả tóc, lỗ tai cũng không có, chỉ có một cái đầu. Nếu không phải hắn mặc quần áo còn có hai mặt trước sau, chỉ nhìn cái đầu thì bên nào là mặt? bên nào là gái cũng không thể nhận biết. Cái tên này là nói như thế nào? Vô diện, thực sự là vô diện. Vô diện thở dài, rõ ràng không có miệng, nhưng tất cả mọi người cảm giác được hắn xác thực thở dài, hắn rút kiếm, khe khẽ rung lên nói. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải đến một bước này. Món đồ gì? Xích hoang cực lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, thế giới này ngoại trừ võ đạo ra, đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cũng không nhiều, Xưa nay, hắn chưa từng nghe nói qua chủng tộc nào như vậy, thậm chí ngay cả mặt cũng không có. soạt vô diện vung ra một kiếm, nhưng không có chém về phía xích hoang cực, mà đâm về phía mặt của mình. Phốc, nhất thể có máu tươi chảy ra. Chuyện này, bị người nhìn thấy hình dáng xấu liền muốn tự sát sao? Không, chỉ thấy vô diện xuất liên tục mấy kiếm, ở trên mặt mình đào ra mấy cây hố máu, giống như vẽ trên giấy, nhất thời có thêm hai con mắt, một lỗ mũi cùng một cái miệng. Đương nhiên, chỉ là một mảnh huyết mà thôi. Nhưng sự tình kinh người xuất hiện, hô máu cấp tốc biến hóa, biến ra một đôi mắt, mũi nhô lên cao, miệng nứt ra, lộ ra hai hàm răng. Tóc của hắn đang bằng tốc độ kinh người mọc ra, lỗ tai cũng vậy, chỉ mấy hơi, một người chân chính xuất hiện. Đây là một nam tử vô cùng anh Tuấn, hoàn toàn có thể nói là siêu cấp mỹ nam tử, quả thực có thể làm cho nam nhân đố kỵ. Nhưng bảy người ở đây chỉ khiếp sợ, bởi vì khí thế của vô diện lại cất cao, vượt qua cấp bậc vương giả tiến quân về phía vương trong vương đây là tình huống thế nào vẽ ra khuôn mặt thực lực liền tăng vọt gấp mấy lần ta nhớ ra rồi dương lâm đột nhiên mở miệng chỉ vào vô diện nói người là vô nhan tộc vô nhan tộc thượng cổ thiên tộc vân nữ cũng kinh hô trên mặt tràn đầy khiếp sợ thượng cổ thiên tộc bốn chữ này đại biểu thần bí cùng mạnh mẽ chỉ cần ai dính líu quan hệ với bốn chữ này vậy tất nhiên có thể khuấy lên một phương phong vân cử xà vô nhan tộc xuất hiện hai thượng cổ thiên tộc cái kia có thể giới thiệu một chút vô nhan tộc là tình huống thế nào không lăng hàn cười nhấc tay vô diện cười nhạt nói ta tự mình nói đi hắn nhìn về phía xích hoang cực khí tức phun trào như biển sắp có thể đối kháng xích hoang cực rồi vô nhan tộc sinh ra liền không có mặt đây là cổ tổ sáng tạo ra một loại bí pháp có thể để cho tu vi của tộc nhân tiến bộ mãnh liệt sức chiến đấu vượt xa cùng thế hệ có vương giả chi tư. Có điều, mỗi người theo huyết mạch không giống, đạt được thành tựu cũng không tương đồng, nói chung, vô nhan tộc không có mặt thời gian càng dài, đối với tu vi liền càng có lợi. Dưới vô nhan, trong cơ thể chúng ta sẽ tích trữ lực lượng, ở lúc dung nhan sinh thành bạo phát. Vô diện đơn giản giải thích. Nói cách khác, tông này càng không có mặt, huyết mạch liền càng thâm hậu, tốt nhất là đi tới thánh nhân cảnh lại bạo phát, vậy nói không chắc có thể trực tiếp tiến vào tiên vực. Chẳng trách hiện tại khí thế của hắn lại có thể chống đỡ được xích hoang cực trở thành vương trong vương thứ năm có chút ý nghĩa dương lâm cười to lấy ra một viên đan dược nuốt vào nhất thời hơi thở của hắn cũng bắt đầu tăng vọt trong nháy mắt liền đuổi theo vô diện hắn rung cổ tán nói không nên quên dương lâm ta hắn là người được thiên địa sủng ái được thánh khí nhận làm chủ số mệnh như vậy ai có thể ngang hàng nhất định là vương đây là thần đan gì lại kinh người như vậy tất cả mọi người giật mình vương giả vốn đã tu đến cực cảnh đỉnh cao muốn tăng lên một tia sức chiến đấu cũng thiên nan vạn nan muốn bước vào cấp bậc vương trong vương vậy cần tu luyện bí pháp vô thượng tỷ như bất diệt thiên kinh hay ngộ được bí mật của thiên kiếp tu ra thiên kiếp lôi đình lại hoặc như vô diện người ta là thượng cổ thiên tộc huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ đến cấp bậc vương giả này đan dược gì cũng không có tác dụng đan dược đặt ở trên người thần linh phổ thông có thể tăng lên hai tinh cấp nhưng vương giả dùng thì ngay cả một thành tác dụng cũng chưa chắc có dương lâm vận khí gia thân ngay cả thánh khí cũng chủ động nhận chủ vậy hắn nhặt được một ít thần dược cổ xưa có thể tiến lên một bước cũng không quá ngạc nhiên tuy chỉ là tạm thời xích hoang cực cười to nhìn lại vân nữ cùng thác bạt đông nói các người có thủ đoạn tăng lên thực lực hay không có thì dùng không có liền cút vân nữ cùng thác bạt đông đô cười khổ bọn họ ở trên đại tinh của mình đều là vương giả vô địch thiên tài đỉnh cấp ngay cả tư cách luận bàn cùng bọn họ cũng không có nhưng đến nơi này chỉ có bị móng cút đi nhưng không có cách nào bọn họ cách vương trong vương vẫn chênh lệch một ít chênh lệch này không phải cảnh giới mà là bí pháp huyết mạch vậy thì không quan hệ tới nỗ lực cùng thiên phú của bọn họ hai người lui về phía sau tranh cướp như vậy đã không phải bọn họ có thể tham dự năm người sao gần như được rồi ánh mắt của xích hoang cực đảo qua phong thái hiện ra oanh mặt trời đỏ trên đỉnh đầu hắn phóng ra ánh sáng chói mắt. cùng một chỗ anh bại bọn ngươi nhìn ta ngồi lên vương tọa, hắn như điên rồi, lại đồng thời công kích về phía năm người lăng hàn. một đánh năm, hơn nữa còn là vương trong vương, không phải điên thì là cái gì? lăng hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, nhưng không phải đón đánh xích hoang cực, mà đồng dạng hóa thành năm đạo, tiến công nam vương giả đỉnh cấp khác. hỗn chiến sao? ta yêu thích. cả người thạch hoàng rung lên, nhất thời hóa thành cao ba trượng những người khác ngay cả đầu gối của hắn cũng không tới trong nháy mắt biến thành người khổng lồ bàn tay lớn thò ra công kích năm người khác bắc hoàng cười to trường đao triển khai tùy ý bắn ra hàn quang vô tận vô diện dương lâm không cam lòng yếu thế một cái xuất kiếm một cái chấn động cổ tán phát động tấn công về phía năm người khác phần nữ cùng thác bạt đông nhìn chăm chú chiến đấu như vậy cực kỳ hung hiểm bởi vì phải đồng thời chịu đựng năm tên vương giả đỉnh cấp của ngoanh loạn tạc đổi thành bọn họ e là không cần 10 chiêu thì thương tích đầy rẫy, không thể không thua trận. Dưới tình huống như vậy, cho dù đồng dạng là vương giả đỉnh cấp, tranh lệch cũng rất nhanh thể hiện ra ngoài. Vô diện, Dương Lâm bắt đầu bị thương, chảy máu, sức chiến đấu cấp tốc rơi xuống. Hết cách rồi, vô diện vừa mới bước vào tầng thứ này, không thể lập tức trở thành vương giả đỉnh cấp, mà Dương Lâm dựa vào đan dược tăng lên, không thể trăm phần trăm hoàn mỹ điều khiển lực lượng của mình. Lăng Hàn không hề có dự định lưu thủ, oành, oành, rất nhanh Dương Lâm cùng vô diện liền bị đánh bay ra ngoài ở đây bị thua cũng không cần ủ rũ bởi vì đây tương đương với bị năm tên vương giả đỉnh cấp vây công ai có thể bắt bại bốn người vân nữ nhìn về phía bốn người còn đang ác chiến trong lòng không thể không viết một chữ phục bốn người kia hiển nhiên càng mạnh hơn thế nhưng vương giả chân chính chỉ có một chính là người cuối cùng trèo lên đỉnh những người khác đều sẽ trở thành đá đạp chân mặc người phong quang vô hạn nhưng đánh nhau cùng cấp thất bại vậy chính là lá xanh chỉ vì tôn hồng hoa mà thôi một người là vua những người khác tối đa chỉ là ngụy vương là lăng hàn hay bắc hoàng thạch hoàng hay xích hoang cực không có ai biết bốn người này chiến thực quá kịch liệt nhưng lại có thể ở trong chiến đấu kịch liệt thủ đến mình nước chảy không lọt hoàn toàn có thể chiến đấu như thế mười năm trăm năm nhưng nào có nhiều thời gian cho bọn họ như vậy ba ngày phân không ra thắng bại toàn bộ đào thải lăng hàn ngừng chiến trước tiên nói tiếp tục đánh như vậy một trăm năm cũng không phân ra thắng bại hừ ta không thể không thừa nhận ba run dế các ngươi có chút thực lực nhưng so với ta còn kém xa xích hoang cực nói tuy thừa nhận thực lực của ba người lăng hàn nhưng trước sau vẫn tự đại như một thạch hoàng nói phải làm sao phân ra thắng bại chúng ta rút thăm hai hai chiến một trận người thắng được tái chiến người thắng liền hai trận là thứ nhất lăng hàn nói đừng nhìn bốn người hỗn chiến càng thêm hung hiểm trên thực tế chính bởi vì hỗn chiến mỗi người không thể đem hết lực lượng phóng tới công kích nhất định phải lưu lực phòng thủ ngược lại không dễ dàng phân ra thắng bại nói thí dụ như rất nhiều đại chiêu căn bản không có thời gian xúc tích được xích Hoàng cực gật đầu đến lúc này kỳ thực hắn cũng thừa nhận ba sinh linh thần giới kia có tư cách đối kháng hắn từng đôi chém giết mới có thể chân chính phân ra cao thấp thạch hoàng cùng bắc hoàng nhìn nhau một cái cũng gật đầu rút thăm lang hàn đối chiến thạch hoàng xích hoang cực đối chiến bắc hoàng không có bất kỳ phí lời, bốn người lập tức chiến lên. Nhân tộc, xem quyền. Thạch Hoàng đấm ra một quyền, nắm đấm còn lớn hơn nắp nổi, như Ngọc Thạch làm thành, giật động lưu quang, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng quả đấm của hắn giòn. Trên thực tế, hắn có huyết mạch Thạch Linh, thể phách kiên cố mới là vương bài to lớn nhất của hắn. Có thể so với thần thiết cùng cấp. Bởi vậy, phong cách chiến đấu của Thạch Hoàng là thiếp thân cận chiến. Hắn từng ở một tinh vực chiến với một tên vương giả cùng cấp, chỉ oanh mười quyền mà thôi liền đánh đối phương thành thịt nát nếu không phải hạ thủ lưu tình ngay cả thần hồn cũng có thể rào diệt lang hàn cười ha ha cũng một quyền đón nhận oanh hai nắm đấm va vào nhau bán ra ánh sáng khủng bố dễ dàng liền xé rách không khí hình thành từng vòng xoáy màu đen thật giống như không gian cũng vỡ tan đây cũng không phải là không thể bởi vì ở đây sơn hạ cảnh cao nhất mỗi người bọn họ đều tương đương với thánh vương thánh vương ra tay xé rách không gian cũng không ngạc nhiên Thạch Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Hàn cùng hắn đối đầu một quyền, không chỉ không gãy xương, thậm chí ngay cả da cũng không có phá. Hắn thừa nhận thực lực của Lăng Hàn, nhưng nói đến cận chiến vật lộn, này là lĩnh vực của hắn. Lại như Bắc Hoàng, cùng hắn thực lực tương đương, nhưng hoàn toàn không dám rút ngắn khoảng cách đấu đối. Thiên tài tự nhiên biết sở trường cùng khuyết điểm của mình, nghênh dài tránh ngắn mới là vương đạo. Hắn thấy Lăng Hàn thích dùng nắm đấm, lúc rút thăm liền rất chờ mong cùng Lăng Hàn một tổ một lĩnh giáo quyền thuật của lăng hàn không nghĩ tới đối đầu mới phát hiện nắm đấm của lăng hàn càng cứng đến lạ kỳ chơi vui thạch hoàng hưng phấn chiến ý bắt đầu thiêu đốt trước hắn chỉ ôm tâm thái vui đùa một chút lúc này mới thật sự quyết tâm lăng hàn phủi một cái tay nói rất ít người cùng ta liều quyền mà xương không nát người không tệ câu nói này chính là ta muốn nói thạch hoàng lại xông lên vung quyền đánh tung nhân tộc tuyệt đối không nên kinh sợ cùng ta đấu vạn quyền ai kinh sợ người đó là tiểu cầu nắm đấm thép của hắn vô địch chưa từng có đánh đã ghiền qua bởi vậy hắn cũng sợ lang hàn không đánh thoải mái sớm kích tướng lang hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh vì thạch hoàng này bao lớn a à, thậm chí ngay cả tiểu cầu cũng nói ra hắn lắc đầu một cái cười nói tốt có điều người thua cũng không nên khóc nhè chẳng lẽ ta lại sợ người thạch hoàng kêu lên không sợ liền tốt hai người đối đầu vứt bỏ tất cả hoa chiêu chỉ dùng nắm đấm không ngừng đánh về đối phương. Cái này nhìn mà khóe miệng của bốn người vô diện co giật, chỉ cảm thấy hai người này chính là cầm thú. Người bình thường đâu thể nào nắm giữ thể phách khủng bố như thế. Nhân lực có hạn, người đem 7 phần 10 lực lượng đặt ở công kích, liền chỉ có 3 phần 10 lực lượng có thể đưa đến phòng thủ, nhưng nhìn tư thế của Lăng Hàn cùng Thạch Hoàng, bọn họ rõ ràng là dùng 10 phần lực lượng ở công kích. Điều này nói rõ, thể phách của hai người này đều biến thái, căn bản không cần lấy nguyên lực phòng thủ. Cùng cấp có người tổn thương được bọn họ sao bốn người hai mặt nhìn nhau cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng là không cách nào làm được bọn họ đã ăn đối phương khoảng một nghìn quyền nhưng xương của người nào cũng không có dấu hiệu vỡ nát da rẻ phá tan nhất định phải vận dụng hòa diễm băng xương hay lực lượng quy tắc đi hòa tan hoặc đóng băng để cho mất đi tính dai quy tắc vốn là một bộ phận của sức chiến đấu như hai người này chỉ dùng lực lượng đấu này vốn là đấu pháp của mãng phu cao thủ rất xem thường nhưng hai vương giả đỉnh cấp kia lại làm không biết mệt. Thạch Hoàng mặt cũng nở hoa rồi, chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn đánh thoải mái như thế, hảo cảm của hắn đối với Lăng Hàn không khỏi tăng vọt, thầm nghĩ mặc dù người này là nhân tộc, nhưng hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu. Nhân tộc, ta muốn tăng lên sức chiến đấu." Hắn nói, hiển nhiên chỉ dùng thể phách, mọi người là không có cách nào đánh tan thể phách của đối phương. "Ta cũng đang có ý này." Lăng Hàn cười to nói. Minh Ngọc Công. Thạch Hoàng khẽ quát một tiếng, hai nắm đấm vốn chỉ bóng loáng giống như ngọc thạch, nhưng hiện tại hoàn toàn thông thấu minh hóa, từng cái thần văn tỏa ra, che kín hai nắm đấm. Trên hai nắm đấm của Lăng Hàn, thần văn màu xanh lam phát sáng, xì xì xì, chớp giật quấn quanh ở trên quả đấm của hắn, cái này không phải lôi đình phổ thông, mà là thiên lôi. Đệt. Thạch Hoàng vốn đã một quyền sắp đánh tới, nhưng mạnh mẽ ngừng lại. Cho dù là hắn đối mặt thiên kiếp vẫn có một tia khiếp đảm. Không đánh sao? Lăng Hàn cười nói. Đánh! Thạch Hoàng lập tức mạnh miệng nói, nhanh chân bước ra, một quyền bạo oanh. Lăng Hàn đón nhận, oanh, nắm đấm của hai người va vào nhau. Lần này lực xung kích càng thêm đáng sợ, bởi vì hai người dùng tới lực lượng quy tắc, không chỉ lực lượng va chạm, còn có pháp tác xung kích. Bắn ra, ánh chớp từ nắm đấm lan tràn về phía cánh tay của Thạch Hoàng. Đùng 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 đùng, quần áo trên cánh tay hắn hóa thành cho bụi, mà khi anh chớp từ bảo vai lan tràn về phía thân thể chỉ thấy bảo sam trên người hắn phát sáng ngăn cản ánh chớp tiến thêm một bước hai người dồn dập lùi về sau đều đã vận dụng bí pháp sức chiến đấu tự nhiên không thể giống nhau thạch hoàng giơ tay nhìn nắm đấm giống như ngọc thạch của hắn phá tan rồi chảy ra chất lòng màu xanh mùi thơm thấm mũi đây là máu của hắn nhưng bởi vì bản thân hắn là thạch linh tuy không thuần túy giống cha hắn nhưng dòng máu của hắn kỳ thực là linh dịch hiếm thấy chính là đồ bồ kinh người hắn khiếp sợ tuy hắn không phải không có nhận qua tổn thương nhưng có thể ở trong cùng cấp lấy phương thức nắm đấm đối oanh để hắn bị thương như thế đây là lần đầu dựa vào nắm đấm của nhân tộc này lại cứng hơn của hắn hắn nhìn lăng hàn nắm đấm của đối phương vẫn đang yên đang lành lăng hàn dùng cái mũi người người nhìn chằm chằm tay của thạch hoàng nói cái kia đừng lãng phí dùng lọ cất lại đi thạch hoàng nhất thời tức điên mũi nói đây là máu của ta Ta biết, vì lẽ đó đừng lãng phí, ngược lại đã chảy ra, không bằng đưa cho ta đi. Lăng Hàn lộ ra nụ cười vô hại. Người cái thằng khốn này. Thạch Hoàng giận dữ, một vệt hào quang dâng lên, quả đấm của hắn lập tức khép lại, tốc độ nhanh kinh người. Hắn là Thạch Linh hậu duệ, thân thể cứng rắn, sức khôi phục kinh người chính là hắn am hiểu nhất. Trở lại. Hắn vung quyền, không tin đường đường Thạch Linh sẽ ở trong cận chiến thua một nhân tộc. Như ngươi mong muốn, có điều, ngươi thua liền phải cho ta một bình linh dịch lăng hàn cười nói đó là máu của ta thạch hoàng cường điệu nói ta biết hẹp hỏi cái gì cùng lắm ta cũng lấy cho ngươi một chút lăng hàn không phản đối nói được chỉ cần ngươi có thể thắng ta ta đưa ngươi một bình linh dịch thạch hoàng tức hỏng rồi song quyền huy động liên tục bảo sam trên người phát sáng không chỉ có thể tăng lên phòng ngự của hắn còn có hiệu quả bổ trợ lực lượng nhất định dù sao đây chính là vật liệu thánh cấp cho dù hiện tại bị cắt đến sơn hà cành cũng có công hiệu cực mạnh ha ha đây chính là ngươi nói chờ sau đó không nên chơi xấu lăng hàn cười to đánh thắng ta lại nói thạch hoàng trầm giọng nói hắn ra chỉ cho mình các loại bí thuật sức chiến đấu lại tăng lên một đoạn lăng hàn không phản đối trực tiếp phát động thiên uy vù dưới một cái xung kích sức chiến đấu của thạch hoàng nhất thời giảm mạnh hai tinh cái này thật đáng sợ sức chiến đấu mất hai tình là khái niệm gì bị tước gấp trăm lần a à? sức chiến đấu của hai người vốn tương đương nhưng một cái đột nhiên bị tước đi trăm lần sức chiến đấu cái này vẫn là thực lực tương đương chiến đấu sao lăng hàn đấm ra một quyền cả người thạch hoàng bay ra xa oanh 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 thân thể của thạch hoàng một đường va chạm chí ít đụng gãy chừng trăm gốc đại thụ lúc này mới ngừng lại cả người treo ở trên một trạc cây lớn vèo thân thể cao ba trượng lập tức thu nhỏ lại hóa thành tiểu nhân cao ba tấc hắn dùng sức lắc đầu cuối cùng mới tỉnh táo lại hắn không khỏi ngơ ngác đối phương lại có bí pháp có thể ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn cái này quá kinh người bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé không phải suy yếu một thành hai thành mà là hai tinh phải biết coi như vương giả đỉnh cấp cùng vương giả phổ thông chênh lệch cũng không tới một tinh nga ở trước mặt lăng hàn ngay cả vương giả đỉnh cấp cũng không có tư cách xưng vương giả, thế thì còn đánh cái dám. Thật mạnh." Thạch Hoàng trầm giọng nói. "Đó là Thiên Uy sao? Trừ khi như vậy, nếu không ngay cả Chân Long chi uy cũng không thể ảnh hưởng Thạch Linh nhất mạch ta. Phụ thân hắn chính là Thạch Linh đắc đạo, là thánh nhân, ngang hàng Chân Long, bởi vậy, mọi người cùng cấp, ngay cả Chân Long cũng không thể ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn." Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. "Không sai, chính là Thiên Uy." Thạch tiểu tử còn đánh nữa không? Không đánh liền ngoan ngoãn giao linh dịch ra đây. Chỉ là thiên uy còn không đủ. Thạch Hoàng lắc đầu, hắn nhanh chân phóng về phía lăng hàn, trên người có một đạo ánh sáng mịt mờ bao phủ. Ta vận chuyển bí pháp của bộ tộc ta, trong vòng một canh giờ vạn pháp bất xâm, nếu trong đoạn thời gian này không thể đánh bại ngươi, ta bái phục chịu thua. Lần này, hắn cũng không có phóng to hình thể, chính là hình thái tiểu nhân, như một quyền vung ra, lực lượng ngưng tụ đến một điểm, lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn giật động thiên uy đánh tới đối phương, quả nhiên, Thiên uy cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng với Thạch Hoàng, xem ra đúng như hắn từng nói, ở trong vòng một canh giờ, hắn vạn pháp bất xâm. Ha ha, một canh giờ muốn đánh bại ta. Lăng Hàn cười to, đây thực sự là đùa giỡn. Hắn đồng dạng vung quyền, đánh tới Thạch Hoàng. Trước đó nắm đấm của Thạch Hoàng có thể so với cái giếng, nhưng hiện tại nhỏ như móng tay, so với nắm đấm của Lăng Hàn, to nhỏ hoàn toàn kém xa. Ngay cả trẻ con cũng không tính, nhưng nếu ai coi thường, vậy tuyệt đối sẽ ăn vị đắng. Trạng thái bản thể mới là mạnh nhất, đối với bất kỳ sinh linh nào cũng áp dụng. Ở hình dáng này, không thể nghi ngờ thể phách của Thạch Hoàng sẽ càng mạnh hơn, mà lực lượng tập trung, lực phá hoại cũng càng lớn hơn. Oanh. Hai nắm đấm va vào nhau, quyền lực của Thạch Hoàng toàn bộ tập trung ở một điểm bộc phát, hình thành xung kích đáng sợ. Thẻ. Trong cơ thể Lăng Hàn truyền ra thanh âm, là xương vai chật khớp thật lợi hại. Lăng Hàn gật gù, tiện tay chỉnh xương trở về vị trí cũ, lực xung kích của cú đấm này thực đáng sợ, tuy không thể đập gãy thần cốt của hắn, nhưng tạo thành ảnh hưởng tương đối. Thạch Hoàng khiếp sợ đến miệng mở lớn, ở dưới trạng thái bản thể của hắn, chân thật một quyền, lại chỉ có thể đánh Lăng Hàn chật khớp. Ta dựa vào, chúng ta đến cùng ai là Thạch Linh A? À? Thạch Hoàng nghiêm nghị nói. Nhân tộc, người có tư cách để ta sử dụng phá kim tam quyền. Rất mạnh sao? Lăng Hàn cười hỏi trong ngũ hành sinh linh kim chủ nhuệ sát thạch chủ phòng ngự nhưng cha ta không cam lòng sáng chế phá kim tam quyền cho rằng lực công kích của thạch linh tộc ta đồng dạng có thể vượt qua kim linh tộc thạch hoàng nói hắn vận chuyển quyền thế tuy chỉ cao ba tấc nhưng tản mát ra khí thế cực kỳ kinh người ầm 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 đại địa bên người hắn từng tầng từng tầng rơi xuống phảng phất có một bàn tay vô hình chen theo đây chỉ là vận chuyển quyền thế mà thôi nếu như bị chân thật oanh một quyền Vậy lực phá hoại sẽ đến đáng sợ đến mức nào? Dám tiếp sao?" Thạch Hoàng nói, mang theo cực kỳ ngạo khí. Đây chính là quyền pháp của một vị thánh nhân sáng tạo, nếu không phải hắn có Thạch Linh huyết mạch, căn bản không thể vận chuyển ra, đúng vì như thế, uy lực của quyền pháp này rất kinh thiên động địa. Có gì không dám?" Lăng Hàn tràn ngập tự tin. Trong cùng cấp, ai có thể đánh tan thể phách của hắn, coi như có, nhiều lắm là tạo thành một ít tổn thương, hắn vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh liền có thể khép lại nhân tộc, sau trận chiến này, coi như ngươi thua, cũng có tư cách làm bằng hữu của ta. Thạch Hoàng cười nói, hắn yêu thích người dám cùng hắn cứng đối cứng. Được. Lăng Hàn gật đầu, hắn ngược lại cũng thích loại tính cách ngay thẳng như Thạch Hoàng. Quyền thứ nhất. Thạch Hoàng vò tới, nhảy lên thật cao, nhưng bởi vì quá nhỏ, hắn nhảy lên cao, đối với Lăng Hàn mà nói cũng chỉ là vị trí trước mặt, sau đó, một quyền đánh tới. Lăng Hàn ra quyền đón nhận, oanh, thân thể nho nhỏ của thạch hoàng nhất thời bùng nổ ra lực lượng đáng sợ ánh lăng hàn bay ra ngoài oanh lăng hàn bay mấy chục trượng mới rơi xuống đất rách gan bàn tay máu me đầm đìa không hổ là bí pháp do thánh nhân sáng tạo lợi hại lăng hàn khẽ mỉm cười cú đấm này cuối cùng đánh tan phòng ngự của hắn nhưng chỉ như vậy không có cách nào thương tổn được thần cốt của hắn dù sao cường độ thần cốt của hắn đạt đến cấp độ thần thiết cấp 5, thử hỏi sơn hà cảnh có ai có thể đánh tan ngay cả lực lượng cực cảnh đỉnh cao cũng không được dùng liệt diễm đốt cháy tiêu tốn mấy ngày mấy đêm hẳn có thể hóa luyện quyền thứ hai thạch hoàng quát to lần thứ hai vung ra hữu quyền quái lạ chính là thân thể của hắn không có chút biến hóa nào nhưng nắm đấm vung ra lại đột nhiên phóng to gấp mấy chục lần oanh lăng hàn bị chấn bay ra ngoài nhưng lần này hắn ở trên không trung dùng ngự tự quyết trượt một cái vững vàng rơi xuống trên mặt đất hắn vẩy vẩy tay nói quả thật có chút lợi hại tay của ta cũng có chút đau. Thạch Hoàng hét dài một tiếng, lại phung một quyền, lần này quả đấm của hắn hóa thành một ngọn núi, dơ lên thật cao, tựa hồ có thể đánh xuyên vùng thế giới này, mang theo phách như vậy khí, cú đấm này nặng nề đập xuống, chấn về phía lang hàn. Ngay cả Bắc Hoàng cùng xích hoang cực chiến đấu cũng bị ảnh hưởng, để bọn người vô diện lui lại. Cú đấm này thậm chí đạt đến uy lực của nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh cao. Cái này quá khó mà tin nổi, phải biết coi, như tu đến sơn hạc cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ có thể sánh ngang nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ mà thôi nhưng hiện tại sức chiến đấu của thạch hoàng lại ở trên cơ sở này tăng lên ba tinh đây là một đòn cực kỳ thăng hoa cực kỳ óng ánh dù thạch hoàng dựa vào huyết mạch cũng chỉ có thể vung ra một quyền mà thôi oanh cú đấm này như xuyên thủng bầu trời mang theo đại thế vô cùng vô tận đè xuống ầm um, một quyền oanh qua đại địa rung động không ngớt toàn bộ núi rừng trí ít bị phá hủy một phần ba mặt đất phẳng phất bị nhấc lên thảm không ngừng gợn sóng chí ít qua mười mấy hơi thời gian mới ngừng lại thật đáng sợ một quyền chi uy có thể mạnh đến phần này phải biết đây chính là khu vực do quy tắc hai giới va chạm hình thành vốn nên cứng rắn không thể phá vỡ thạch hoàng thu quyền đùng cực quyền như núi cao thu nhỏ lại hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ một quyền này ngay cả đại bộ phận nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh cao cũng có thể oanh bại huống chi sơn hà cực cảnh nắm đấm thu hồi hiện ra cảnh tượng phía dưới. Lăng Hàn vẫn đứng như cũ. Hí! Không chỉ Thạch Hoàng lộ ra vẻ mặt, khó có thể tin được, những người khác cũng dồn dập như vậy. Ở dưới oanh kích như thế, Lăng Hàn lại còn như người không liên quan. Trên thực tế, muốn lấy ma lực phá hủy thần thiết cấp 5, vậy khẳng định cần lực lượng nhật nguyệt cảnh trung cực vị trở lên. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, vậy cần dùng tới lực lượng pháp tắc, tỉ như liệt diễm đốt cháy, tỉ như độc thủy ăn mòn. Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh, sức phòng ngự, sức hồi phục vốn cách xa sức chiến đấu. Nếu như nói, trên đời có hai lăng hàn, vậy khẳng định là cục diện ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi. Lăng hàn hoạt động gân cốt một chút, quần áo của hắn hoàn toàn bị phá hủy, nhưng hắn đã lấy ra cái mới thay, cười nói. Cú đấm này không tệ, đánh cho xương của ta cũng sắp muốn đứt đoạn. Nếu như quyền lực của Thạch Hoàng còn có thể mạnh hơn một chút, bước vào nhật nguyệt cảnh trung cực vị, vậy xác thực có thể làm được kiêu ngạo như thạch hoàng cũng trợn mắt ngoác mồm không thể không viết chữ phục đánh nhau cùng cấp ta không phải đối thủ của ngươi luận phòng ngự lăng hàn thậm chí vượt qua thạch linh như hắn luận lực công kích lăng hàn nắm giữ thiên uy có thể cắt bỏ đối phương hai tinh cấp đánh nhau cùng cấp ngay cả vương gia đình cấp cũng chỉ có nốt hận ở công phòng đều đáng sợ như vậy bảo người ta làm sao chơi muốn thắng lăng hàn nhất định phải ở mặt cảnh giới chiếm được ưu thế ngươi thật là một biến thái thạch hoàng thong thả nói đánh giá như vậy lẽ ra nên là người khác dùng ở trên người hắn nhưng hiện tại là từ trong miệng hắn nói ra có thể thấy được hắn thực bị dọa rồi lang hàn cười ha ha nói nguyện thua cuộc linh dịch đâu thạch hoàng phiền muộn nhưng không có nuốt lời vẽ lên cánh tay một vết thương bỏ ra một bình nhỏ linh dịch hắn là cường giả tinh thần cành lại là thạch linh máu của hắn ở cấp bậc tinh thần cành cũng có thể xưng là trí bảo hắn ném bình ngọc cho lang hàn Lăng hàn đương nhiên sẽ không khách khí thu vào trong hắc tháp một bên khác xích hoang cực cùng bắc hoàng còn ác chiến hai người cũng ra hết tuyệt chiêu bắc hoàng dùng đao trường đao màu vàng óng vung chém ngay cả thiên địa tựa hồ cũng có thể vót ra mà xích hoang cực thì dùng một chiếc gương cổ trong gương không ngừng phun ra liệt diễm không gì không thiêu cháy sức chiến đấu của bản thân bọn họ thực cách biệt không có mấy hiện tại liều chính là thần khí trên lý thuyết mà nói bắc hoàng là đệ tử thánh nhân tuy bảo đao trong tay hắn không phải vật liệu thánh cấp nhưng là thần thiết cao tới cấp 15, ngay cả hàng hà cảnh đều phải chảy nước dãi chế tạo thành binh khí tự nhiên mạnh mẽ nhưng cổ kính của xích hoang cực lại như là thánh khí uy lực vô cùng hiện tại hai thần khí đều bị cắt đến sơn hà cảnh vậy tự nhiên là thánh khí càng hơn một bậc tuy ưu thế này rất nhỏ dựa vào ưu thế như vậy xích hoang cực cuối cùng chiếm cứ thượng phong càng tích lũy càng rõ ràng bác hoàng hiển nhiên không phải người thua không chung hắn vội vàng thối lui mười trượng, lắc đầu một cái nói. Ta thua. Tuy hắn chỉ thua ở thần khí, nhưng thua chính là thua, không có gì có thể nói. Xích hoang cực hiếm thấy nghiêm nghị một hồi, nói. Người rất mạnh, có điều, thả ra tu vi chiến một trận, ta sẽ thắng càng thêm ung dung. Tu vị thả ra, thanh khí cùng thần khí 15 cấp tranh lệch tự nhiên càng to lớn hơn. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, xem ra người số may, cũng không chỉ dương lâm, xích hoang cực cũng có một thánh khí kế tiếp xích hoang cực nhìn về phía lăng hàn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ đánh bại ngươi ta chính là vương chân chính lăng hàn cười ha ha nói người không khỏi quá ếch ngồi đáy giếng đi trước tiên không nói chúng ta ai thắng ai thua chúng ta chứng kiến cũng chỉ là một góc mịt mờ trong vũ trụ trời mới biết ở những nơi khác có người càng mạnh hơn hay không đặc biệt là hắn còn biết có tiên vực hổ Nữu bỏ ra 5 năm liền thành sáng thế cảnh nói đến thiên tài vậy thì thật là ha ha đến chiến xích hoang cực tiến lên trước một bước tam sinh như diệt thần hồn thất trảm vù một đạo hàn quang đáng sợ từ hai mắt của hắn bán ra hóa thành một thanh thần kiếm chém về phía lăng hàn lăng hàn hơi kinh ngạc cái này là thần hồn công kích hắn gặp qua rất nhiều người tu luyện thần hồn để thất sát chấn hồn thuật của hắn khó có thể lập công nhưng người tu luyện thần hồn công kích lại rất ít ỏi mới sẽ làm hắn có vẻ rất kinh ngạc chiêu kiếm này chém tới. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, cũng không chống đỡ, mặc cho một kiếm này chém vào đỉnh đầu của hắn. Xích hoang cực không khỏi cười gằn, hắn ở thần hồn tu luyện tiêu tốn công phu rất lớn, bởi vậy, không chỉ thần hồn kiên cố, hơn nữa hóa thành công kích cũng có uy năng rất lớn. Người này lại dám lẫm lẫm liệt liệt như vậy, thực sự là tự tìm khổ ăn. Không nghĩ tới, trận chiến này hắn thắng đơn giản, ung dung như vậy. Chỉ như vậy, Lăng Hàn nhoèn miệng cười, hắn tu bất diệt thiên kinh, thần hồn cũng vượt qua cảnh giới một cấp độ, muốn trọng thương thần thức của hắn, cực kỳ khó. Lúc này xích hoang cực mới lộ ra vẻ thận trọng, có thể hóa giải thần hồn của hắn xung kích cũng không phải là chuyện khó mà tin nổi gì, nhưng lăng hàn ngạnh kháng một cái, lại đánh giám cũng không có, vậy thì đáng sợ. Thần thức của người này mạnh, thậm chí ở trên hắn. Không sai, đây mới là quyết chiến ta chờ mong. Xích hoang cực cười to, hết thảy thận trọng hóa thành chiến ý trùng thiên, hai tay của hắn bắt quyết nói trước tiên tiếp bát ngôn chân thuật của ta sinh lão bệnh tử chư tật triển sinh vù vài đạo hắc quang từ trong miệng hắn bay ra hóa thành tám ký tự đen thẫm đâm về phía lăng hàn lăng hàn nhất thời cảm thấy sát cơ đáng sợ kéo tới cả người nổi lên một loại cảm giác run rẩy đây là một môn bí thuật đáng sợ ngay cả hắn cũng cảm giác được áp lực hắn phát hiện sinh cơ của mình gặp phải suy yếu rất lớn tinh khí thần cũng rơi xuống đáy vực ồ chẳng lẽ cái này là nguyền rủa trước đây lăng hàn từng chiếm được chú bình chỉ cần lấy được vật trên người đối thủ liền có thể chú chết dù cho mệnh cứng chú không chết cũng sẽ bệnh nặng một hồi nguyên lực đại thương chiếc lọ này chính là một đám người tu luyện công pháp minh giới sở hữu lấy cái này suy đoán quyền rủa thuật hẳn là thuộc về công pháp của minh giới hắn khẽ quát một tiếng kích thích ra lôi đình chỉ huy nhất thời chớp giật đùng 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 mãnh liệt cả người quấn quanh chớp giật trắng lóa hóa giải lực lượng nguyền rùa đến sạch sành xanh. Lực lượng thiên kiếp, có thể tẩy tất cả, tinh chế tất cả. Có chút ý nghĩa. Xích hoang cực nhếch miệng mà cười. Cũng ăn ta một quyền. Lăng hàn hét lớn, đấm ra một quyền, lôi đình đan dệt, theo quyền lực của hắn đánh ra ngoài. Xích hoang cực không dám khinh thường, tương tự vung quyền, chân phải bước ra một bước. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, nhất thời hình thành sóng trùng kích đáng sợ, bước bán về bốn phương tám hướng lực lượng bá đạo như vậy ngay cả sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao chạm thử cũng sẽ bị đánh bay nhưng tất cả mọi người nơi này đều là vương giả tu ra cực cảnh sóng trùng kích chỉ thổi bay quần áo của bọn họ mà thôi thật hay thạch hoàng thì thầm nói hắn thích từng đấm thấu thì liều mạng đấu như vậy lại kịch liệt cũng làm cho hắn cảm thấy đã ghiền ha ha lại thử chiêu này của ta xích hoang cực cười lớn một tiếng vỗ hông một cái xèo 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 trong nháy mắt bay ra mấy trăm lá cờ phân chen ở bốn phía lăng hàn mỗi một mặt cờ phát ra ánh sáng yếu ớt liên hoàn một mạch nhất thời trước mặt lăng hàn đều là sương mù rõ ràng xích hoang cực chỉ cách hắn mười trượng mà thôi nhưng hiện tại nửa điểm hình bóng cũng không nhìn thấy không chỉ xích hoang cực ngay cả mấy người vô diện thạch hoàng cũng không nhìn thấy trận pháp lăng hàn đưa mắt nhìn bốn phía không khỏi thầm nói xích hoang cực này cũng thật nhiều thủ đoạn đầu tiên là thần hồn sung kích lại nguyền rủa hiện tại trận pháp thật giống như không có cái gì hắn chưa học. Cái này chính là thiên tài, rõ ràng đã ở võ đảo một ngựa tuyệt trần, nhưng ở những phương diện khác đạt được thành tích cũng khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Như lăng hàn ở trên đan đạo là tuyệt đối không có một bạn cùng lứa tuổi có thể với tới. Hắn bất động không sợ hãi, trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể nhốt hắn, nhưng muốn đánh bại hắn, còn kém rất nhiều. Oanh, một ma vật từ trong sương mù lao ra, hình như cựu khuyển, nhưng có ba cái đầu, trong ba cái miệng chảy ra nước miếng, Càng người quấn quanh ngọn lửa màu đen một cước dẫm xuống mặt đất biến thành than cốc tràn ngập tính phá hoại đùng 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 tiếng bước chân liên tiếp vang lên ba con hỏa khuyển xuất hiện vây quanh lang hàn lại những hỏa khuyển này khí tức thâm trầm càng không cách nào phán đoán ra tu vi nhân tộc nếu người ngay cả cái trận này cũng không xông qua được thì căn bản không xứng giao thủ với ta thanh âm của xích hoang cực vang lên như hồi âm trống trải không cách nào bắt lấy đến tột cùng là từ nơi nào truyền tới Lăng Hàn cười nhạt nói. Sướng hay không, không phải là ngươi nói, ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, không muốn đánh, một cước đá văng. Xích Hoàng cực dừng một chút, mới lãnh đạm nói. Cuồng! Oanh, ba con hỏa quyển cùng nhau phun lửa, triển khai công kích về phía Lăng Hàn. Hô, liệt diễm phun trào, phô thiên cái địa. Lăng Hàn lắc đầu, muốn dùng hỏa diễm đối phó hắn, cái này không phải khôi hài sao, hắn là ở trong tiên diễm rèn thân, mặc dù nói kia có hắc tháp bảo vệ, nhưng trong cùng cấp, thậm chí cao hơn một hai cấp, có hỏa diễm gì có thể để cho hắn khiếp đảm. Liệt diễm kéo tới, lăng hàn ngay cả ngón tay cũng không động, thân thể hóa thành một cái hố đen, hấp thu hết thảy. Ồ, lăng hàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại có thể thấy rõ, ở trong vòng vây, phảng phất tự thành một thế giới, bằng không chỉ tí tẹo như vậy, vì sao có thể chứa ba con hỏa huyền Đây là địa ngục liệt hỏa trận. Cách một lúc, vân nữ suy đoán nói sẽ không sai rồi. Bác Hoàng gật đầu. Trận này ở thời kỳ thượng cổ chính là kinh thiên đại trận, có thể đốt thánh nhân, có điều, uy lực này hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều, khả năng là từ địa ngục liệt hỏa trận diễn hóa ra phó trận. Xích Hoàng cực kinh ngạc nhìn lại hai người, chính như hai người này nói, đây là phó trận của địa ngục liệt hỏa trận, hắn từ trong một di tích cổ thu được, không nghĩ tới còn có thể bị người nhận ra. Những vương giả thần giới này, thật không thể khinh thường. Nhưng hắn tự kiêu, dù cho đây chỉ là một phó trận không thể giết thánh nhân nhưng phóng tới ngoại giới vây giết tinh thần cảnh là điều chắc chắn hiện tại dù cho ở đây uy lực bị hạn chế cũng vẫn cực kỳ cường hãn nếu như lăng hàn ngay cả cửa ải này cũng không xông qua được lại có tư cách gì làm đối thủ cuối cùng của hắn nhưng nhìn thấy liệt diễm đốt người lăng hàn lại không né không tránh vạn ngàn hỏa diễm đều bị lăng hàn hấp thụ ngay cả xích hoang cực cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cái này ngay cả hắn cũng không làm được Quái thai gì à? Cái tên này lại có thể hấp thu hỏa diễm. Là chỉ có thể hấp thu hỏa lực, hay thuộc tính gì cũng có thể. Tất cả mọi người kinh sợ, cái này kém nhau quá nhiều. Nếu như lực lượng thuộc tính nguyên tố nào cũng có thể hấp thu, vậy thêm thể phách đáng sợ của hắn. Trong cùng cấp liền thật bất bại rồi. Không nói vô địch, chí ít là bất bại. Vốn bọn họ tự nghĩ thủ đoạn đối phó lang hàn hay nhất chính là dùng hỏa diễm đốt luyện, bởi vì hỏa khắc kim, hỏa diễm cung cấp tuyệt đối là biện pháp khắc chế thần thiết tốt nhất nhưng bây giờ nhìn lại con đường này đi không thông cái quái thai này rốt cuộc phải làm sao mới có thể xé ra phòng ngự của hắn tất cả mọi người cao mày đơn giản nhất chính là nhất lực phá vạn pháp chỉ cần lực lượng lớn đến cấp độ nhất định vậy quản người là thần khí cấp mấy ta một cái tát liền có thể chấn nát nhưng người nơi này đều là vương giả như thế nào là vương giả cung cấp vô địch hiện tại muốn bọn họ đạt đến cảnh giới càng cao hơn vận dụng lực lượng mạnh hơn đi nghiền ép lăng hàn cái này giống như thừa nhận cung cấp không địch lại lăng hàn đây là kiêu ngạo của bọn họ không thể cho phép bọn họ cũng vắt hết óc đam chiêu đối sách mà trong trận pháp lăng hàn không ngừng hấp thu cho đến khi ba con hỏa quyển gầy hốc hác phun không ra hỏa diễm nữa trận pháp này không phá tự giải trận văn trên mấy trăm cờ xí cũng ảm đạm cần thời gian nhất định hấp thu thiên địa linh khí mới có thể bày xuống lần nữa xích hoang cực cuối cùng gật gù nói không thể không thừa nhận, người có tư cách làm đối thủ của ta. Vậy người có sao? Lăng Hàn tiến lên trước một bước, khẽ quát một tiếng, nhưng âm thanh hóa thành một thanh kiếm, chém về phía xích hoang cực. Nếu như không có ta, trên đời này còn ai có? Xích hoang cực cũng tiến lên trước một bước, hai mắt trợn trừng, ánh mắt hóa thành một nắm đấm hỏa diễm, nghênh tiếp thanh kiếm kia. Oanh, nắm đấm cùng kiếm chạm vào nhau, rồn dập dập tắt. Những người bọn họ đều tu đến cực cảnh đỉnh cao, cho dù công pháp tu luyện có chỗ bất đồng, nhưng cấp độ nguyên lực cách biệt cực kỳ nhỏ, muốn dựa vào nguyên lực thuần túy liều đến quyết ra thắng bại, vậy ít nhất cũng có thể liều mấy năm. Có thể để cho bọn họ phân ra thắng bại, chính là quy tắc, bí pháp, huyết mạch. Kiến thức nông cạn Thạch Hoàng xì một tiếng Bác Hoàng cũng gật đầu nói Chỉ ta biết, ở thất xương tinh vực có một người, rất mạnh rất mạnh, ta từng ở nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị cùng hắn đánh nhau đồng cấp, nhưng bị hắn ở trong trăm trêu anh bại. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Bác Hoàng mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cùng xích hoang cực đại chiến, cuối cùng bởi vì phẩm chất thần khí tranh lệch một chút xíu, lúc này mới sẽ thua trận. Chỉ lấy sức chiến đấu bản thân mà nói, bác Hoàng tuyệt không yếu hơn xích hoang cực. Nhưng vương trong vương như vậy, lại tự nhận bị một người khác ở trăm trong chiều đánh bại. Chuyện này, đối phương đến cùng là quái vật gì, cũng quá mạnh đi. ha ha này là vì các ngươi kiến thức nông cạn thạch hoàng xì một tiếng các ngươi ở thế giới này cho rằng trong một tinh cầu cung cấp vô địch liền có thể xưng vương làm sao biết toàn bộ thế giới lớn bao nhiêu đám người vân nữ lộ ra vẻ lúng túng cái này đổi từ trong miệng người khác nói ra bọn họ tự nhiên sẽ xem thường cho rằng đối phương chỉ là đố kỵ nhưng một vị vương giả mở miệng thậm chí còn là vương trong vương vậy phân lượng liền nặng chỉ là thạch hoàng nói quá trực tiếp đả kích bọn họ đến thương tích đầy mình Bắc Hoàng ôn hòa nở nụ cười nói: Có mấy người vẫn ở hai giới qua lại, đồng thời thể ngộ quy tắc của hai giới hòa làm một thể, vì lẽ đó đánh nhau cùng cấp, bọn họ tự nhiên càng mạnh hơn. Cái gì? Vân Nữ, Dương Lâm, Thác Bạt Đông Kinh hại đến biến sắc, ngay cả vô diện cũng lộ ra kinh sợ. Thạch Hoàng lại xì một tiếng nói: Các ngươi cho rằng trước được chỗ tốt là cái gì? Trong đó có quy tắc của Minh Giới, bằng không dựa vào cái gì để cho các ngươi ở cảnh giới bất biến? bí pháp bất biến, huyết mạch bất biến, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Đám người vân nữ lần thứ hai lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới còn có thuyết pháp như vậy. Bọn họ giới hạn ở cấp độ, người mạnh nhất ở sau lưng chỉ là hàng hà cảnh, nói đến lý giải võ đạo, làm sao có thể so với thạch hoàng, bắc hoàng có bối cảnh thánh nhân. Có điều, mặc kệ là minh giới đi thần giới, hay thần giới đi minh giới, đều quá nguy hiểm. Bắc hoàng lắc đầu, dù cho là hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân minh giới, một khi bộc lộ thân phân hắn tất nhiên sẽ bị cường giả minh giới truy sát vân nữ kỳ quái nói nếu đồng thời tìm hiểu quy tắc hai giới có thể trở nên mạnh hơn tại sao hai giới không lẫn nhau lùi một bước để song phương đều có cơ hội tìm hiểu lấy hai giới đối lập như hiện tại làm sao có khả năng cho võ giả đối phương đến địa bàn của mình lĩnh ngộ quy tắc bắc hoàng thở dài đóng băng ba thước không phải nhất nhật chi hàn hai giới trời sinh đối lập như nước với lửa làm sao có khả năng ở trung hòa thuận bọn người vân nữ không tiếp tục nói nữa chỉ cần bọn họ hỏi mình một chút trừ khi nơi này là thiên kiêu hội của hai giới bằng không nhìn thấy một tên sinh linh minh giới bọn họ sẽ không xuất thủ đánh chết sao đáp án không nghi ngờ chút nào là khẳng định giết nhiều một sinh linh của minh giới thần giới sẽ an toàn nhiều một phần đặc biệt là thiên tài vậy giết một cái ý nghĩa càng lớn bọn họ cũng nghĩ như vậy huống chi là những người khác hai giới xung đột là ở nguồn cội hơn nữa không biết tích oán bao nhiêu năm làm sao có khả năng hóa giải, làm sao có khả năng ở chung. Có điều, tại sao rõ ràng là thế giới đối lập, chúng ta tìm hiểu quy tắc minh, giới lại có thể tăng lên thực lực của mình. Vân nữ hỏi, nàng là nữ nhân, lại là mỹ nữ, trời sinh có ưu thế giao tế hơn người, thuận tiện hỏi chút vấn đề. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng lướt nhìn nhau, cũng lắc đầu, vấn đề này, ngay cả thánh nhân cũng đáp không được. Nếu Lăng Hàn nghe được bọn họ thảo luận, liền có thể rất khẳng định, mà nói cho bọn họ biết, chỉ có đồng thời lĩnh ngộ quy tắc hai giới mới có thể mở ra cửa lớn đi về tiên vực thu được vĩnh hằng chân chính lăng hàn lấy thân làm cung lấy nguyên lực làm tiễn bắn ra dấu ấn lôi đình trên tay phải phát sáng gia trì ở trên tiễn đùng 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 trên tiễn nguyên lực nhảy lên tia chớp màu trắng tỏa ra lực lượng thiên uy xích hoang cực kinh sợ mũi tên này vẫn không có bắn ra liền để hắn cảm giác được áp lực đáng sợ một khi phát ra tất nhiên kinh động thiên hạ vèo lăng hàn nhẹ buông tay tiễn nguyên lực bắn ra nhanh như lưu quang diệt long tinh thần tiễn vốn cực nhanh hiện tại lại dung hợp thiên kiếp lôi đình tự nhiên tăng tốc độ lên một nấc thang tay mới buông lỏng trong nháy mắt đã đi tới ngực xích hoang cực xích hoang cực kinh hãi đến biến sắc hắn biết mũi tên này của lăng hàn tất nhiên cực kỳ đáng sợ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cấp tốc như thế ở trong mắt hắn tiễn nguyên lực đan diệt lôi đình phóng to vô hạn cực kỳ trói mắt đình hắn quát to da mặt vạn vẹo một luồng khí tức cổ xưa từ trong cơ thể hắn bắn ra cực kỳ huyền diệu thế giới đột nhiên biến chậm bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé mũi tên ánh sáng chậm như kiến bò mà xích hoang cực lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng hắn lệch người đi tránh ra mũi tên nhưng ngay trong nháy mắt này thế giới lại khôi phục bình thường Cell tiễn nguyên lực bắn qua mang theo chấp giật đan dệt đi vào phương xa xích hoang cực vừa giận vừa sợ hắn có một bí mật lớn đó chính là huyết mạch của hắn cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có thể khống chế thời gian khiến một bộ phận khu vực quanh người tạm dừng thời gian nhưng chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt mà thôi có khả năng ảnh hưởng thời gian cái này không thể nghi ngờ là năng lực đáng sợ nhất trên đời này chỉ cần cho hắn cơ hội gần người thậm chí lấy tinh thần cảnh cũng có thể giết hàng hà cảnh nhưng năng lực như vậy không thể tùy ý triển khai mà mỗi ba ngày mới có thể một lần bởi vì cần dùng đến lực lượng huyết mạch của hắn một khi tiêu hao loại lực lượng thần bí trong huyết mạch kia hắn chỉ có thể chậm rãi khôi phục đại năng lực như vậy lại liền dùng mất xích hoàng cực đương nhiên giận dữ hắn nhìn chằm chằm lăng hàn nhưng càng không dám khinh thường chỉ lo lăng hàn lại bán một mũi tên hắn sẽ không cách nào phát động năng lực như vậy hắn khẽ quát một tiếng giết tới lăng hàn âm 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 hắn rút ngắn khoảng cách nhưng không cận thân vật lộn gần như khoảng một trượng như vậy vừa có thể làm cho lăng hàn không cách nào phát huy tài bán cung lại có thể để sức chiến đấu của hắn phát huy tốt nhất lăng hàn không sợ hắn chỉ kỳ quái tại sao vừa nãy diệt long tinh thần tiễn bán tới trước người xích hoang cực trong nháy mắt lại giống như dừng lại một chút tuy đó chỉ là nháy mắt bé nhỏ không đáng kể nhưng ngừng như thế lại cho đối phương cơ hội né tránh qua một bên thời gian ngưng trệ trong lòng lăng hàn dùng mình nếu thật như vậy, vậy bí pháp kia cũng quá mạnh mẽ đi. Có điều, nếu như xích hoang cực thật nắm giữ bí pháp như vậy, không phải tuyệt đối vô địch rồi sao, làm sao có khả năng cùng Bắc Hoàng đánh khó phân thắng bại như thế, cuối cùng dựa vào thanh khí thắng được. Bí pháp như vậy, tất nhiên không thể luôn triển khai, cho nên mới chỉ có thể dùng ở thời điểm mấu chốt nhất. then chốt là, có thể dùng mấy lần. Lăng Hàn cũng không lo lắng, coi như hắn bị xích hoang cực khống chế thời gian, nhưng lấy thể phách của hắn, ở trong nháy mắt như vậy muốn đánh giết hắn là sự tình hoàn toàn không hiện thực hắn mở ra bàn tay lớn đánh về phía đối phương ầm 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 hai siêu cấp vương giả triển khai đối đầu đây là trận chiến cuối cùng người thắng có thể độc hưởng phúc vận gia thân vừa bắt đầu lăng hàn cùng xích hoang cực đều có kiêng kỵ chỉ lo đối phương cất dấu sát chiêu khủng bố gì nên đánh vô cùng cẩn thận không dám buông tay buông chân nhưng đánh đánh tầm đó tính khí cùng ngạo khí của hai người cũng đánh ra rồi quyền phá vô cực xích hoang cực hét lớn một tiếng song quyền vung lên như sừng dê tách ra và chạm về phía lăng hàn oanh áp lực như núi Lăng hàn hừ một tiếng cũng không giấu rốt vận chuyển thiên uy chấn áp tới xích hoang cực ha 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 chiêu này đối với ta vô dụng xích hoang cực cười to nói trong đôi mắt lóe lên quang mang sáng tối chập trờn trong cơ thể có một đám lửa thiêu đốt miễn cưỡng đốt đi thiên uy kéo tới đây là một ngọn lửa màu đen chỉ nhìn một chút liền để lăng hàn thấy lạnh cả người bản nguyên thần diễm thạch hoàng cùng bắc hoàng kinh ngạc thốt lên hai người nhìn lẫn nhau đều lộ ra vẻ khiếp sợ cái gì là bản nguyên thần diễm vân nữ hỏi không hiểu liền hỏi ngược lại nữ nhân có ưu thế không cần lo lắng vấn đề mặt mũi thạch hoàng biểu hiện nghiêm nghị nói trong thiên địa tổng cộng có 99 loại thần diễm trong truyền thuyết đây là thời điểm thiên địa sơ khai liền tồn tại thần giới có minh giới cũng có Bắc Hoàng gật gù, nói tiếp. Bản nguyên thần diễm cơ bản không thể cùng sinh linh hòa vào nhau, nhưng cũng có tình huống đặc thù. Người có bản nguyên thần diễm đều không ngoại lệ có thể thành thánh nhân, mà trong thiên địa tổng cộng có 99 loại thần diễm, bất tử bất diệt, dù cho cùng sinh linh dung hợp, cũng sẽ ở sinh linh chết quay về thiên địa. Bản nguyên thần diễm là trí bảo chân chính của thế gian, dừng ở trong cơ thể, có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ đại đạo của hòa trong thiên địa, lấy ra, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể thiêu sạch thạch hoàng lại nói đương nhiên giới hạn ở cảnh giới hiện tại xích hoang cực không thể mạnh như vậy nhưng đủ để sức chiến đấu của hắn tăng lên một hai tinh bác hoàng nghiêm nghị nói bọn người vân nữ biến sắc ở trên cơ sở của bọn hắn còn có thể tăng lên một hai tinh cấp cái này thật đáng sợ cái tên này lẽ nào là thiên địa sùng nhi sao thạch hoàng nghe rằng mặc dù hắn là con trai thánh nhân nhưng gia sản còn không bằng xích hoang cực à tất cả mọi người nhìn về phía dương lâm cái này cũng là một thiên địa sùng nhi được một thánh khí nhận chủ a à. dương lâm lắc đầu cười khổ nói so sánh với đó ta quả thực chính là ăn mày đồng dạng được thánh khí người ta là hoàn chỉnh hắn không trọn vẹn nói đến bảo vật khác hắn chỉ nhặt được một ít đan dược mà thôi nhưng xích hoang cực được bàn nguyên thần diễm trong thiên địa tương đương với nhét một bộ phận hỏa hệ đại đạo ở trong cơ thể như vậy hiệu quả ngộ đạo ai có thể so sánh chẳng trách xích hoàng cực chỉ 200 tuổi liền bước vào tinh thần cảnh có bàn nguyên thần diễm giúp đỡ lĩnh ngộ cảnh giới vốn là chút lòng thành chỉ cần tăng lên nguyên lực tích lũy là được thiên địa sùng nhi như hắn nói không chắc đi vào núi liền có thể nhạt được thượng cổ thần dược đùng 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 ăn một viên liền tu vi cất cánh một người có vận khí như vậy làm sao chiến thắng mọi người còn không biết kỳ thực huyết mạch của xích hoàng cực rất đáng sợ thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian bằng không bọn họ càng kinh sợ làm sao thiên địa vận khí sẽ sủng ái một người như vậy người mạnh hơn ở trước mặt ta cũng không đáng chú ý bởi vì ta là vương trời sinh chú định xích hoang cực ngạo nhiên nói dưới cái nhìn của hắn thiên uy hẳn là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của lăng hàn có thể suy yếu đối phương hai tinh cấp quá nghịch thiên đáng tiếc bản thân hắn liền đại biểu thiên địa đại đạo làm sao có khả năng bị suy yếu phí lời thật nhiều lăng hàn không phản đối cuồng nhân thiên tài đương nhiên cuồng ngạo nhưng còn hôi dám nói một đống lớn làm người ta chán ghét trong nháy mắt này xèo 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 từng đạo từng đạo kiếm khí bay ra lôi đình kiếm pháp dung hợp quy lực của thiên kiếp chân chính xích hoang cực cười ha ha một bên oanh quyền một bên quát lên ngoan ngoãn thần phục ở trước mặt ta ta là vương bất bại cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ quân lâm thần minh hai giới các ngươi những ếch ngồi đáy giếng này căn bản không biết ánh mắt của mình thiền cận cỡ nào Chí hướng của ta các người ngay cả tưởng tượng một chút cũng không có tư cách. Lăng Hàn xì một tiếng nói. Tiên vực. Phốc. Xích hoang cực nhất thời phun ra ngoài, đây là bí mật lớn hắn vẫn giấu ở trong lòng. Chính bởi vì biết tiên vực tồn tại, hắn mới vô cùng kiêu ngạo, đừng nói vương giả thần giới không có được hắn để ở trong mắt, minh giới cũng như thế, bởi vì hắn tin chắc mình thuộc về tiên vực, cao cao tại thượng, có thể quan sát chúng sinh. Minh giới, thần giới, đều chỉ là đá đạp chân của hắn để hắn trưởng thành mà thôi mà thời điểm đạt đến thánh vị hắn sẽ đánh vỡ con đường viễn cổ tiến vào tiên vực đây là bí mật lớn của hắn giấu ở nơi sâu xa nhất chưa từng chia sẻ với bất cứ người nào bởi vì không có một cái xứng đáng nhưng bây giờ thì sao bí mật hắn cho rằng lớn nhất lại bị người không để ý nói ra thật giống như căn bản không phải bí mật kinh thiên gì mà là sự tình người người đều biết trong giây lát này hắn phảng phất từ đám mây rơi xuống tràn ngập thất lạc không rõ Ngươi, ngươi làm sao có khả năng biết? Hắn để mặt mờ mịt, nhưng lăng hàn không hề trả lời, suy đoán nói. Trước ngươi có thể ảnh hưởng tiễn của ta, đây là lực lượng huyết thống, ân, ta đoán, ngươi cũng là thượng cổ thiên tộc A. À. Xích hoang cực nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, mạch máu trên chán nhất thời lồi ra, đằng đằng sát khí. Mạch của hắn chỉ còn giữ lại hắn một người, mà ở trong huyết mạch có một huấn điều là không thể để cho bất luận người nào biết thân phận chân thật của hắn biết bí mật đều phải giết chết muốn chết hắn gầm hét lên thần hòa trong cơ thể giật động đột nhiên bốc lên ở quanh người của hắn cuốn múa đáng sợ đến kinh người đây chính là thần diễm thánh nhân chạm một cái cũng bị thiêu sạch hắn nhằm về phía lăng hàn chủ động muốn cùng lăng hàn cận chiến lăng hàn tự nhiên không sợ cùng hắn triển khai kích đấu oanh 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 xích hoang cực xác thực rất mạnh nhưng thể phách rõ ràng không bằng lăng hàn cùng thạch hoàng đối đầu như vậy quá chịu thiệt bởi vì nguyên lực có hạn đặt ở công kích phòng thủ tất nhiên có vấn đề nhưng phòng thủ công kích liền không còn chút sức lực nào vậy ngươi xông lên làm gì chỉ kích đấu mấy quyền trên quả đấm của hắn đã tràn ra huyết hoa nhưng lúc này xích hoang cực đột nhiên há miệng phun ra một ngọn lửa màu đen đánh thẳng tới mặt của lăng hàn gần như thế lăng hàn làm sao trốn phốc thần diễm phun lên mặt lăng hàn liệt diễm bốc lên đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của lang hàn đây là bản nguyên thần diễm ngăn cách tầm mắt thần thức song đời đây chính là thần diễm ngay cả thánh nhân cũng có thể đốt dù cho ở đây bị áp chế nhưng muốn đốt một sinh linh cung cấp tuyệt đối là điều chắc chắn ngay cả thạch hoàng cũng cho rằng dù lang hàn không chết cũng bị trọng thương đây chính là bản nguyên thần diễm theo thiên địa sơ khai thì cùng nhau xuất hiện thậm chí còn cao quý hơn thạch linh nhất mạch bọn họ tình cảnh quái quỷ xuất hiện thần diễm màu đen lại từ trong cơ thể của xích hoang cực không ngừng trào ra thật giống như có món đồ gì lôi kéo trong nháy mắt như vậy bàn nguyên thần diễm liền hoàn toàn thoát ly thân thể xích hoang cực quấn quanh ở trên người lăng hàn không xích hoang cực không khỏi kinh ngạc thốt lên cái này không phải là hắn chủ động làm muốn lấy thần diễm càng nhiều càng mạnh hơn đốt lăng hàn mà là bị một luồng lực lượng thần bí mạnh mẽ kéo thần diễm ra ngoài nhưng cái này làm sao có khả năng bản nguyên thần diễm đây là lực lượng thuộc về thiên địa tồn tại cổ lão nhất mạnh mẽ nhất ngoại trừ bản nguyên thần vật khác lại có cái gì có thể ngang hàng coi như trên người lăng hàn cũng có bản nguyên thần vật vậy cũng chỉ có thể ngang hàng tại sao có thể mạnh mẽ kéo thần diễm trong thân thể hắn ra chuyện này quả thật là ưu thế nghiền ép xích hoang cực thật hoàng rồi bởi vì hắn không hiểu theo lý mà nói bản nguyên thần diễm mặc kệ ở thần giới hay minh giới đều là đồ vật lợi hại nhất lẽ nào trên người lăng hàn có bảo vật vượt qua hai giới trên thực tế, xác thực như vậy. Bị bản nguyên thần diễm tập kích, Lăng Hàn cũng không để ý chút nào, dù sao thần diễm ở đây cũng sẽ bị cắt đến sơn hà cảnh mà hắn lại được tên diễm đốt luyện qua, cái này tự nhiên là điều chắc chắn. Nhưng tiểu tháp đột nhiên truyền âm, muốn hắn không phản kích, bởi vì nó muốn rút thần diễm này. Lăng Hàn tự nhiên phối hợp, đã tiến vào hắc tháp, vậy không phải của hắn sao? Hắn đứng bất động, mặc cho xích hoang cực lấy thần diễm ra thân, mà hắc tháp quả nhiên phát động, mạnh mẽ rút thần diễm từ trong cơ thể xích hoang cực ra. Không sai, đúng là lực lượng bổn nguyên, có thể để cho ta khôi phục một phần vạn. Tiểu tháp có chút mừng rỡ nói. Ta sát. Lăng Hàn lập tức nói. Này này này, người ý này là muốn nuốt riêng. Vốn là ta lấy ra, đương nhiên quy ta rồi. Tiểu tháp không có chút ý tứ không tốt. Lại nói, chỉ có ta hoàn toàn khôi phục, mới có thể che giấu thiên cơ, để ngươi ngày sau tiến vào tiên vực còn có thể không lộ ra bí mật của hắc tháp người đây là cướp a lăng hàn đau lòng bản nguyên thần diễm nghe liền biết là thứ tốt Bớt kỳ kỳ méo mó đi nhanh phối hợp ta tiểu tháp nói nó dịch động hắc tháp dĩ nhiên có thể hủy thiên diệt địa nhưng này sẽ xúc động tiên vực chú ý vì lẽ đó nhất định phải có lăng hàn phối hợp phối hợp có thể nhưng nhất định phải phân ta một chút chỗ tốt lăng hàn cò kè mặc cả cái tháp kiêu ngạo này cũng là tháp bất lương không tranh không được a à. được rồi Tiểu Tháp chủ trừ một chút, mới miễn cưỡng đồng ý. Một người một tháp phối hợp, bắt đầu thu bản nguyên thần diễm. Hắc Tháp hoàn toàn có thể độc lập làm được, nhưng muốn ở trạng thái không tiết lộ khí tức tiến hành, vậy thì nhất định phải có Lăng Hàn phối hợp, bởi vì nơi này áp chế hết thảy tồn tại, mà Lăng Hàn là từ trong tiên diễm đi ra. Oanh, hai tay của Lăng Hàn từ trong hắc diễm đưa ra, nắm bắt từng pháp quyết, hô, hắn há to miệng, thần diễm nhất thời bị hắn nuốt vào trong miệng. Đưa cho ta xích hoang cực phát điên vội vã xông lên cướp giật đây là một trong những lá bài tẩy quan trọng nhất của hắn sao có thể ngồi xem bị lăng hàn lấy đi dưới tình thế cấp bách hắn cũng không có suy nghĩ lăng hàn dựa vào cái gì có thể lấy đi bản nguyên thần diễm sáu người thạch hoàng toàn thể hóa đá ngây người như phỗng kia thật là bản nguyên thần diễm sao không phải được xưng thánh nhân chạm cũng bị đốt đi sao vì sao lại bị hai người hấp đến hút đi một bên lăng hàn ra tay kích đấu với xích hoang cực một bên lấy pháp môn mà tiểu tháp truyền cho hắn không ngừng thu lấy thần diễm đáng thương cái bản nguyên thần diễm này còn muốn tránh thoát nhưng căn bản không thể tránh thoát khống chế của hắc tháp phí công biến ảo các loại hình thái nhưng chỉ có thể bị lang hàn nuốt chừng từng chút cái này xem như tiến vào miệng của lăng hàn nhưng trên thực tế là bị hắc tháp lấy đi dù sao bản nguyên thần diễm đối với hắn tràn ngập căm thù hoàn toàn không thể cùng hắn dung hợp chỉ muốn thiêu sạch hắn thật muốn tiến vào trong cơ thể hắn mà nói vậy tuyệt đối không phải việc tốt. Nhưng chịu đựng thần diễm chi uy, cùng bị thần diễm ở trong người đốt cháy, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhìn thần diễm từng chút giảm thiểu, xích hoang cực vừa vội vừa giận lại hoàng, hắn bùng nổ ra sức chiến đấu càng mạnh hơn, muốn ngăn cản lang hàn nuốt chừng thần diễm của mình. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Xích hoang cực hét lớn, từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa từng thất thố như thời khắc này. Nhưng hết cách rồi, đây là lá bài tẩy hắn nể trọng nhất. Thật không tốt, tiến vào túi ta vậy chính là đồ vật của ta lăng hàn cười nói ở dưới tiểu tháp vận chuyển tốc độ nuốt chừng của hắc tháp càng lúc càng nhanh cần lâu như vậy không phải bởi vì hắc tháp không ra sức ngược lại tiểu tháp đang tận lực khống chế tốc độ cắn nuốt miễn cho dùng sức quá mạnh tiết lộ khí tức của hắc tháp vô liêm sỉ xích hoang cực cuối cùng lấy ra thánh khí cổ kính xuất hiện oanh trong gương xuất hiện một hỏa long rít gào về phía lăng hàn nhìn thấy thánh khí này bắc hoàng không khỏi sầm mặt lại tuy lòng dạ hắn rộng rãi nhưng nhìn thấy thần binh đánh bại mình vẫn để cho hắn có một tia gợn sóng dù sao đánh bại hắn không phải xích hoang cực mà là cái thánh khí này phù tiên ma kiếm hiện lên bị lăng hàn nắm trong tay vung chém về phía hỏa long hơn trăm đạo kiếm ảnh xẹt qua hỏa long bị chém vụn không còn một chút uy năng hả bọn người bắc hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía tiên ma kiếm trong tay lăng hàn thánh khí chi uy rõ như ban ngày, nhưng mà, uy thế một kiếm của Lăng Hàn tựa hồ còn mạnh hơn thánh khí. Hí! Ở địa phương cảnh giới tương đồng này, thánh khí nhất định mạnh hơn thần binh khác, nhưng thanh kiếm này của Lăng Hàn còn mạnh hơn, vậy nói rõ, cái này cũng là một thánh khí, hơn nữa cấp bậc còn muốn cao hơn. Dù sao thánh nhân tổng cộng chia làm bốn cảnh giới, thánh khí đương nhiên cũng chia bốn đẳng cấp. Chuyện này, đây là quái đàn sao? Bình thường căn bản không thể xuất hiện thánh khí, hiện tại liên tiếp xuất hiện, phổ thông như thần khí cấp 4, cấp 5 vậy. Hô, hắc tháp cắn nuốt một tia thần diễm cuối cùng, lăng hàn cũng ngậm miệng lại, lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn nhìn xích hoang cực, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, hắn thích người vận khí nghịch thiên như thế, của ngươi liền là của ta, có thể bớt rất nhiều công phu. Xích hoang cực tức đến xô lên nói, trả thần diễm cho ta. Không nên hẹp hỏi như thế, mọi người lẫn nhau. Lăng hàn mới vừa nói, nhưng lập tức biến sắc, bởi vì tiểu tháp đã luyện hóa bản nguyên thần diễm mà nó cũng xác thực dựa theo ước định phần hắn một phần nhưng một bộ phận này ngay cả một phần ngàn tỷ cũng không có không nên bẫy người như thế miệng nó cái tháp tiện nhân này ngay cả hắn cũng dám hắc tiểu tháp lăng hàn lấy thần thức cầm hét lên gọi cái gì lỗ tai ta lại không điếc tiểu tháp hừ hừ nói người phân ta tí tẹo như thế lăng hàn tức giận nói người liều mạng là hắn nhưng lại không thể mò đến chỗ tốt gì, điều này cũng thật quá mức. Ta chỉ nói phân người một ít, cũng không có nói bao nhiêu. Tiểu tháp vô cùng vô lại nói. Ngươi, ngươi còn vô liêm sỉ hơn ta. Lăng Hàn không nói gì, đây cũng quá âm người à. Tiểu tử, ta được, ngươi mới có thể tốt. Tiểu tháp nói, một bộ rất có triết lý. Lăng Hàn tức giận đến không muốn để ý đến nó, có điều hiện tại hắn đã đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, không đột phá, dù cho hắn nhiều chỗ tốt hơn nữa cũng vô dụng trái lại sẽ chỉ làm hắn căng nứt hắn chỉ có chút tức a à, tiểu tháp này lại hãm hại hắn như thế trả cho ta xích hoang cực nổi giận tên này rõ ràng hãm hại hắn nhưng lại còn dám bày ra một bộ mặt đen đây là muốn hắn tức chết sao hắn hét dài một tiếng trong mắt phun ra ngọn lửa màu đen kia là bản nguyên thần diễm bị hắn luyện hóa một chút xíu tiến vào trong cơ thể thật chỉ có một chút xíu giới hạn ở cảnh giới hắn không thể luyện hóa bao nhiêu. Cái này dù sao cũng là bản nguyên thần diễm mà ngay cả thánh nhân cũng kiêng kỵ. Nhưng tí tạo thần diễm này lại làm cho hắn nắm giữ năng lực đối kháng thiên uy. Nếu bị tức đi hai tinh, hắn là vương giả đỉnh cấp cũng bị cắt thành thiên tài phổ thông. Đây là ngươi buộc ta. Xích hoang cực bốc lên thủ quyết, tay múa sinh hoa, cực kỳ phiền phức. Khí thế của hắn càng tiến lên một bước, thật giống như thực lực tăng lên từ một đến hai tinh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi đạt đến dạng độ cao như bọn họ, hẳn là không thể lại tăng lên. Nhưng xích hoang cực cũng trả giá, một sợi tóc trở nên hoa dâm, có vẻ rất đột ngột, mà cả khuôn mặt cũng già nua, mấy phần, cái chán hiện ra nếp nhăn. Lăng Hàn nhất thời hiểu được, xích hoang cực thu được thực lực tăng lên, đánh đổi là tiêu hao tuổi thọ, hơn nữa tiêu hao cũng không ít, bằng không không thể rõ ràng như thế. Cũng đúng, nếu như xích hoang cực chỉ là thiên tài tứ tinh, vậy tiêu hao mấy trăm mấy ngàn năm liền có thể thu được hai tinh tăng lên nhưng hắn đã đạt đến đỉnh cao trên lý thuyết của sơn hà cành lại muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn vậy tiêu hao tuổi thọ e cũng là một con số trên trời lại như lăng hàn hiện tại cắn lôi bạo đan đã chẳng có tác dụng gì đạt đến cực hạn còn muốn tăng lên quá khó quá khó khăn nhưng xích hoang cực không thể không làm bản nguyên thần diễm quan hệ quá to lớn đây là bảo vật hắn tuyệt đối không thể mất đi bằng không tốc độ tiến cảnh của hắn ít nhất phải chậm gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần dù là thiên tài cũng bỏ không nổi nhiều thời giờ như thế một cảnh giới ngăn người mấy chục triệu năm cũng chỉ có thể chết giả ở tinh thần cảnh nhưng nếu có thể rút ngắn thời gian gấp trăm lần vậy liền có thể từng bước đi lên trở thành hàng hà cảnh sáng thế cảnh tu luyện chính là chạy đua với thời gian nhất định phải ở trước khi tuổi thọ khô cạn đột phá đến cấp độ mới đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi hiện tại xích hoang cực mạnh mẽ tuyệt đối là vô địch sơn hà cảnh hắn đấm ra một quyền không khí cũng đang run rẩy nổi lên từng vòng gợn sóng oanh 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 dù cho đám người vô diện đồng dạng là vương giả thì đã làm sao chỉ đụng và liền bị đánh bay ngay cả bọn họ bị ảnh hưởng cũng như vậy huống chi là lăng hàn hắn đứng mũi chịu xào chịu đựng là lực xung kích bá đạo nhất oanh lăng hàn đấm ra một quyền đánh vào trên nắm tay của xích hoang cực mắt trần có thể thấy bắp thịt trên cánh tay lăng hàn chuyển động thật giống như mặt hồ gợn sóng từ tay đến vai sau đó đùng 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 da rẻ nhất thời nổ tung máu tươi tung tóe. Sau đó, cả người hắn bay ra ngoài. Sức mạnh chênh lệch quá to lớn. Chỉ là, Lăng Hàn ở trên không trung chết thân một cái, vững vàng rơi xuống trên mặt đất, bất diệt thiên kinh vận chuyển. Cánh tay lấy tốc độ mắt trần có thể thấy khôi phục, đây chỉ là huyết nhục thương tổn, thần cốt không tổn hại, vậy chính là da thịt tổn thương, khôi phục không quá khó. Phốc, tất cả mọi người phun ra ngoài, lực lượng cách biệt hai tinh a, đây tuyệt đối là chênh lệch nghiền ép, nhưng lăng hàn lại chỉ nát chút huyết nhục thậm chí thoáng qua liền khép lại đây là phòng ngự gì đây là sức khôi phục gì ạ à? trên thực tế như thạch hoàng bắc hoàng thân là đời sau truyền nhân của thánh nhân lại há có thể không có thủ đoạn tăng vọt thực lực nhưng giống xích hoang cực cái này phải bỏ ra cái giá khổng lồ lớn đến cho dù bắt được thứ nhất lần này cũng còn kém rất xa xích hoang cực liều như vậy hoàn toàn là bởi vì bản nguyên thần diễm bị lăng hàn đoạt để hắn thả rằng tiêu hao mấy triệu năm tuổi thọ cũng phải đoạt lại nhưng lần này xích Hoàng cực phải bị thiệt thòi biến thái thạch hoàng thầm nói trong ngũ hành sinh linh mục linh am hiểu khôi phục nhất mà thạch linh nhất mạch bọn họ mạnh ở phòng ngự nhưng phòng ngự của lăng hàn không kém gì hắn sức khôi phục có thể so với mộc linh ngay cả hắn cũng chỉ có thể hô biến thái cảm thấy không bằng biến thái như thế trong cùng cấp thật có người giết được hắn sao thạch hoàng nhìn về phía bắc hoàng bắc hoàng nhìn hắn lắc đầu Lần đầu đối với người kia phát lên cảm giác vô lực mãnh liệt như thế Xích Hoàng cực giật mình Hắn kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn Có một loại kích động muốn rụi mắt Muốn xác định không phải con mắt của mình xảy ra vấn đề Nhưng thân là vương giả đỉnh cấp Điểm ấy tự tin khẳng định phải có Lăng Hàn ăn một quyền của hắn Như không có chuyện gì xảy ra Ta không tin Xích Hoàng cực cắn răng nói Lần thứ hai ra quyền Oanh Nắm đấm thép nổ ra Xích Diễm chạy trồm quy lực của một quyền này bay thẳng tới nhật người cảnh tiểu cực vị đỉnh cao chỉ kém tí tạo liền đạt đến trung cục vị oanh không có chút hồi hộp nào lăng hàn bị một quyền đánh bay tranh lệch hai tinh lực lượng thực là quá lớn đặc biệt bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp nguyên bản tranh lệch liền nhỏ đến đáng thương một quyền oanh qua da thịt của lăng hàn xác thực phá tan máu bán tung tóe nhưng thần cốt của hắn không tổn thương mảy may một vệt kim quang lưu truyền hắn cấp tốc khôi phục như xưa nay chưa từng thụ thương đây mới là chỗ mạnh mẽ nhất của lăng hàn bất diệt thiên kinh pháp môn tiên vực ngay cả thánh nhân truyền thừa cũng xa xa không bằng ta không tin ta không tin ta không tin xích hoang cực rơi vào trạng thái điên cuồng hắn từ chối tiếp thu kết quả như thế từng quyền nổ ra toàn lực ứng phó mang theo niềm tin vô địch của hắn muốn phá hủy lăng hàn đáng tiếc cái này chỉ phí công ngược lại lực lượng của hắn bắt đầu rơi xuống dù cho tiêu hao nhiều tuổi thọ như vậy nhưng tưởng tượng muốn ở trên cực hạn thập tinh lại bước ra hai tinh mấy triệu năm tuổi thọ nói không liền không còn rồi thập tinh vốn là cực hạn không thể đánh vỡ nghịch thiên tất phải bỏ ra cái giá khổng lồ thực sự là xin lỗi cả phải ta coi như người xui xẻo lang hà nói hắn bắt đầu phản kích có thể phách mạnh mẽ giúp đỡ để hắn không lo lắng vấn đề phòng thủ lấy sức chiến đấu hiện tại của xích hoang cực đương nhiên có thể khinh thường toàn trường dù cho bảy thiên kia liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn nhưng một mực không làm gì được phòng ngự của lăng hàn một quyền có thể đánh nổ vương giả công kích lên người lăng hàn lại chỉ mất chút ra đây thực sự là trận chiến cuối cùng của thiên kiêu hội sao sao cảm giác thật giống như trà đạp nghiêng về một phía vậy không phải xích hoang cực càng mạnh hơn trà đạp lăng hàn mà là lăng hàn trà đạp xích hoang cực vẻ mặt bọn người vô diện quái lạ chỉ lấy sức chiến đấu mà nói cuộc chiến đấu này tuyệt đối xứng với cuối cùng quyết chiến xích hoang cực lực lượng bây giờ cũng bão tố lên nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị hậu kỳ cái này quá khủng bố đánh vỡ thập tinh cực hạn nhưng mà từ kết quả mà nói cái này hoàn toàn chính là trò cười lực công kích kinh khủng như vậy đánh vào trên người lăng hàn lại chỉ có thể để hắn phá ít ra thần cốt không tổn hại như chiến thần bất bại tuy lăng hàn ra tay nhưng không có hạ tử thủ bởi vì hắn cảm thấy xích hoang cực được thiên địa sùng ái ngày sau tất nhiên có thể được rất nhiều trí bảo giữ lại cho sau này thu gặt tốt hơn giết quá đáng tiếc nếu xích hoang cực biết ý nghĩ lúc này của hắn tất nhiên sẽ dẫn đến thổ huyết nhưng hiện tại hắn chém xuống tuổi thọ đã tiêu hao gần đủ lực lượng không ngừng rơi xuống từ vượt qua hai tinh đến một tinh lại từng bước một hạ xuống đến trạng thái bình thường sức chiến đấu ngang hàng vậy xích hoang cực làm sao có khả năng là đối thủ của lăng hàn hắn toàn phương diện đều bị áp chế do bản thân hắn không làm gì được phòng ngự cùng sức khôi phục của lăng hàn liều thần khí tiên ma kiếm của lăng hàn là tiên khí tương lai xích hoang cực phun ba ngụm máu tươi liền lùi lại trăm bước không ra tay nữa ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chặp lăng hàn ở đây hắn thật không làm gì được lăng hàn nhưng không quan hệ bọn họ sẽ không vĩnh viễn ở đây chỉ cần đi ra ngoài hắn liền có thể khôi phục lại tu vi tinh thần cảnh tiểu cực vị mà lăng hàn chỉ là nhật nguyệt cảnh không phải đối thủ của hắn đến thời điểm đó hắn chém giết lăng hàn đoạt lại bản nguyên thần diễm của mình Lăng Hàn cười nhạt, không nói trước đối phương có thể làm gì được mình hay không. Coi như có thể, bản nguyên thần diễm cũng đã bị tiểu tháp luyện hóa. Hiện tại ngay cả cho cũng không dư thừa, làm sao đoạt lại. Chịu thua Bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Hắn cười nói. Ngực của xích hoang cực phập phồng kịch liệt, hận không thể chém Lăng hàn thành vạn đoạn nhưng hắn dù sao cũng là vương giả, không chế phẫn nộ, chỉ phất tay áo đi qua một bên. Lời như vậy, xưa nay chỉ có hắn nói với người khác mà thôi. Bây giờ nghe Lăng Hàn nói, để tâm hắn như bị đau cắt, khó chịu. Vương trong vương, rốt cục sinh ra. Lăng Hàn. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, vương giả trẻ tuổi như vậy lại không phải xích hoàng cực, cũng không phải thạch hoàng, bắc hoàng, càng không phải dương lâm, vân nữ, nguyệt ảnh, mà là một nhân vật ngay cả tên cũng chưa biết. Chỉ có những người ở trên chiến trường hai giới đã sớm nghe nói qua tên của Lăng Hàn, mới sẽ hưng phấn phất tay, nói một tiếng. Ta đã sớm biết như vậy, bởi vì ba ngày còn chưa tới, dù cho đã phân ra thắng bại, nhưng thiên địa phúc vận còn không có lập tức ra thần. Lăng Huynh, chúc mừng! Bọn người thạch hoàng, bắc hoàng, vô diện lại đây chúc mừng, ngay cả Dương Lâm cùng vân nữ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là vân nữ. Đôi mắt đẹp lòe lòe, phát quang, có một loại tình cảm khác. Mỹ nữ! yêu anh hùng lăng hàn cười bắt chuyện với mọi người lúc này thiên phượng thần nữ mới từ dưới chân núi đi tới nàng ở phía dưới thấy rất rõ ràng tương tự tràn ngập kinh hỉ ai có thể nghĩ tới gia hỏa lúc trước bị nàng tùy ý bắt nạt lại sẽ trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy đây là thê tử của ta lăng hàn cười nói giới thiệu thiên phượng thần nữ cho mọi người đương nhiên là năm người của thần giới hai người minh giới đứng cách xa thật giống như hắn là ôn thần bọn người thạch hoàng cười chào hỏi thiên phượng thần nữ thái độ vô cùng thân thiết cái này không nhìn tăng cũng phải xem mặt phật lăng hàn đã ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc tự nhiên không ngại thân thiết với người đứng bên cạnh hắn một ít tuy thiên phượng thần nữ ngay cả vương giả cũng không xưng được vân nữ nguyên bản chỉ có chút ngạc nhiên với lăng hàn một người làm sao tu luyện tới mức độ biến thái như thế nhưng nhìn thấy lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ gắn bó tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện nàng tuyệt mỹ lại để cho nàng không phục dựa vào cái gì luận dung mạo hắn cùng thiên phượng thần nữ không phân cao thấp nhưng nói đến tu vi thiên phú địa vị nàng tuyệt đối nghiền ép đối phương mấy tinh cầu nhưng vì cái gì trong mắt lăng hàn chỉ có thiên phượng thần nữ nàng khá háo thắng cố ý quấn quýt lấy lăng hàn nói chuyện mà một khi thiên phượng thần nữ mở miệng nàng tất nhiên sẽ nhằm vào chính là muốn so sánh mình và đối phương ai càng thêm ưu tú nhưng lăng hàn hoàn toàn không để ý đến hắn yêu thích thiên phượng thần nữ không phải bởi vì sắc đẹp của đối phương mà là vạn năm lo lắng đã sớm nhất định đây là vân nữ làm sao cũng sao không được ba ngày cuối cùng đi qua phù một cột sáng hạ xuống bao vây lăng hàn phúc phận gia thân nhưng ngay sau đó một vệt sáng hạ xuống gắn vào trên người xích hoang cực tương tự là phúc phận gia thân cái này đùng 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 bốn quang đoàn hạ xuống vô diện bắc hoàng thạch hoàng dương lâm đồng dạng được như vậy không phải nói chỉ có một vị vương trong vương mới có thể được phúc phận ra thân sao tất cả mọi người kinh ngạc đây cũng quá quái lạ lẽ nào chỉ cần có thể ở trên cơ sở cực cảnh đỉnh cao tiến thêm một bước liền có thể được nơi này tán thành tại sao trước đây chưa từng xuất hiện rất đơn giản bởi vì trước đây xuất hiện một vị vương giả liền ghê gớm vương giả đỉnh cấp chưa bao giờ xuất hiện qua mà lần này một hơi xuất hiện sáu vị sức chiến đấu vượt qua cực cảnh đỉnh cao dù cho dương lâm dựa vào đan dược tăng lên nhưng có thời điểm giới hạn hắn xác thực nắm giữ tư cách ngang hàng vương trong vương hoặc là nói và lúc ấy hắn chính là vương trong vương dương lâm vô diện tự nhiên đại hỉ vội vã ngồi xếp bằng xuống tận tình hấp thu tiên khí đây chính là lĩnh ngộ có thể bù đắp quy tắc của bọn họ thạch hoàng cùng bắc hoàng cũng kinh hỉ dù sao mục đích bọn họ tới đây chính là vì cái này bằng không hai đế triều khen thưởng thật không có được bọn họ để ở trong lòng người ta là đời sau truyền nhân của thánh nhân a chỉ có xích hoang cực tức giận đến phun máu sớm biết như vậy hắn sẽ liều với lang hàn hiện tại không chỉ mất đi bản nguyên thần diễm hắn còn tự chém mấy triệu năm tuổi thọ tuy hắn còn trẻ tuyệt đối có thể bước vào hàng hà cảnh đến thời điểm đó mấy triệu năm so với mấy trăm triệu năm cũng không tính quá nhiều nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ ai sẵn lòng sống ít mấy triệu năm Uống chi hắn trả giá nhiều như vậy nhưng vẫn không có đoạt bản nguyên thần diễm lại ngay cả phúc vận gia thân cũng không để hắn cảm thấy vui sướng một câu nói giá trị so với bản nguyên thần diễm hết thảy bé nhỏ không đáng kể chờ sau khi ra ngoài hắn thầm nói bản nguyên thần diễm hắn là nhất định phải đoạt lại tuyệt không thể sai sót ông 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 tiên khí tràn ngập đáng tiếc chính là vân nữ thiên phượng thần nữ tháp bạt đông chỉ có thể ở một bên nhìn ước ao mà thôi hết cách rồi đây là thuộc về vương gia đỉnh cấp lang hàn ngồi khoanh chân điên cuồng hấp thu tiên khí bù đắp quy tắc lính ngộ đi minh giới đương nhiên có thể bù đắp quy tắc thế nhưng minh giới cũng chỉ có một phương diện quy tắc không giống như tiên khí hai người liền thành một khối cái này lĩnh ngộ đến hiệu quả khác nhau như trời với đất có thể nói ở minh giới lĩnh ngộ mười ngàn năm cũng không sánh bằng ở nơi này chỉ một canh giờ hơn nữa người của thần giới đi minh giới bởi vì tu quy tắc không giống quả thực chính là thái dương trong bóng tối đi tới chỗ nào chỗ đó sáng chính là mục tiêu sống lại thêm minh giới cửu hận thần giới vậy khẳng định sẽ đưa tới truy sát tinh thần cảnh giết không xong liền đến hàng hà cảnh hàng hà cảnh giết không xong liền đến sáng thế cảnh ở minh giới sinh linh thần giới mạnh hơn cũng không cách nào vận dụng lực lượng quy tắc ở thần giới vô địch chạy đến minh giới chỉ là phế tài chết không quá khó mặt khác quy tắc minh giới còn có hiệu quả đồng hóa ở lâu xác thực có thể lĩnh ngộ quy tắc minh giới nhưng trong cơ thể nắm giữ quy tắc thần giới cũng sẽ biến mất thật giống như hai tuyển một ngươi chỉ có thể được một người trong đó không cách nào kiêm thu bởi vậy hiện tại tiên khí này quý giá liền kinh người bằng không làm sao có khả năng để đời sau và truyền nhân của hai vị thánh nhân chạy đến nơi đây chỉ có ba ngày thời gian sáu người không dám lãng phí một chút ngay cả xích hoàng cực cũng mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ hấp thu tiên khí hoàn thiện lực lượng quy tắc cái này có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ càng mấu chốt chính là quy tắc bù đắp có cơ sở xung kích tầng thứ càng cao hơn Lăng Hàn đã đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, không đột phá cực cảnh, tu vi là không thể có tăng lên, này cũng còn tốt, không có lực lượng nào lãng phí ở tăng cao tu vi, toàn bộ dùng để hoàn thiện quy tắc thiếu hụt của hắn. Trước một lần hấp thu tiên khí, hắn hoàn thiện quy tắc đến Sơn Hà cảnh đại cực vị, bởi vậy, cái này có thể tăng lên một ít sức chiến đấu của hắn, nhưng đối lập ở Sơn Hà cực cảnh mà nói, chút tăng lên ấy còn thiếu rất nhiều. Sau một ngày, hắn hoàn thiện đến Sơn Hà cực cảnh hiện tại nếu giao thủ với xích hoang cực lăng hàn có lòng tin ở trong trăm chiêu trấn áp đối phương đương nhiên xích hoang cực cũng thu được cảm ngộ như vậy sức chiến đấu khẳng định cũng có tăng lên mọi người đều tăng liền xem ai lĩnh ngộ được quy tắc càng nhiều lại một ngày đi qua lăng hàn hoàn thiện quy tắc đến nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị nhưng tốc độ càng ngày càng chậm dù cho ngộ tính của hắn kinh người dù cho hiện tại là thiên địa mạnh mẽ rót vào trăm lần ngàn lần tăng lên tốc độ cảm ngộ nhưng vẫn có cực hạn ba ngày đi qua cột sáng biến mất. Lang Hàn đứng lên, mở mắt ra, có cảnh tượng chư thiên tinh thần phun trào, sau đó hoàn toàn biến mất. Có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt cực kỳ ôn hòa, cho người một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy. Năm người xích hoang cực cũng gần như đồng thời đứng lên, trên mặt có vẻ thỏa mãn, ba ngày nay bọn họ cũng thu hoạch to lớn. Đương nhiên, nếu khóe miệng của xích hoang cực không tình cờ co giật một hồi, hình tượng tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Nếu thiên địa phúc vận gia trì kết thúc, phải có thể đi ra ngoài oanh chỉ trong nháy mắt mà thôi chín người cảm giác thân thể bị một luồng lực lượng kỳ dị dẫn dắt bọn họ liền xuất hiện ở ngoài sơn hà lâm không chỉ bọn họ còn có mấy trăm thiên tài trước tiến vào sơn hà lâm toàn bộ bị đưa ra ngoài chuyện này ý nghĩa sơn hà lâm chi tranh hơn bảy vạn năm một lần hoàn toàn kết thúc nhân tộc một tiếng quát to vang lên chỉ thấy xích hoang cực tóc đen sông thẳng bầu trời có một sợi tóc bạc cực kỳ dễ thấy hắn không hề bảo lưu mà phóng thích khí tức của tinh thần cảnh một vòng tinh thần hiện lên rõ ràng chỉ to bằng bàn tay nhưng tỏa ra khí tức đáng sợ phảng phất đập một cái bất luận người nào cũng sẽ bị nghiền thành cạn bã tinh thần cảnh tiểu cực vị đặt ở hợp ninh tinh cái này có thể xưng là bá chủ dù cho còn không phải cấp bậc hàng đầu mà ở đây tinh thần cảnh cũng có tư cách xưng một tiếng cường giả tiểu cực vị vừa vặn bước vào ngưỡng cửa như vậy vương giả như xích hoang cực sức chiến đấu tất nhiên có thể vọt lục tinh có thể so với trung cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao càng mấu chốt là trong tay hắn còn có một thánh khí kia mới là siêu cấp đại sát khí giết bất kỳ một tên tinh thần cảnh này cũng là điều chắc chắn ngay cả hàng hà cảnh tiểu cực vị cũng có thể ngang hàng lăng hàn hơi nhớ mày phải vận dụng hắc tháp sao ha ha nếu thiên kiêu hội của hai giới đã kết thúc xích hoang cực người đây chính là lấy lớn ép nhỏ thạch hoàng nhảy ra che ở trước mặt lăng hàn một bộ chuyện này ta gách lấy lớn ép nhỏ xích hoang cực cười to nói Ta tu đạo đến nay chỉ 200 năm, người này tất nhiên ở trên ta, ta đánh với hắn một trận, cũng coi như lấy lớn ép nhỏ. Ở giới võ đạo, cùng cảnh giới chiến một trận đương nhiên là công bằng, mà cùng tuổi chiến một trận cũng là công bằng. Thạch Hoàng không khỏi hơi ngưng lại, hắn quay đầu lại liếc nhìn Lăng Hàn, không khỏi kinh dị một tiếng, sau đó cười ha ha nói. Người lại nhìn tỉ mỉ một chút, tuổi tác của hắn lớn hơn ngươi sao. Xích Hoàng cực đầu tiên là xem thường, nhưng quét nhìn Lăng Hàn một chút, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đó ở, ở trong Sơn Hà Lâm, có lực lượng thần bí của thiên địa tác dụng, hắn không cách nào nhìn ra tình huống cụ thể của Lăng Hàn. Nhưng hiện tại đi ra ngoại giới, hắn khôi phục thực lực tinh thần cảnh tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra tuổi tác của Lăng Hàn ở trong vòng trăm tuổi. Nếu như tu vi của hắn còn có thể mạnh hơn một chút, vậy liền có thể chỉnh con số này chính xác đến 50, hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Với thần linh mà nói, kỳ thực 100 năm thật không lâu lắm đại đa số người bế quan một lần liền không chỉ số này nhưng vấn đề là một cái trăm tuổi một cái khác hai trăm tuổi tuổi tác song phương là chênh lệch cấp đôi a à? thời gian tu luyện chênh lệch cấp đôi này có thể đặt ở cùng một chỗ so sao nói cùng tuổi chiến một trận vậy thì quá khôi hài sắc mặt của xích hoang cực biến hóa nhưng cuối cùng vẫn hử lạnh nói được ta cũng không lấy lớn ép nhỏ sao thần diễm ra ta tha cho ngươi lần này lần sau nhất định chém không tha bản nguyên thần diễm là hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Chuyện cười, kia là chiến lợi phẩm của ta. Lăng hẳn lạnh nhạt nói. Xích hoang cực, nếu như lời không phục, người áp chế tu vi, chúng ta đánh nhau cùng cấp, xem ta lại quất bại ngươi một lần như thế nào. Hừ, thực lực của ta mạnh hơn ngươi vạn lần ức lần, vì sao phải nhượng cho ngươi. Xích hoang cực cười gần, không kiêng rẻ thạch hoàng nữa, hùng hãn ra tay. Làm can. Thạch hoàng khẽ quát một tiếng, âm thanh hóa thành nắm đấm đập tới xích hoang cực oanh xích hoang cực bị đánh bay ra ngoài phốc cả người huyết nhục mơ hồ lại không phải đối thủ của thạch hoàng vù quanh người thạch hoàng hiện ra bốn viên tinh thần tinh thần cảnh đại viên mãn không thậm chí có khả năng là tinh thần cực cảnh viên tinh thần thứ năm là tùy ý có thể hiển hóa hay không không hổ là nhi tử của thánh nhân xích hoang cực lại nghịch thiên nhưng giới hạn ở tiểu cực vị sức chiến đấu bản thân làm sao có thể so với đại viên mãn huống chi thạch hoàng đồng dạng là vương giả đỉnh cấp ngay cả đánh nhau cùng cấp cũng không thua đáng chết xích hoàng cực đẫm máu như phát điên rồi hắn lấy ra thánh khí vù cổ kính khe khẽ rung lên ở trong gương ngưng tụ một điểm sáng vèo quang điểm lập tức hóa thành cột sáng đánh tới thạch hoàng chỉ người có thánh khí sao thạch hoàng khinh thường nói oanh quần áo trên người hắn lập tức phát sáng hình thành phòng ngự mạnh mẽ oanh cột sáng đánh tới nhưng oanh không phá phòng ngự của thạch hoàng phải biết quần áo này là do phượng huyết chân kim đánh thành tơ bị vân thạch thánh nhân luyện hóa hòa vào ý chí võ đạo của thánh nhân triệt để kích hoạt đặc tính của vật liệu thánh cấp kia là uy năng cỡ nào thánh khí đối thánh khí thạch hoàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí thành thạo điêu luyện chẳng muốn bắt nạt người mau cút thạch hoàng khiển trách tương tự là tinh thần cảnh hắn là đại viên mãn tương tự là thánh khí nhưng đại viên mãn thôi phát ra uy lực tự nhiên càng mạnh hơn đừng nhìn ở trong sơn hà lâm xích hoang cực oai phong lẫm liệt nhưng buông tay chiến một trận hắn không hẳn là thiên kiêu mạnh mẽ nhất đương đại lại như lang hàn đạt được thứ nhất nhưng hiện tại lại sau so một chút bọn người bắc hoàng thạch hoàng vô diện đều có thể chấn áp hắn dù sao hắn ngay cả nhật nguyệt cực cảnh vẫn không có tu thành xích hoang cực cắn răng hắn rõ ràng có thánh khí trong tay có thể giết bất luận tinh thần cảnh nào nhưng không làm gì được một nhật nguyệt cảnh nho nhỏ ầm 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 dưới chân tất cả mọi người truyền ra một đạo chấn động để mỗi người lảo đảo tình huống thế nào vẫn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại oanh mặt đất dưới chân bọn họ ầm ầm tan vỡ tất cả mọi người rơi xuống dưới chân bọn họ hóa thành một vực sâu hoàn toàn nhìn không thấy đáy biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao tinh thần cảnh nỗ lực bay lên nhưng bọn họ thình lình phát hiện quy tắc thiên địa nơi này quá hỗn loạn không cách nào thuyên chuyển quy tắc của thần minh hai giới, chỉ có thể như nhật nguyệt cảnh, sơn hạ cảnh, không ngừng rơi xuống. Chỉ có hàng hạ cảnh mới có thể bay lên, nhưng chỉ vèn vẹn mấy người mà thôi, vẻ mặt của bọn họ cũng thận trọng, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn họ cũng cảm giác được một tia rung động, không có lập tức ra tay cứu người. Nếu không, lấy năng lực của bọn họ chí ít có thể cứu một phần mười người. Oanh, người như hóa thành mũi tên, ở dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh về phía địa tâm kinh người chính là cái hố này sâu vô cùng bọn họ rơi xuống sắp hết một trăm lần tim đập nhưng vẫn không có thấy đáy chỉ có bên tai cuồng phong gào thét càng lúc càng lớn lúc này người nắm giữ huyết mạch yêu thú phi hành liền trổ hết tài năng dồn dập mở ra cánh chim rất nhanh đã khống chế xu thế rơi xuống đối kháng trọng lực thiên phượng thần nữ cũng mở ra phượng rực nhưng vì miễn cho ngộ thương người khác nàng khống chế cánh chim chỉ dài ba trượng đập cánh bay về phía lăng hàn ôm chặt lấy hắn ta bay không lên được nàng khiếp sợ nói lăng hàn gật đầu trong vực sâu này có lực lượng hấp dẫn khó mà tin nổi bằng không chỉ là trọng lực bọn họ không thể trong khoảng thời gian ngắn gia tốc đến mức độ như vậy trước tiên rơi xuống đất lực kéo không thể vẫn mạnh như vậy đến thời điểm đó chúng ta lại bay ra ngoài hắn nói ưm um. thiên phượng thần nữ gật đầu vỗ cánh xuống dưới nhắm vực sâu bay đi ngược lại muốn xem xem nó sâu bao nhiêu sau nửa canh giờ phía trước rốt cục xuất hiện mặt đất có trụ đá sắc bén nổi lên phảng phất như trông sắt mà võ giả hạ xuống trước đám người lăng hàn lại có rất nhiều người bị đâm ở trên trụ đá xuyên thủng thân thể dáng dấp cực thảm cũng may đều là thần linh chút tổn thương ấy còn không đến mức chết đều đang ra sức nhổ mình ra hô kinh phong gào thét lao về hang động phía trước chính là luồng kinh phong này hình thành lực lượng hấp kéo mạnh mẽ thiên phượng thần nữ thu hồi hai cánh nàng và lăng hàn nắm lấy một trụ đá đối kháng lực lượng hấp kéo như vậy. Lăng Hàn đánh giá nơi này, đây là cửa một hang động, cực kỳ lớn, mà phía trước là một hang động tối tăm rậm rạp, dù cho lấy thị lực của hắn cũng không thể nhìn thấy nơi sâu xa. Hô, kình phong gào thét, lực đạo vô cùng lớn. A, à, có người hét lên kinh ngạc, không thể đối kháng quái phong này hấp kéo, theo gió mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong hang động, sau đó thanh âm im bặt, không còn sót lại chút gì nơi này hắc ám ngay cả tầm mắt cũng có thể nuốt chừng thị lực không cách nào nhìn xa căn bản không thấy rõ nơi sâu xa như thế nào đến cùng là xảy ra chuyện gì oanh bên người lăng hàn rơi xuống một đồ vật không to bằng bàn tay nhưng trọng lượng lớn lạ kỳ tạo nên sóng trùng kích đáng sợ oanh 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 loạn thạch ở phụ cận bị đánh nát toàn bộ mẹ kiếp suýt chút nữa ngã chết ta một tiểu nhân bỏ ra chỉ cao ba tấc không phải thạch hoàng thì ai hắn có huyết mạch thạch linh đừng xem thân thể nhỏ nhưng phân lượng còn trầm trọng hơn một ngọn núi cao bởi vậy hắn căn bản không cần vận chuyển nguyên lực lực hấp kéo căn bản không động được hắn có chút quái lạ bắc hoàng cũng đi nhanh tới hắn đã kích hoạt bảo đao trong tay đây là thần khí cấp 15, bảo vật mạnh nhất dưới thánh cấp chỉ là giới hạn ở tu vi bắc hoàng cũng không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của cây bảo đao này đám vương giả nguyệt ảnh vân nữ dương lâm cũng dồn dập đi tới nguyên lực tràn ngập để bọn họ có thể không dùng tay vịn trụ đá cũng có thể ổn định thân hình không bị quái phong kéo đi một bên khác thiên tài minh giới cũng tụ tập trung một chỗ hiện tại hai bên ai cũng không tin được ai minh giới cho rằng đây là thần giới thiết lập cái bẫy mà thần giới thì lại cho rằng là minh giới làm a à, liên tục không ngừng có người bị quái phong hút đi tiến vào hang động sau đó không có âm thanh phát ra bị kéo đi đều là sơn hà cảnh hiển nhiên thực lực không đủ không cách nào đối kháng quái phong như vậy nhưng cái này vẫn để cho đám người lăng hàn lộ ra kinh sợ sơn hà cảnh tự nhiên không có bị bọn họ để ở trong mắt nhưng vẻn vẹn chỉ là quái phong thổi mạnh mà thôi cũng đã đáng sợ như vậy vậy còn có thể có sự tình kinh người gì phát sinh không hừ bốn cường giả hàng hà cảnh xuất hiện bên thần giới là quảnh hành tăng vương cùng trường phong thiên vương bên minh giới không rõ ràng một cái là bạch diện thư sinh một cái khác là đại hán mọc ra đầu sói thực lực mạnh đến kinh người món đồ gì giấu đầu lòi đuôi còn không lan ra đây cho bản tọa trưởng phong thiên vương gầm lên một tiếng bổ ra một trường một ngân hà bay ra đánh về phía hang động trong ngân hà chỉ ít mấy trăm ngôi sao đang phát sáng chiếu toàn bộ hang động sáng trưng oanh nơi sâu xa của hang động không biết có nhân vật gì ra tay một đòn liền đánh nát ngân hà nhất thời trong hang động tối lại nhưng lăng hàn lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ hắn có chân thị chi nhãn thấy rất rõ ràng mà đám vương giả bên người như thạch hoàng Hoặc là tu vi mạnh hơn Hoặc tu công pháp tương tự Cũng nhìn thấy nơi sâu xa Trong hang động có cảnh tượng lóe lên Rồi biến mất Đó là một quái vật Lăng hàn không biết nên hình dung như thế nào Quái vật kia cực kỳ cao to Lớn tới trăm trượng hình người Nếu chỉ như vậy Này hoàn toàn không xưng được quái vật Nhưng then chốt là Bắp thịt toàn thân quái vật này rõ ràng Do từng bộ thi thể tạo thành Có võ giả Có yêu thú hóa hình cũng có yêu thú chưa hóa hình không phân ba bảy hai mươi cứ như vậy dính vào nhau cực kỳ buồn nôn nhưng nó còn có mũi có mắt còn có một cái miệng rộng hít một cái liền phát ra lực lượng hấp thu đáng sợ hình thành quái phong hút đi người rớt xuống bị nó cắn thành hai đoạn hóa ra hết thảy là nó dở trò bọn người lang hàn lộ ra vẻ khiếp sợ quái vật này chỉ hấp khí mà thôi liền sản sinh lực lượng hấp kéo kinh người mà một đòn của trường phong thiên vương lại bị nó rất tùy oanh diệt thực lực này thật đáng sợ. Hàng hà cảnh, hơn nữa còn là hàng hà cảnh cấp cao, thậm chí là tồn tại đại viên mãn. Sáng thế cảnh là không thể, bằng không căn bản không cần ra tay, tùy tràn ra một đạo khí tức liền có thể chấn áp hàng hà cảnh. Dưới chiến trường hai giới, lại có một quái vật như thế. Đây là tà vật gì? Quanh hành tăng vương nói, đầu hắn cạo sáng bóng, trên có thần phù lít nha lít nhít, không ngừng phân biệt sáng lên. Vô số thi thể, máu tươi rót vào lòng đất, hóa thành tà vật như vậy sao bạch diện thư sinh mặt u tối nói con mắt của hắn một âm một dương một con như thái dương một con như nguyệt lượng tỏa ra ánh sáng quỷ dị khả năng cực cao trường phong thiên vương gật đầu tuy hai giới vẫn có xung đột nhưng đối mặt một tà vật không biết sâu cạn bọn họ vẫn có dự định liên thủ dù sao mặc kệ là minh giới hay thần giới đều có thể giảng đạo lý nhưng tà vật trong hang động chỉ có ý nghĩ giết chóc nốt chửng huyết nhục hô Quái phong lại lên, tà vật này lại không có bởi vì Trường Phong Thiên Vương ra tay mà nổi giận, mà muốn tiếp tục ăn uống từ một loại góc độ nào đó mà nói, nó rất lười, lại rất tham ăn, lớn mật. Bốn vị cường giả hàng hà cảnh đồng thời ra tay, từng ngân hà hiện lên, chém về phía tà vật trong hang động. Đây là hàng hà chiếu ảnh bọn hắn tu thành, nắm giữ uy năng đáng sợ, ngay cả hàng hà cảnh sơ kỳ va chạm phải cũng chết. Chi, bốn ngân hà chém qua trong hang động nhất thời phát ra tiếng gầm lên giận dữ oanh 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 có chấn động mạnh truyền ra tà vật kia rốt cục xuất hiện lộ ra ở trước mặt của mọi người nó không phải đi ra mà là bò ra thi thể mang theo trên người không ai không nhếch miệng phát ra thanh âm cổ quái như quỷ khớp khiến người ta vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch hận không thể che lỗ tai lại âm thanh như thế thẳng vào thức hải phá não nứt hồn tất cả mọi người thất sắc đây là quái vật gì có ý nghĩ thạch hoàng lộ ra nụ cười bảo y trên người mơ hồ phát sáng bắc hoàng nhẹ nhàng chấn động bảo đao trong tay chiến ý như ca nhưng lăng hàn lắc đầu tuy hai người này rất mạnh còn có thần binh cấp 15, thậm chí thánh khí nhưng làm sao cũng không thể để sức chiến đấu của bọn họ đạt đến hàng hà cảnh đại cực vị thậm chí đại viên mãn bọn họ tuyệt không phải đối thủ của tà vật này then chốt còn phải xem bốn vị cường ra hàng hà cảnh giết đại hán đầu sói của minh giới quát một tiếng giết về phía tà vật này một đạo hàn quang lướt qua, hắn rút ra một đại đao màu xanh, một đao đánh xuống, cây đao này lập tức phóng to mấy trăm lần như một thanh thiên đao. Tà vật giơ tay vỗ tới thiên đao, nhất thời hình thành xung kích đáng sợ, oanh 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 oanh, dư âm rung động, toàn bộ hang động cũng rung động, vô số các đá hạ xuống, nhưng quỷ dị chính là lại không có sụp đổ. Oanh, đại hắn đầu sói bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn cười to nói: hóa ra chỉ là lực lượng chưa tới đại viên mãn, không đáng sợ hắn hét dài một tiếng lại giết trở về vù ngân hà nổi lên hóa thành một dài lụa tương tự chấn áp về phía tả vật Tà vật này gào thét phát ra âm thanh cực kỳ trầm thấp ở trong huyệt động không ngừng vong vọng một ít sơn hà cành bị chấn đến đầu óc nổ tung ngay cả sắc mặt của nhật nguyệt cảnh cũng khó coi đáng chết quanh hành tăng vương trường phong thiên vương cùng với bạch diện thư sinh đồng thời ra tay tà vật này giống như không có linh trí gì chỉ vì giết chóc mà sinh bọn họ cũng không ngại liên thủ diệt trừ tứ đại cường giả hàng hà cảnh liên thủ vây công mặc cho tà vật kia vô cùng mạnh mẽ thì đã làm sao lập tức liền bị áp chế chính như đại hán đầu sói nói tà vật này chỉ có lực lượng hàng hà cảnh đại viên mãn mà thôi nhưng không có cách nào vận chuyển quy tắc điều này làm cho sức chiến đấu của nó căn bản không đạt tới cấp bậc đại viên mãn mà bốn người quảnh hành tăng vương là hàng hà cảnh đại cực vị một đối một cũng chưa chắc thua tà vật huống chi là bốn người liên thủ chủ yếu nhất là tà vật này căn bản không có linh trí chỉ biết tử chiến vậy thì không đáng sợ rất nhanh liền có thể chấn áp giết chết tà vật này đáng kinh ngạc chính là tà vật này lại thật do các thi thể tạo thành tách ra xem mỗi một bộ thi thể rất bình thường mạnh nhất chỉ có ba bộ tinh thần cành cũng không biết vì sao chen lại sẽ có lực lượng hàng hà cảnh đại viên mãn bốn cường giả đưa ánh mắt nhìn về phía nơi sâu xa của hang động lấy thị lực của bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau tà vật kia còn có một không gian thật lớn tà vật này sẽ biến thành dáng vẻ ấy là bởi vì không gian phía sau sao bốn người liếc nhìn nhau cũng gật gù tuy bọn họ phân chia hai giới nhưng ở nơi này đột nhiên xuất hiện một khu vực vô danh để bọn họ cũng phát lên báo động cảm thấy phải tìm hiểu rõ ràng ở trước mặt vật có khả năng là kẻ địch chung song phương lần thứ hai lựa chọn tạm thời liên thủ bọn người lấy không hạm trở lại đi quanh hành tăng vương ném ra một vật đài đây là một bảo khí phi hành vừa rơi xuống đất liền không ngừng phóng to chu vi tới ba trăm trượng không mấy lần liền có thể vận chuyển toàn bộ người ra vực sâu trên thực tế không có tả vật kia hấp kéo ngay cả sơn hà cảnh cũng có thể theo vách động leo lên tứ đại cường giả bước về phía nơi sâu xa của hang động các vị chúng ta cũng theo chứ bác hoàng cười nói mặc kệ các ngươi có đi hay không ta ngược lại là muốn đi thạch hoàng lẫm lẫm liệt liệt nói bản thân hắn chính là tinh thần cảnh hơn nữa trên người còn có một thánh khí tự nhiên không hề lo lắng đương nhiên phải nhìn lăng hàn gật đầu các vương giả dồn dập theo vào bên minh giới xích hoàng cực cũng trầm mặt mà đi ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đào qua lăng hàn hiển nhiên chưa từ bỏ ý nghĩ đoạt lại bản nguyên thần diễm đại bộ phận người là quyết định cưỡi phật liên rời đi nhưng cũng có người gan to bằng trời cho rằng ở đây khả năng tồn tại cơ duyên lớn muốn lưu lại thử vận khí ngược lại trời sập xuống không phải còn có bốn vị đại năng chống sao tuy bốn vị cường già hàng hà cảnh đi rất cẩn thận nhưng thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, dù cho như vậy vẫn cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người, cũng còn tốt, đây chỉ có một con đường thẳng tắp về phía trước, không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Đi không lâu sau, một bình nguyên to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Trong hang động lại xuất hiện một bình nguyên. Tử khí thật đáng sợ. Bắc Hoàng lập tức nói, trên mặt lóe lên vẻ thận trọng. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhìn vùng đất này trên mặt cũng không khỏi biến sắc nói ngàn tỷ năm qua vô số người chiến tử ở đây máu tươi hòa tan tiến vào trong mặt đất đây là một huyết địa vô diện nắm lên một mớ bùn đất thần lực phun trào đất đá dồn dập hóa thành hư vô cuối cùng chỉ còn dư lại một hạt cát màu vàng trong lòng tất cả mọi người căng thẳng vô diện là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao lực lượng có thể so với tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ nhưng ở dưới hắn luyện hóa lại còn có một hạt cát không có bị luyện hóa cái này chẳng lẽ là thần thiết cấp 9 sao? Ồ, oh, bác Hoàng cầm qua hạt cát trong tay vô diện, nhìn kỹ, qua một hồi lâu mới nói. Bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Hạt cát này không đơn giản. Rất không đơn giản. Thạch Hoàng cũng nói, hắn đồng dạng nắm lên một khối bùn đất. Nhưng lần này sau khi luyện hóa lại không có cát vàng tồn tại, hắn cũng không nhụt chí, lại nắm lên một khối càng to lớn hơn luyện hóa, lúc này trong tay hắn xuất hiện hai hạt cát vàng. Mọi người dồn dập nắm cát đất lên luyện hóa, rất nhanh, trong tay người người đều có một đến hai hạt cát, tỉ mỉ nghiên cứu. lang Hàn cũng vậy, tuy trong hạt cát này không ẩn chứa cái gì có thể suy tính, nhưng cho hắn một loại cảm giác mạnh mẽ bằng bạc, thật giống như đã từng là gạch ngói của một điện phủ trí cao nào đó, nhưng bị phá hủy, hóa thành cát vàng hắn thừa dịp không ai chú ý đưa hạt cát này vào hắc tháp giao cho vô tương thánh nhân phân tích cũng không nghĩ đến vô tương thánh nhân hóa thành trùm sáng mới chỉ nhìn một chút liền kinh ngạc thốt lên thần thức tản mát ra âm thanh run cầm cập nhưng cho dù là ở trong hắc tháp lăng hàn cũng chỉ có thể nghe được một ít lời nói lộn xộn vô tương tiền bối đến cùng ngươi nhìn ra gì lăng hàn hỏi bản tọa nhìn thấy trời vô tương thánh nhân nói không hiểu ra sao trời ở trong một hạt cắt nhìn thấy trời cái này tựa hồ là sự tình rất khôi hài hoàn toàn không nên từ trong miệng của một tên thánh nhân nói ra tiền bối nói rõ hơn một chút lăng hàn vội vàng nói nhưng vô tương thánh nhân vẫn ăn nói linh tinh như cũ thật giống như điên rồi nào còn có một chút xíu dáng dấp của thánh nhân lăng hàn không nói phiền muộn nhưng hắn biết hạt cắt này không đơn giản có thể làm cho một vị thánh nhân thất thố như thế lai lịch tuyệt đối lớn đến kinh người lăng hàn cảm thấy hứng thú ngưng tụ nắm đấm nhắm mặt đất đánh tới phốc bùn đất tung bay nhìn qua vô cùng bình thường nhưng lăng hàn cao mày bởi vì cú đấm này tạo thành phá hoại quá nhỏ tuy thần giới vững chắc nhưng hiện tại hắn đã đứng ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao một quyền xuống tuyệt đối là núi sông cũng đoạn làm sao có khả năng chỉ nổ ra một cái hố khoảng ba trượng oanh 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 hắn xuất liên tục 17 quyền thần thức phô ra thẩm thấu vào trong mặt đất hắn phát hiện sở dĩ quyền của mình tạo thành lực phá hoại không lớn là bởi vì có đại bộ phận lực lượng bị một loại đồ vật đặc thù nào đó ở trong mặt đất hấp thu, nhất định là cát vàng. Những người khác cũng phát hiện dị dạng, dồn dập thử nghiệm rất nhanh, bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cát vàng này thật không đơn giản. Cái này đến từ cùng là nơi thế nào? Phía sau có nhiều người hơn cảm thấy, dồn dập thốt lên, nơi này cũng lớn quá rồi. Tiểu tử, nhanh thu thập những hạt cát này, càng nhiều càng tốt. Trong hắc tháp vô tương thánh nhân nói năng lộn xộn cực kỳ kích động tiền bối cái này rốt cuộc là thứ gì lăng hàn hỏi bản tọa cũng không biết nhưng bản tọa có thể khẳng định năm đó nếu bản tọa có đủ những thứ này có thể xông lên sáng thế cảnh trung cực vị không đại cực vị thậm chí đại viên mãn vị thánh nhân này kích động nói tuy chỉ còn dư lại một chùm sáng nhưng ánh sáng rực cháy thật giống như sắc mặt biến hóa lăng hàn lấy làm kinh hãi nhất thời bàn tay lớn mở ra bắt đầu thu hồi lượng lớn bùn đất cũng không kịp đi luyện hóa chỉ thu vào trong hắc tháp ngược lại không gian đủ lớn không thiếu địa phương thấy hắn như thế những người khác thật giống như được dẫn dắt cũng dồn dập thu đất đường đường thiên kiêu vương giả trẻ tuổi đương đại lại từng cái từng cái chơi bùn cái này nói ra nhất định sẽ khiến người ta cười chết nhưng bây giờ thì sao bất kể là xích hoang cực vô diện hay nguyệt ảnh vân nữ thậm chí bắc hoàng thạch hoàng mỗi một người đều chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu còn có người vừa chạy tới hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy mọi người đều thu đất một cách tự nhiên cũng làm theo đây là tâm lý theo số đông theo lý thuyết thiên kiêu lẽ ra nên có chủ kiến của mình nhưng hiện tại là tình huống thế nào chín đại vương giả đều thu đất a à, vậy khẳng định là bảo bối trong khoảng thời gian ngắn nơi này thật giống như ngày mùa mỗi người khí thế ngất trời nhiệt tình mười phần nhưng không lâu lắm rất nhiều người ngừng lại không phải không muốn thu đất mà là không gian linh khí có hạn không chứa nổi hết cách rồi vậy thì không thể làm gì khác hơn là một bên luyện hóa một bên thu lấy ngược lại một khối bùn to lớn hơn nữa sau khi luyện hóa cũng chỉ ra mấy hạt cát không cần lo lắng không gian linh khí không đủ lang hàn rất nhanh phát hiện muốn một lưới bắt hết cát vàng ở nơi này đây cơ hồ là chuyện không thể nào bởi vì bùn đất chứa cát vàng thực quá nhiều không chỉ vùng bình nguyên này bao la vô biên càng thâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu khoảng cách, quả thực chính là lấy mãi không hết. Hắn ngừng lại, bắt đầu suy đoán. Nếu như cát vàng này có một đầu nguồn thì sao? Không chỉ hắn, những người khác cũng dồn dập ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Không phải mỗi người đều biết giá trị thực sự của cát vàng này, nhưng dù ngu ngốc cũng có thể đoán ra cát vàng này bất phàm. Trong vùng bình nguyên này có khả năng chất chứa cơ duyên to lớn. Sơn Hà Lâm ở trên chỗ này, cách đó không xa chính là Nhật Nguyệt Cốc, Muốn nói hai chỗ kia cùng nơi này không có quan hệ gì, vậy ngược lại là một chuyện cười. Có thể ở đây lý giải bí mật của Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc. Tất cả mọi người trở nên hưng phấn, Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc hơn 7 vạn năm mới mở ra một lần, nếu có thể ở đây tìm được bí mật, chẳng phải có thể hưởng thụ thiên địa phúc vận sao. Đám vương giả lăng hàn càng rõ ràng, kia là tiên khí, có thể làm cho bọn họ lĩnh ngộ quy tắc của hai giới, chân chính vô địch cùng cảnh giới. Mọi người dồn dập đi tới. Hơn vạn người phân tán ở đây như giọt nước vào biển, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng tin tưởng, theo tin tức truyền ra, không chỉ người rời đi trước trở lại, càng nhiều người nữa sẽ đi tới tìm kiếm bí mật của tòa bình nguyên này. ầm, um, xa xa đột nhiên truyền đến gợn sóng chiến đấu, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Mấy người lang hàn hai mặt nhìn nhau, có thể đoán được, kia tất nhiên là bốn vị cường giả hàng hà cảnh rời đi trước đang ra tay. Tuy chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng chí ít cũng kéo mấy hơi thở thời gian điều này nói rõ cái gì bốn vị kia lại gặp phải đối thủ hàng hà cành nơi này nguy hiểm không nghĩ tới trong tinh vực này lại còn có vị trí như vậy thạch hoàng cười ha ha hắn nắm bắt pháp quyết chỉ một hồi một chiếc xe ngựa loại nhỏ từ phía sau chạy như bay tới nói là xe ngựa chẳng bằng nói xe bò bởi vì các lực chính là một con trâu kim loại màu tử kim chính là tọa giá của thạch hoàng vật cưỡi cùng thùng xe phân biệt dùng một khối vật liệu thánh cấp làm thành xa xỉ đến mức độ không cách nào hình dung các vị không có thời gian nói chuyện lên xe trước đi thạch hoàng nhảy lên xe ngựa thân hình cũng ở trong quá trình này thu nhỏ lại đã biến thành một tiểu nhân ba tấc người không thể phóng to xe ngựa sao bác hoàng khó chịu nói đây chính là vật liệu thánh cấp ta cũng không có cách nào điều khiển thạch hoàng nhún vai một cái đến cùng các ngươi có lên hay không mọi người nhìn nhau một cái nhảy tới xe ngựa thân hình đương nhiên cũng thu nhỏ lại bằng không thì không phải ngồi trên xe ngựa mà là dẫm lên xe ngựa dẫm một thánh khí không hai cái thánh khí cái này không phải đang tìm chết sao đặc biệt là tử kim ngưu kia đã thoáng thông linh một khi chân chính thức tỉnh ý thức vậy chính là một vị thánh nhân ai dám cưỡi trên đầu nó à cũng còn tốt thần linh muốn tạm thời thu nhỏ thể phách thật là một việc nhỏ mọi người dồn dập hóa thành tiểu nhân ba tấc sau đó đứng trên xe ngựa này hẳn là một chiếc chiến xa thùng xe không có nóc Bên ngoài khắc xuống trận văn, tỏa ra khí tức cổ xưa trầm trọng. Trên xe ngựa không có bao nhiêu người, ngoại trừ Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng, chính là Lăng Hàn, Thiên Phượng thần nữ, Vô Diện, Dương Lâm, Nguyệt Ảnh, Vân Nữ cùng Tả Toàn, những người khác không có tư cách leo lên. Tuy Nguyệt Ảnh không có chen vào hàng ngũ cửu phương, nhưng thực lực của nàng rõ như ban ngày, mà Tả Toàn là dính quang của Vân Nữ, bằng không tu vi chỉ là tinh thần cảnh còn chưa đủ để Thạch Hoàng nhìn với con mắt khác mấy người xích hoang cực đương nhiên không thể leo lên xe ngựa dù sao thuộc về thế lực đối địch lúc này không đánh nhau cũng đã rất khắc chế nhưng tin tưởng không bao lâu nữa khẳng định sẽ không cách nào lại duy trì hòa bình như vậy chiến xa khởi động tốc độ cực nhanh bọn họ rất nhanh thì kéo dài khoảng cách thực sự là một ngựa tuyệt trần ngay cả xích hoang cực tháp bạt đông cũng đuổi không kịp nhưng bọn họ đi trí ít nửa ngày nơi này vẫn như cũ là bình nguyên trống rỗng phóng tầm mắt đánh giá bên kia cũng hoàn toàn trống trải hoàn toàn không có phần cuối mọi người cũng không vội thế giới dưới lòng đất này càng lớn vậy chất chứa bí mật khả năng càng kinh người lộp cộp chiến xa đột nhiên sóc nảy thật giống như đụng vào món đồ gì đó suýt chút nữa lật úp cũng may đây là vật liệu thánh cấp hóa thành vật cưỡi chỉ lắc một cái xe liền khôi phục vững vàng có điều đến tôi cùng là đụng vào món đồ gì phải biết đồ vật phổ thông căn bản là bị tử kim ngưu đạp vỡ nát kia là vật liệu thánh cấp sắp thông linh một đòn chi huy không nói đạt đến thánh cấp nhưng chí ít cũng có thể sánh ngang hàng hà cảnh đại viên mãn thạch hoàng dừng chiến xa lại mọi người dồn dập nhìn về phía sau chỉ thấy trên bình nguyên trống trải có một vật nổi lên trước đó chiến xa ép qua chỗ kia mới xảy ra sóc này có huyết bác hoàng trầm giọng nói mọi người ngưng mắt chỉ thấy địa phương bất ngờ nổi lên kia vỡ ra một lỗ hồng máu tươi tuôn ra một mùi hôi thối mãnh liệt truyền tới thật giống như lão thi bị ăn mòn mấy trăm năm thẻ mặt đất lập tức nứt ra một cái khe sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba như mạng nhện xuất hiện đại địa run rẩy nhẹ nhàng oanh một bàn tay lớn bỗng nhiên từ dưới nền đất dò xét ra thình lình là do rất nhiều thi thể sáp lại ở trên cánh tay của nó có một bộ thi thể mổ bụng phá dạ dày đang chảy ra máu màu đen tỏa ra mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn cái bàn tay lớn này chống đất để cả người từ dưới đất chui lên nhất thể hiện ra một tà vật cực kỳ buồn nôn giống với con trước bị tứ đại cường giả hàng hà cảnh giết chết cái này cũng là cấp bậc hàng hà cảnh mặc dù là tà vật nhưng tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ như một tà tôn tà vật này tự nhiên cũng nhìn thấy mọi người trên chiến xa lập tức hít một hơi thật sâu nhất thời cuồng phong gào thét hình thành lực lượng hấp kéo mãnh liệt cũng còn tốt đây là hấp khí không phải thổ khí bằng không mùi hôi bay tới phòng trừng đại bộ phận người sẽ trực tiếp ngất xỉu cuồng phong gào thét nhưng mọi người trên chiến xa vẫn không nhúc nhích. Chiếc chiến xa này không phải hàng bình thường, mà do hai khối vật liệu thánh cấp chế thành, há là một tên hàng hạ cảnh có thể lai động. Giết! Thạch Hoàng hư một tiếng, đưa tay vỗ chiến xa một cái, nhất thời, từng trận văn phát sáng, đan dệt thành ánh sáng óng ánh, tử kim ngưu há mồm, phốc, phun ra một tia sáng tím, đánh về phía tà vật. Đạo quang mang này vô cùng nhanh, phốc một cái liền đánh vào ngực tà vật, nổ ra một cửa động nhưng tà vật này không có vì vậy mà trọng thương trái lại phát ra gào thét vung cự trưởng vỗ về phía chiến xa vù cự trưởng vỗ tới nhưng chiến xa đẩy lên một màn ánh sáng cản cái tay này lại mà ở trên xe mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia là do 17 bộ thi thể tạo thành có thiếu đầu có thiếu tay chảy ra máu màu đỏ sậm khiến người ta nhìn mà muốn ói nếu không có chiếc chiến xa này phòng trừng ngoại trừ thạch hoàng tất cả mọi người nơi này đều bị một tát biểu sát tà vật bị thương càng ngày càng trở nên táo bạo tràn ngập tính chất công kích nhắm chiến xa không ngừng oanh kích nó không hề có trí tuệ ở dưới ánh sáng của từ kim ngưu thổ bắn nó bị thương liên tục nhưng vẫn không ngừng công kích không có ý nghĩ rút đi chút nào đừng nhìn tứ đại cường giả hàng hà cảnh rất nhanh liền xử lý nó nhưng này là đám người quành hành tăng vương quá mạnh mẽ tuy từ trên lý thuyết chiếc chiến xa này càng thêm bất phàm nhưng người chủ trì chỉ, chỉ là tinh thần cảnh phát huy ra uy lực liền nhỏ hơn rất nhiều không ngừng bị thương tà vật này trung quy vẫn bị nổ đến vụn vặt một lần nữa hóa thành vụn thi lúc này mới hoàn toàn bị tiêu diệt thạch hoàng vội vã lái xe rời đi mùi hôi kia thực sự là quá khó ngửi một đường về phía trước bọn họ lại gặp phải mấy con tà vật tập kích thực lực có cao có thấp mạnh đến hàng hà cảnh yếu chỉ có nhật nguyệt cảnh chỉ do mười mấy thi thể tạo thành còn không có hình người chỉ như một quả cầu thịt mà thôi gần như sau một ngày phía trước đột nhiên xuất hiện sương mù lớn dù là ai cũng không thể xuyên thấu. Thạch Hoàng dừng chiến xa lại, tất cả mọi người lộ ra vẻ do dự. Còn muốn đi sao? Nơi này cực kỳ quỷ dị, đi lên trước nữa, khả năng có nguy hiểm lớn hơn. Chỉ cần không có sáng thế cảnh, chiếc chiến xa này có thể ngăn được. Thạch Hoàng bảo đảm nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng chậm rãi gật đầu. Đi tới. Chiến xa chậm rãi di động, tiến vào trong mảnh sương mù này. Sương mù kia thực sự là vô cùng dày đặc, bọn họ đứng ở trên xe, căn bản không nhìn thấy địa phương ở ngoài ba thước mà nếu không có bản thân chiến xa hình thành một vòng phòng ngự ngăn cản sương mù xâm lấn chỉ sợ bọn họ đều khó có thể nhìn thấy gì lăng hàn kéo tay thiên phượng thần nữ vạn nhất nơi này thật xuất hiện nhân vật khủng bố gì hắn sẽ lập tức đưa thê tử vào hắc tháp còn những người khác vậy phải xem tình huống dù sao mấy người bọn họ cũng chỉ mới quen còn không có giao tình gì chiến xa tiến lên bánh xe cuồn cuộn nổ vang như nghiền ép đại địa đây là lực lượng mạnh mẽ của vật liệu thánh cấp lăng hàn nhìn phía trước nhưng mặc hắn nhìn làm sao ngay cả phát động chân thị chi nhãn cũng vô dụng phía trước vẫn là một mảnh xương mù hừng hực như vĩnh hằng nhưng đi tới đi tới phía trước hắn lại rộng rãi sáng sủa hiện ra một đình viện một thiếu niên đang luyện kiếm rõ ràng chỉ 13-14 tuổi mà thôi nhưng tản mát ra khí tức thình lình đạt đến sơn hà cảnh thật kinh người mới hơi lớn như thế liền bước vào sơn hà cảnh không đúng Lăng Hàn vội vàng lắc đầu, hắn rõ ràng đi ở trong sương mù, làm sao lại đột nhiên nhìn thấy đỉnh viện xuất hiện một thiếu niên. "Ồ, bọn người Thiên Phượng thần nữ đâu?" Lăng Hàn vội vã nhìn chung quanh, lại phát hiện nào còn có chiến xa tồn tại, nào còn có tung tích của đám người Thiên Phượng thần nữ, Thạch Hoàng. Mà thời điểm hắn lắc đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy thiếu niên kia cũng dừng luyện kiếm, nhìn xung quanh động tác, giống như đúc. Lẽ nào, hắn chính là thiếu niên kia? Lăng Hàn giơ tay lên, thiếu niên kia cũng giơ tay lên, vẻ mặt mờ mịt. Lẽ nào là thần hồn xuất khiếu? Lăng Hàn dùng mình một cái, đột nhiên bị một nguồn lực lượng lôi kéo về phía trước, đâm đến tên thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên kia lại tựa hồ như không phát hiện, vẫn đứng như cũ, không có ý nghĩ né tránh nào. Phốc! Hai người đụng vào nhau, nhưng không có ai đụng ngã ai, mà là cả người Lăng Hàn như nước, tan vào trong cơ thể thiếu niên kia. Thời khắc này, hắn và thiếu niên triệt để kết hợp thành một thể. Không, không phải kết hợp một thể thiếu niên này ngoại trừ một cái tên ra thì không có bất kỳ ký ức trống rỗng phải nói là thần hồn của hắn làm chủ thể xác này mới đúng ý thức của hắn có chút mơ hồ hai cái tên bốc lên ở trong đầu một người tên lăng hàn một người khác tên là đinh tử chân ta đến cùng là ai lăng hàn có chút mờ mịt ký ức thuộc về bản thân hắn đang cấp tốc biến mất hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ đó chính là hắn gọi đinh tử chân cái khác cái gì cũng không biết hắn đột nhiên cắn rong một cái hắn là lăng hàn sương mù này là một mê trận bất trì bất giác liền khống chế tâm linh của hắn tiến vào hắc tháp lăng hàn vội vã suy nghĩ nhưng phát hiện trong cơ thể không có hắc tháp tồn tại thật giống như hắn thật biến thành đinh tử chân chuyện gì thế này ta không phải đinh tử chân ta là lăng hàn lăng hàn ở trong thân thể kêu to nhắc nhở mình không có hắc tháp là kẽ hở to lớn nhất để hắn tóm lấy không có mất bản tâm của mình đinh tử chân mấy thiếu niên đi vào đình viện nên đi tộc bỉ kha kha đàng hoàng chịu thua liền được bằng không lại đánh cho ngươi ba tháng không thể tu luyện còn không mau cùng đi mấy thiếu niên kia nhìn qua lớn hơn hắn một hai tuổi thực lực cũng cao hơn một đoạn lăng hàn phát hiện tu vi của hắn chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị mà đối phương chí ít cũng là trung cực vị thậm chí còn có đại cực vị đại viên mãn có điều lăng hàn không sợ hắn có lực lượng lục tinh thậm chí bù đắp quy tắc sức chiến đấu có thể đột phá lục tinh. Theo mấy người này rời đi, bọn họ một đường đi qua vô số lầu các, nơi này lớn thái quá, đi rất lâu, mới đến một luyện võ trường, nơi này đã có thật nhiều người chờ, trẻ có già có, nữ có nam có. Thực lực của mỗi người cũng cao thấp không giống nhau, có sơn hà cảnh, cũng có nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh, yếu nhất cũng là phá hư cảnh, là trẻ con đang được ôm ở trong ngực. T, cái này không phải sinh ra chính là phá hư cảnh sao? Đây là nơi quái quỷ gì? sinh ra liền tiếp cận thần linh. Mà càng làm cho Lăng Hàn khiếp sợ là, hắn thấy có người tình cờ lưu truyền ra tinh hà, kia tuyệt đối là cường giả hàng hà cảnh, nhưng giống như những người khác, ở trong đám người đàng hoàng chờ đợi. Phần cuối của luyện võ trường là một cái đài cao, phía trên ngồi mấy người, mỗi người đều bị sương mù che mặt, có vẻ cực kỳ thần bí. Chỉ liếc mắt nhìn, Lăng Hàn liền có loại cảm giác khó chịu như thần hồn muốn xé rách. Quá mạnh mẽ. Mấy người này tùy tiện đi ra một vị, tuyệt đối có thể một tay che trời trong nháy mắt liền phá nát tinh thần thổi một hơi liền có thể hủy diệt một tinh vực thánh nhân sao ngay cả hàng hà cảnh cũng chỉ có thể đứng ở một bên người ngồi ở trên cao kia khẳng định vượt qua hàng hà cảnh không phải thánh nhân đó là cái gì hơn nữa thánh nhân còn phân bốn cấp những người này tuyệt không chỉ tiểu thánh đơn giản như vậy thậm chí có khả năng là đại thánh thánh vương đinh gia cuối năm thi đấu bắt đầu theo một người hô lớn từng đôi người tiến vào giữa trường bắt đầu giao chiến ít nhất cũng chỉ 10 tuổi mà thôi. Nhưng thình lình đều có tu vi sơn hà cảnh tiểu cực vị, thắng được mọi người kinh ngạc thốt lên cùng than thở. Không hổ là Đinh Diệu Long, truyền nhân đại trực hệ thứ 77 của lão tổ, tổ huyết tương đối thuần hậu, mới 10 tuổi liền cường đại như vậy. Tương lai tất nhiên là một nhân vật hết sức quan trọng của Đinh Gia Ta. Thiếu niên này rất mạnh, rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng có thể chiến đại cực vị, thậm chí ở sau khi vận dụng bí pháp nào đó, một tên sơn hạc cảnh đại viên mãn sơ kỳ cũng bị hắn oanh bại thiên thu tuế nguyệt không nghĩ tới thiên phú của diệu long cường đại như thế ở cảnh giới này liền có thể sử dụng lực lượng của tuế nguyệt may mắn của đinh gia ta trên đài cao mấy tồn tại vô cùng mạnh mẽ gật đầu không chút keo kiệt ca ngợi đinh diệu long mang theo tràn đầy ca ngợi hạ tràng sau mấy vòng chiến đấu đến phiên lăng hàn phải nói là đinh tử chân đối thủ của hắn cũng là tiểu cực vị nhưng tu vi hơi cao hơn hắn một chút, là một trong vài tên thiếu niên lúc trước kêu Lăng Hàn kia. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Đối phương ra tay, đánh tới Lăng Hàn. Lăng Hàn phản kích, nhưng hắn thình lình phát hiện, mình thật đã biến thành một người khác. Thân thể của hắn không có sức phòng ngự mạnh mẽ, lực lượng của hắn cũng không có vượt qua lục tinh, hắn nắm giữ tất cả bí pháp đều biến mất. Hắn bây giờ, chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, hơn nữa một tinh cũng không có vượt qua. Oanh! Miễn cưỡng ngăn mấy chiêu, Lăng Hàn bị đối phương một cước đá bay. Phế vật. Thời điểm đá bay, đối phương còn dùng khẩu hình nói một câu, biểu hiện khinh bỉ. Lăng Hàn rơi xuống đất, hắn muốn bò lên tái chiến, nhưng một luồng đau nhức kéo tới, hắn không thể chịu đựng, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Ạch. À, khi hắn tỉnh lại, chỉ nghe tiếng kinh hô như vậy ở bốn phía đồng thời vang lên. Hắn trở lại trên chiến xa, bốn phía vẫn như cũ, là một mảnh sương mù, thiên phượng thần nữ, thạch hoàng, bắc hoàng một người cũng không thiếu. Thật quỷ dị. Các ngươi có phải là tiến vào một huyễn cảnh, phát hiện mình thành một người tên là đinh tử chân không?" Lăng Hàn hỏi. Ưm. Thiên Phượng thần nữ là người thứ nhất gật đầu. Những người khác sắc mặt cũng kinh biến, sau đó từng cái gật đầu. Bọn họ nói ra mình trải qua, quả nhiên, mỗi người giống nhau như đúc, bọn họ hóa thân đinh tử chân, ở gia tộc thí luyện, nhưng không ngoại lệ đều gặp phải thảm bại. Cái này, tự nhiên không thể là mộng cảnh. Mộng cảnh không thể chân thực như thế, cũng không thể để tất cả mọi người nằm mộng như nhau. Mảnh sương mù này, tất cả mọi người nhìn sương mù không tiêu tan bốn phía, rất đơn giản, khẳng định là mảnh sương mù này tạo thành ảnh hưởng với bọn họ. Nhưng vấn đề là trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, cao nhất thậm chí là tinh thần cảnh đại viên mãn, lại ở trong nháy mắt, không hề phòng bị mà tập thể chúng chiều, uống chi bọn họ còn ở trên một chiếc chiến xa kia là vật liệu thánh cấp tạo thành chỉ nói phòng ngự khả năng còn cường đại hơn hằng hà cảnh đại viên mãn nhưng cái này vẫn trúng chiêu chẳng lẽ mảnh sương mù này còn có lực lượng của thánh cấp mọi người nhìn nhau không khỏi cau mày còn tiếp tục tiến lên sao đây là do dự ở trong lòng bọn hắn ngay cả thạch hoàng cũng có chút không nắm chắc được hắn có thể kết luận chỉ cần không có thánh nhân xuất hiện vậy chiếc chiến xa này đủ để bảo đảm bọn họ bình an nhưng sự thực chứng minh sương mù vẫn tập kích ý thức của bọn họ để bọn họ tiến vào một giấc mơ trước không có nguy hại nhưng ai có thể bảo đảm tiếp sau sẽ không có bọn họ là thiên kiêu đương đại chỉ cần bình thường trưởng thành tiền đồ tương lai cũng không thể đo lường không cần nhất định phải cướp đoạt cơ duyên nơi này ta muốn đi nhìn một chút lang hàn dẫn đầu nói ta cũng vậy phu diện cũng nói càng ngày càng nhiều người gật đầu bọn họ là thiên kiêu vương giả có ý chí kiên định có nghị lực lớn thậm chí còn có lòng hiếu kỳ rất lớn sương mù này chính là một đoàn bí ẩn hấp dẫn bọn họ muốn tìm hiểu ngọn ngành ha ha vậy liền tiếp tục tiến lên thạch hoàng cười ha ha đánh xe đi tới vẫn như cũ là sương mù dày đặc vẫn như cũ là không nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì nhưng đi tới đi tới phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng vẫn là luyện võ trường lại trở về chỉ cần lăng hàn cảm thụ trong thân thể có hắc tháp hay không liền biết mình có phải là tiến vào mộng cảnh hay không hắn lại thành đinh tử chân, có điều rõ ràng lớn hơn một ít, hắn đã đi qua một năm, chỉ là tu vi của hắn hầu như không hề tăng lên, vẫn là tiểu cực vị tiền kỳ, nhưng nhìn lại những người ở năm ngoái kia một chút, từng cái từng cái không chỉ cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực chỉ ít bước qua một hai tiểu cảnh giới nhỏ. Kinh người nhất chính là đinh diệu long, từ tiểu cực vị bước vào đại cực vị, vượt qua hai cảnh giới nhỏ. Sơn Hà cảnh đại cực vị 11 tuổi, quá kinh người. Không có chút hồi hộp nào, đinh diệu long thành minh tinh trói mắt nhất trong gia tộc mà đinh tử chân hoàn toàn là chuyện cười người này nếu không phải đinh quách tộc gia không tích tiêu hào nguyên lực mạnh mẽ tăng hắn lên tới sơn hà cảnh thì hắn đời này không thể bước vào thần cảnh cũng khó trách sinh ra mới chỉ là linh hải cảnh có người nói chỉ có tiện dân mới sẽ như vậy ta hoài nghi hắn có phải là người của đinh gia chúng ta hay không rất nhiều người lạnh lùng nói không hề có chút tình cảm đồng tộc hình ảnh đến đây kết thúc Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, trở lại trong hiện thật. Mỗi người cũng tỉnh lại, trên mặt mang theo vẻ khó chịu. Ở trong mộng cảnh, bọn họ chính là Đinh Tử Chân, Đinh Tử Chân bị làm nhục, cùng chính bọn hắn chịu nhục không khác nhau gì cả. Nơi này, lẽ nào chính là Đinh Tử Chân kia sáng lập? Ở trong giấc mộng, hắn chỉ là sơn hà cảnh mà thôi, nhưng mảnh sương mù này có thể xuyên thấu qua vật liệu thánh cấp ảnh hưởng đến chúng ta, cái này tất nhiên là thủ đoạn của thánh nhân sau đó hắn tất nhiên được kỳ ngộ mới có thể đột kích ngược tất cả mọi người dồn dập thảo luận lăng hàn suy nghĩ một chút nói các người phát hiện đinh diệu long kia không mới qua một năm hắn liền bước qua hai cảnh giới nhỏ tất cả mọi người không khỏi gật đầu bọn họ cũng là thiên kiêu đương đại luận thiên phú võ đạo khẳng định không có gì để nói tuyệt đối là đỉnh cao nhưng bọn họ vượt qua một cảnh giới nhỏ cần bao lâu dù cho chỉ là sơn hà cảnh cũng phải mấy chục năm như xích hoang cực Loại có bản nguyên thần diễm thì không tính Mà lăng hàn có luân hồi thụ Vậy thì càng thêm biến thái Đạt ở tiên vực cũng là trí bảo ghê gớm Đây rốt cuộc là gia tộc gì Tất cả mọi người chấn kinh Không chỉ Đinh Diệu Long Những người khác ở trong mộng cảnh tiến bộ cũng nhanh đến mức kinh người Thế lực như vậy thật đáng sợ Trong lòng lăng hàn hơi động Lẽ nào Đinh Tử chân là người của tiên vực Nếu phải Như vậy tốc độ tu luyện của gia tộc này Nhanh chóng liền có thể hiểu được dù sao cũng là thủ đoạn của tiên gia, hổ nữ ở trong vòng 5 năm bước vào thánh cảnh, cái này kinh người đến không có bằng hữu. Tiếp tục tiến lên. Lần này, tất cả mọi người hiếu kỳ, muốn làm rõ. Chiến xa tiếp tục tiến lên, mộng cảnh thì trong lúc vô tình đến, khiến người ta căn bản không thể đề phòng. Thời gian trong mộng lại qua một năm, vẫn là gia tộc luận võ, đinh tử chân vẫn chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, kỳ thực, đặt ở thần giới, cái này rất bình thường, bước qua một tiểu cảnh giới nhỏ của sơn hà cảnh bình thường cần mấy trăm năm một năm có thể có gì thay đổi nhưng ở đinh gia chỉ một năm mà thôi tu vi của người người đều có tiến bộ lớn đặc biệt là đinh diệu long đã trở thành sơn hà cảnh đại viên mãn trong trận luận võ này đinh diệu long không chỉ trói mắt đơn giản như vậy mà bắt được người thứ 10, cũng là sơn hà cảnh duy nhất trong 10 vị trí đầu hắn thậm chí đánh bại một đối thủ nhật người cảnh tiểu cực vị hậu kỳ lang hàn biết đinh diệu long này tất nhiên là tu gia cực cảnh hơn nữa còn đạt đến cực cảnh đỉnh cao. Bất quá cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ là về mặt lực lượng có thể so với nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, nhưng hắn lại có thể đánh bại tiểu cực vị hậu kỳ. Mình làm được sao? Lăng Hàn tự nghĩ, lấy thể phách của hắn xác thực có thể mài chết đối thủ, nhưng muốn như đối phương chính diện trực tiếp oanh bại, đó là không thể. Đinh Diệu Long này nắm giữ một loại bí pháp, có thể để cho lực công kích của đối phương lão hóa. Đúng, chính là lão hóa. Đấm ra một quyền, Nhất định sẽ theo thời gian trôi đi mà lực công kích giảm mạnh, cuối cùng bình tĩnh lại, mà Đinh Diệu Long lại có thể để quá trình này tăng nhanh gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Bởi vậy, một đòn của đối thủ kéo tới, đánh tới trước người hắn thì đã không còn uy lực. Đây là khống chế thời gian sao? Trong lòng Lăng Hàn kinh hoàng, thời gian là lực lượng thần bí nhất, nếu như hắn cũng có thể nắm giữ thời gian, vậy sức chiến đấu của hắn không biết có thể tăng lên bao nhiêu lần. Chuyện này, lẽ nào ý nghĩa của mộng cảnh chính là để bọn họ có thể nắm giữ lực lượng thời gian sao? kết quả tỉ thí không có chút hồi hộp nào đinh tử chân thảm bại thành tích lót đáy mộng cảnh ngừng mọi người đồng thời tỉnh lại có mấy người còn mờ mịt nhưng như bắc hoàng thạch hoàng thì hai mắt lóe sáng bọn họ giống như lăng hàn phát hiện bí pháp đáng sợ kia của đinh diệu long tiếp tục tiến lên chiến xa tiếp tục tiến lên mộng cảnh cũng không ngừng kéo tới đây là con đường trưởng thành của đinh tử chân nhưng chỉ lạc ấn ở tỉ thí cuối năm đây là ký ức sâu sắc nhất thê thảm nhất của hắn đinh diệu long vẫn trói mắt như cũ rất nhanh thì bước vào nhật nguyệt cảnh ở gia tộc tỷ thí xếp hạng cũng càng ngày càng cao đinh tử chân thì vẫn lót đáy như cũ mỗi lần đều bị tộc nhân chê cười không hề khởi sắc một năm rồi lại một năm khi đinh diệu long 16 tuổi hắn không tham gia gia tộc tỷ thí nữa bởi vì hắn bước vào tinh thần cảnh đinh gia có quy định tinh thần cảnh liền không cần tham gia tỷ thí như vậy kết thúc tập này ở đây nha mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người